Chương 183, điên cuồng ninh một vòng. Hai ngọn cường quang đèn sáng lên, chẳng sợ đứng ở bên ngoài, ninh một vòng đều không thể nhìn thẳng. Trương Huyền Như cũng ngồi ở thẩm vấn ghế, nhắm mắt lại, biểu hiện thực bình tĩnh. Tam chản, bốn chản, năm chản, liên tiếp tổng cộng năm chản đèn mở ra, kia mãnh liệt ánh sáng, làm cách pha lê ninh một vòng đều có chút thấy không rõ tình huống bên trong. Đã trải qua phía trước 12 tiếng đồng hồ hắc ám, đột nhiên gặp phải này đó, là cá nhân đều sẽ phát ra kêu thảm thiết, tinh thần trực tiếp bị áp suy sụp, nhưng Trương Huyền Như cũ trầm mặc, một câu không nói. Tình huống như vậy, làm ninh một vòng tâm tình phá lệ khó chịu. Hắn không riêng muốn xem đến Trương Huyền có bao nhiêu thảm, hắn còn muốn nghe đến Trương Huyền kêu thảm thiết, xin tha, kia sẽ là trên thế giới này nhất dễ nghe thanh âm. Ngày đó buổi tối, chính mình lật xe một màn, chính mình ở rất nhiều người nhìn chăm chú hạ ảm đạm ly chàng một màn, đều làm ninh một vòng cảm thấy tùy thời sẽ phát cuồng. Ninh một vòng hung hăng cắn răng, lại khai một chản. Lý trưởng khoa biểu tình một ngưng, nhắc nhở nói, ninh thiếu, lại khai, rất có thể sẽ ra mạng người. Khai, ninh một vòng thần sắc điên cuồng, hắn hôm nay nhất định phải nghe được Trương Huyền tiếng kêu thảm thiết. Thứ sáu chản đèn sáng lên, cái loại này mãnh liệt ánh sáng, làm người không cấm hoài nghi. Nếu đi đến bên trong, trực diện này đó ánh đèn, có thể hay không bị chọc mù hai mắt. Chính là, kết quả như cũ không có làm ninh một vòng vừa lòng, hắn vẫn là không có nghe được Trương Huyền tiếng kêu thảm thiết cùng thống khổ thanh. Loại cảm giác này, thật giống như xúc lực một quyền đánh vào một cục bông thượng giống nhau, làm ninh một vòng phá lệ khó chịu. Toàn bộ khai hỏa, ta muốn hắn chết, ninh một vòng điên cuồng giống to lên, lần này hắn không đợi lý trưởng khoa có cái gì động tác. Chính mình đi lên trước, đem tám chản đèn toàn bộ mở ra. Đương tám chản đèn toàn lượng thời điểm, đứng ở bên ngoài người, đã vô pháp thấy rõ tình huống bên trong, xa xa xem ra, nơi này chính là một đoàn bạch quang, như là rơi trên mặt đất Thái Dương, vô pháp nhìn thẳng, tản ra nồng đậm nhiệt lượng. Ninh một vòng mồm to thở hổn hển, trên mặt toàn là điên cuồng. Họ Trương, ngươi xong đời. Xong đời, ha ha ha. Ninh một vòng ở bên ngoài cuồng tiếu. Mà ngồi ở phòng thẩm vấn thượng Trương Huyền, chính hình chữ X nằm ở thẩm vấn ghế, đã phát ra đánh tiếng hô. Kinh thành khoảng cách Ngân Châu Thị, toàn bộ hành trình gần 1.200 km, đại khái yêu cầu 2 cái giờ thời gian. Ở giữa trưa 11 giờ rưỡi thời điểm, Ninh tỉnh quân khu một tay Ninh sông dài văn phòng điện thoại đã sắp đánh bạo, một đám đến từ kinh thành đại nhân vật, mỗi người thân phận, đều có thể làm Ninh sông dài mặc chỉnh tề, giống cái tân binh giống nhau, đứng ở quân khu cổng lớn nghênh đón. Mà lần này tổng cộng tới 8 gã đại nhân vật, làm Ninh Sông Dài cảm thấy trong lòng hoảng loạn. Ở giữa trưa 12 giờ thời điểm, Ninh Sông Dài đứng ở quân khu đại viện chính giữa, nhìn đỉnh đầu xoay quanh 8 giá phi cơ trực thăng, không đợi phi cơ trực thăng rơi xuống đất, hắn đã kính nổi lên quân lễ, chờ đợi. Phòng thẩm vấn ngoại. Ninh một vòng đứng ở kia sáng lên cường quang phòng thẩm vấn ngoại, làm lầm bầm lầu bầu. Họ Trương, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ngươi có thể cùng ta Ninh Sông Dài đấu. Ta sinh ra liền cao cao tại thượng, mà ngươi đâu? Xuất thân nghèo hèn, đương một cái tới cửa con rể. Ta có vô số loại phương pháp làm ngươi chết, ta muốn gặp ngươi cùng cậu giống nhau ghé vào ta trước mặt, vẫy đuôi lấy lòng. Yên tâm, chờ ngươi điên mất sau, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi lão bà, ta sẽ vuốt ve nàng mỗi một mảnh da thịt, ta sẽ làm ngươi xem, ta thế nào được đến nàng. Ngươi có biết hay không, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám làm ta trước mặt mọi người xấu mặt, ngươi là đầu một cái, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Ta muốn ngươi minh bạch, cái gì là vô pháp vượt qua hồng câu, ta muốn ngươi biết, ngươi cùng ta chi gian chênh lệch, chính là bầu trời cùng ngầm. Ninh một vòng ở cuồng thiếu. Từ lần trước ở Trình gia trang viên, Trương Huyền đối Ninh một vòng khinh thường nhìn lại, cũng đã ở Ninh một vòng đáy lòng gieo xuống thù hận hạt giống, tư nhân tụ hội thượng, Ninh một vòng lúc ấy liền muốn trả thù Trương Huyền. Kết quả cuối cùng là chính mình giữa ra khứu, này đủ loại hết thảy, đều làm Ninh một vòng vô pháp tiếp thu, hiện tại, hắn ở phát tiết chính mình trong lòng bất mãn. Ngạo nhân thân thế, làm Ninh một vòng từ nhỏ liền nội tâm cực độ bành trướng, hơi chút có người đối hắn có một chút bất kính, đều sẽ làm Ninh một vòng cảm thấy tức giận. Ở Ninh một vòng phía sau, 8 gã thân xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn, cổ áo mang theo hồng bia trung niên đã đi tới, Ninh sông dài đi theo này 8 người phía sau. Đại khí cũng không dám ra một chút. 8 gã trung niên ra tới, tất cả đều mang theo cảnh vệ, đương nhìn đến kia sáng lên phòng thẩm vấn,
cùng với đứng ở phòng thẩm vấn trước hùng hùng hổ hổ Ninh Một Vòng khi, Hoa Hạ An toàn bộ trưởng trực tiếp phất tay, hắn hai gã cảnh vệ viên đương trường tiến lên, đem Ninh Một Vòng đè lại. Ninh Một Vòng vừa thấy, là hai gã thân xuyên quân trang người đem chính mình đè lại, đương trường quát mắng ra tiếng, các ngươi mẹ nó làm cái gì? Trợn to các ngươi mắt chó, nhìn xem lão tử là ai? Ninh Tỉnh quân khu chính là nhà của chúng ta, các ngươi dám đụng đến ta. Buông ra. An toàn bộ trưởng nghe được Ninh Một Vòng tiếng quát mắng, mày nhăn lại, nhìn về phía đi theo phía sau Ninh Sông Dài, Ninh Tư lệnh viên, này lệnh công tử bộ tịch thật đúng là không nhỏ a, Ninh Tỉnh quân khu, khi nào thành nhà các ngươi? Ninh Một Vòng, người cấp lão tử câm miệng, Ninh Sông Dài đối với chính mình nhi tử hét lớn một tiếng, theo sau vẻ mặt cười nịnh nhìn về phía an toàn bộ trưởng, lãnh đạo, khuyển tử hắn thuận miệng nói bậy, lãnh đạo không cần để ở trong lòng. An toàn bộ trưởng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía phòng thẩm vấn, các ngươi làm gì vậy? Có trọng phạm. Ninh Sông Dài nhìn mắt kia phiếm cường quang phòng thẩm vấn, cũng là không hiểu ra sao, hắn đem ánh mắt phóng tới một bên Lý trưởng khoa trên người. Lý trưởng khoa cả người một run run, vội vàng gật đầu, là, ngày hôm qua tuần tra thời điểm, nhìn thấy một người cố ý đả thương người hung phạm, liền mang về tới. Ha ha, cố ý đả thương người hung phạm, không dùng được lớn như vậy trận trưởng đi. Một khắc danh kinh thành tới lãnh đạo mở miệng, là cái gì trọng phạm, cho các ngươi làm lớn như vậy tâm lý thế công, mau đem đèn đóng. Lý trưởng khoa vừa nghe, nào dám chần chờ, vội vàng đem đèn đóng lại. Làm trưởng khoa, hắn tự nhiên có thể nhận ra hiện tại đã đến này 8 người là ai, này mỗi người, ở toàn bộ Hoa Hạ, đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, những người này lời nói, hắn nào dám không nghe. Phòng thẩm vấn kia chói mắt ánh đèn tắt, ở ánh đèn tắt nháy mắt. Mọi người cảm giác bên ngoài sắc thái đều ảm đạm rồi không ít. Phòng thẩm vấn, một người ngồi ở thẩm vấn ghế, nhắm mắt lại. Ở nhìn đến ghế trên người nọ nháy mắt, an toàn bộ trưởng sắc mặt biến đổi. Hắn ở tới thời điểm, còn không ngừng suy đoán, rốt cuộc là cái kia tổ chức cái nào đại nhân vật bị Ninh Tỉnh quân khu bôi nhọ, hãm hại, hiện tại thấy được Trương Huyền, làm an toàn bộ trưởng có loại không chân thật cảm giác. Làm phụ trách toàn bộ Hoa Hạ quân cảnh bộ môn tối cao người lãnh đạo. An toàn bộ trưởng đồng dạng biết được thế giới ngầm, cũng từng tham gia quá thế giới ngầm một ít hội nghị, gặp qua một ít đại nhân vật. Trương Huyền, hắn đã từng gặp qua một lần. Đây là dậm một dậm chân, toàn bộ thế giới ngầm, đều sẽ chấn thượng tam chấn nhân vật. Chương 184, người còn không rõ ràng lắm bọn họ là ai. Như vậy một cái nhân vật, bị Ninh Tỉnh quân khu bôi nhọ, hãm hại. An toàn bộ trưởng giờ phút này trong lòng, toàn là nghĩ mà sợ, nếu nói. Lần này cái kia tổ chức không phải tới thông chi chính mình, mà là trực tiếp dùng nhất bạo lực phương thức giải quyết vấn đề, như vậy hiện tại sẽ là như thế nào một cái tình huống? Kia hậu quả, an toàn bộ trưởng cũng không dám suy nghĩ. Bị cảnh vệ đè lại Ninh Một Vòng nhìn an toàn bộ trưởng đám người, hắn tuy rằng thân là Ninh Tỉnh quân khu một tay nhi tử, nhưng đối những người này, hắn cũng không nhận thức, cũng không có chút nào ấn tượng, hắn trước nay liền không có chú ý quá mấy thứ này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đang làm gì? An toàn bộ trưởng hỏi lại một tiếng, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi làm gì? Phòng nội người này, phạm vào cái gì sai, đáng giá ngươi dùng lớn như vậy hình? Này cùng ngươi không có quan. Bang! Ninh Một Vòng vừa mới cãi lại, liền bị Ninh Sông Dài một cái tát chịu đến trên mặt. Ninh Sông Dài quát chói tai một tiếng, đủ rồi, câm miệng. Ninh Một Vòng bụng mặt, nhìn Ninh Sông Dài, hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Ba. Ngươi, xin lỗi, Ninh Sông Dài lại lần nữa một cái tát, chiều đến Ninh Một Vòng trên mặt. An toàn bộ trưởng phất phất tay, được rồi, xin lỗi liền không cần, Ninh Tư lệnh viên, ngươi nhi tử nên xử lý như thế nào tiếp thu điều tra, đều là mặt sau sự, hiện tại, nhanh lên đem cửa mở ra đi. Là, Ninh Sông Dài liên tục gật đầu, phân phó Lý trưởng khoa mở cửa ra. Cửa mở đồng thời, an toàn bộ trưởng liền đi tới trước cửa. Nhìn bên trong người, hắn sợ bên trong vị này nổi giận lên. An toàn bộ trưởng bản nhân, là không sợ Trương Huyền, nhưng hắn rất rõ ràng Trương Huyền thân phận, nếu đối phương nổi giận lên, kia sở tạo thành hậu quả, liên lụy phạm vi liền quá quảng. Đương cửa mở thời điểm, một trận xả tiếng hô truyền đến, làm an toàn bộ trưởng ngẩn người, hắn đứng ở cửa, nhìn bên trong người. Tiên sinh, một người cảnh vệ đi đến phòng trong, nhẹ nhàng quơ quơ Trương Huyền thân mình. Ân. Trương Huyền còn buồn ngủ nhìn mắt cảnh vệ, sao hồi sự, tắm bá sao đóng. Này,
Cảnh vệ nghe Trương Huyền nói, có chút vô ngữ. Thân là an toàn bộ trưởng cảnh vệ, tự nhiên là tinh anh trong tinh anh, loại này tâm lý huấn luyện, hắn cũng tiếp thu quá, đương tám chản đèn mở ra khi, trong căn phòng này quả thực liền không phải người đợi đến. Nhưng trước mặt vị này đâu, chẳng những ngủ rồi không nói, còn đem kia tám chản đủ để muốn mạng người cường quang đèn, trở thành tắm bá. Trương Huyền dùng sức mở to trợn mắt, quét dọn kia cổ buồn ngủ, ánh mắt quét tới rồi an toàn bộ trưởng trên người, ra tiếng nói, Nga, là ngươi a, sao ngươi lại tới đây? Trương Huyền nói, làm an toàn bộ trưởng chửi thầm không thôi, ta như thế nào tới? Người người đều mau đem chúng ta làm công địa phương vây quanh, chúng ta lại không tới có thể hành sao? Tưởng là như vậy tưởng, nhưng lời nói an toàn bộ trưởng tuyệt đối sẽ không nói như vậy, hắn đối Trương Huyền cười cười, xem ra ngươi quá cũng không kém. Trương Huyền ngáp một cái, đôi tay tùy tiện dùng một chút lực, kia ở thẩm vấn ghế trói buộc hắn đôi tay xiềng xích bị hắn nhẹ nhàng tránh đoạn. Trương Huyền hung hăng duỗi người, con người của ta a, nếu không phải thích ứng năng lực cường, cũng sống không đến hiện tại, ngươi cảm thấy đâu? Đối với Trương Huyền có thể như thế nhẹ nhàng tránh thoát xiềng xích, an toàn bộ trưởng biểu hiện một chút đều không ngoài ý muốn, hắn thực hiểu biết thế giới ngầm, cũng biết bên trong lợi hại người rốt cuộc tới cái gì trình độ, điểm này đối trước mặt người này tới nói, cũng không phải cái gì nan đề. Nhưng Ninh một vòng cùng Lý trưởng khoa, liền biểu hiện không phải như vậy bình tĩnh. Từ buổi sáng bắt đầu, Ninh một vòng liền cho rằng Trương Huyền đã hoàn toàn hỏng mất, nhưng hiện tại xem ra, đối phương căn bản một chút việc đều không có, thậm chí còn biểu hiện ra một bộ không sao cả bộ dáng, kia tránh thoát xiềng xích bộ dáng, phảng phất trước nay cũng chưa đem chính mình đặt ở trong mắt giống nhau. Điểm này, là làm Ninh một vòng hoàn toàn không tiếp thu được. Trương Huyền quơ quơ đầu, đứng dậy, đi đến phòng thẩm vấn ngoài cửa. Cái kia Ninh công tử, người vừa mới lời nói, ta đều nghe được, người nói không tồi, hai ta thân phận, một cái bầu trời, một cái ngầm, chẳng qua, ở trên trời cái kia là ta, trên mặt đất cái kia là ngươi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, ta xem ngươi bộ dáng, ngươi nhất định rất tò mò ngươi phía sau này vài vị đều là ai, vừa mới cùng ta nói chuyện cái này đâu, hắn họ Quách, Hoa Hạ an toàn bộ trưởng, ngươi nếu thường xuyên xem tin tức nói, hẳn là đối hắn sẽ rất quen thuộc, đến nỗi dư lại này bảy cái, cũng đều là cùng cấp bậc người, hiện tại ngươi minh bạch. Cái gì, này, không có khả năng, Ninh một vòng trừng lớn đôi mắt, không thể tin được. Chính mình chỉ là đối phó một cái Lâm ra tới cửa con rể, thế nhưng dẫn ra tới nhiều như vậy đại nhân vật, sao có thể? Hắn cái gì thân phận, mới có thể làm này đó đại nhân vật không xa ngàn dặm chạy tới. Đối với Ninh một vòng khiếp sợ, Trương Huyền căn bản không để ý tới, hắn nhìn về phía an toàn bộ trưởng, cái kia, nếu không có gì sự nói, ta liền đi trước, các ngươi cũng sớm một chút về đi, ta tin tưởng các ngươi cũng rất vội. Trương Huyền nói xong, không đợi an toàn bộ trưởng bọn họ làm ra cái gì trả lời, phất phất tay, đi nhanh chiều trốn đi đi. An toàn bộ trưởng nhìn Trương Huyền bóng dáng, đột nhiên mở miệng, từ từ. Ân, Trương Huyền dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại nghi hoặc một tiếng. Ninh tỉnh gần nhất phiền toái quá nhiều, người tốt nhất làm ngươi người an tĩnh một ít, tình huống của ngươi, ta cũng rõ ràng, trải qua lần trước kia sự kiện, ta tin tưởng hiện tại ngươi, hẳn là cũng muốn một phần bình đạm đi. An toàn bộ trưởng như vậy nói, ở hắn nói chung, mang theo một loại uy hiếp. Trương Huyền rụt rụt cổ, trả lời nói, có lẽ đi, ta không nghĩ chọc phiền toái, chỉ là có chút người, liền thích hỉ thế hiếp người, ngươi cũng thấy rồi, lần này sự, cũng không thể trách ta. Ta cũng tưởng cho ngươi nói một chút, ta không chủ động gây chuyện, nhưng nếu còn có loại này ỷ thế hiếp người cặn bã, ta không ngại làm ta người động thứ tay, không cần hoài nghi lời nói của ta. Ở Trương Huyền nói chuyện đồng thời, an toàn bộ trưởng chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực trải rộng chính mình toàn thân, làm chính mình phá lệ khó chịu, chờ này cổ áp lực tan đi thời điểm, trước mặt người nọ, cũng đã biến mất. An toàn bộ trưởng thở phào một hơi, hướng cảnh vệ nói, đem người đều bắt lại. Ninh tư lệnh viên. Từ giờ trở đi, phiền toái người phóng một buông tay đầu công tác, phối hợp chúng ta điều tra đi. Ninh sông dài nhìn trước mặt an toàn bộ trưởng, thở dài một hơi, gật gật đầu, không có hé răng. Trương Huyền hắn là biết đến, lần trước ở trình lão gia tử tiệc mừng thọ thượng gặp qua, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, người thanh niên này, thế nhưng có lớn như vậy năng lượng, nghe hắn vừa mới cùng an toàn bộ trưởng đối thoại, phảng phất căn bản là không đem cái này lãnh đạo để vào mắt giống nhau. Ninh sông dài chủ động gỡ xuống huân chương, giao cho một bên cảnh vệ trong tay, đại biểu cho thái độ của hắn. Ninh một vòng nguyên bản kiêu ngạo thần sắc,
giờ phút này mặt xám như cho tàn, bao gồm Lý trưởng khoa cũng là như thế, hắn đã có thể nghĩ đến chính mình hậu quả, từ bỏ quân chức, đó là tốt nhất kết quả. Trương Huyền bước nhẹ nhàng nện bước, rời đi quân khu Đại Việt, bản thân tưởng cấp Lâm Thanh Hạm gọi điện thoại báo cái bình an, kết quả phát hiện di động không điện, bất đắc dĩ, chỉ có thể trước chạy về ra. Chương 185, vô lực hai nàng. Ngân Châu Bệnh viện Nhân dân 3, một nam một nữ nằm ở trên giường bệnh, nữ đầy mặt xanh tím, lại mang theo tươi cười, nam tuy rằng hành động gian nan, nhưng hắn nội tâm là vui sướng. Đêm qua ở Trung Thanh Công viên diễn một vở diễn, khiến cho chính mình bắt được 100 vạn, cũng đủ chính mình tiêu tiêu xái xái sống thượng mười mấy năm. Hai người hiện tại mãn đầu óc đều nghĩ tiền nên xài như thế nào, đối với bị chính mình bôi nhọ người kia sẽ có cái gì kết cục, hai người bọn họ căn bản là không đi suy xét. Đang ở hai người còn mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai thời điểm, vài tên thân xuyên thường phục người vọt vào phòng bệnh, hai lời chưa nói, liền đem này hai người ấn lên. Các ngươi là người nào? Đang làm gì? Bị đè lại nam nhân lớn tiếng rít gào. Ít nói nhảm, theo chúng ta đi. Một người dẫn đầu thường phục nam nhân quát chói tai một tiếng. Trên giường bệnh nam nhân sắc mặt biến đổi, chợt nghĩ đến cái gì, dùng sức đẩy trước người người, đi ngươi sao? Đè lại hắn thường phục nam nhân bị hắn một phen đẩy ra, hắn nhảy xuống giường, nhanh chân liền hướng phòng bệnh ngoại chạy tới. Tên kia đầy mặt xanh tím nữ nhân đồng dạng nhanh chân liền chạy. Thấy hai người chạy trốn, này đó thân xuyên thường phục người cũng không có đi truy, ngược lại lộ ra một mặt cười lạnh. Ở bệnh viện một cái không người hành lang chung, một người diện mạo điềm mỹ tiểu hộ sĩ, không hoãn không chậm đem một cây kim tiêm trang ở ống chích thượng, gỡ xuống trước ngực công tác bài. Theo sau từ phía sau móc ra một chương trường răng nanh mặt quỷ mặt nạ, mang ở trên mặt, nàng nhìn mắt từ hành lang cuối chạy ra một nam một nữ, bước yêu diễm nện bước, nhéo ống chích, chiều hai người đi qua. Địa ngục sứ giả, hành tẩu tại đây trên thế giới mỗi một tòa thành thị, bọn họ sẽ ở bất luận cái gì thời gian bị triệu tập lên, hoàn thành bọn họ nhiệm vụ, địa ngục sứ giả không nhiều lắm, nhưng ngươi nhìn thấy mỗi người, đều có thể là địa ngục sứ giả. Tiểu hộ sĩ đi đến kia một nam một nữ trước mặt, giơ lên trong tay ống chích, đối diện trước người này động mạch chủ chát đi xuống. Mấy giây sau, một nam một nữ nằm ở hành lang chung, hai người trên mặt tràn ngập thống khổ thần sắc, cả người không ngừng rút ra, khóe miệng tràn ra bọt mép. Làm xong này hết thảy, tiểu hộ sĩ đem trên mặt mặt nạ một chích, một lần nữa quải hảo tự mình ngực bài, giống cái giống như người không có việc gì, đi vào bên cạnh phòng bệnh, mặt mang mỉm cười vì người bệnh đánh rất dịch. Ngân Châu cục cảnh sát, Hàn Ôn Nhu hai mắt đỏ bừng đứng ở cục trưởng văn phòng chung, nàng đồng dạng cả đêm không ngủ, nàng tại đây gian văn phòng, đã đợi mấy cái giờ. Sắp đến giữa trưa thời điểm, cục trưởng mới thong thả ung dung đã đến. Ôn Nhu a, rốt cuộc chuyện gì, ta này đại sảnh buổi chiều còn có sẽ đâu. Cục trưởng lau một phen cái trán mồ hôi. Ta muốn phân văn kiện, đi bộ đội đề người. Hàn Ôn Nhu nhìn chằm chằm cục trưởng, chém đinh chặt sắt nói. Đề người. Cục trưởng vẻ mặt nghi hoặc, để ai? Người gặp qua, lần trước trảo tiến vào cái kia vô lại, người làm ta thả chạy người. Hắn, cục trưởng sắc mặt biến đổi, đối với Trương Huyền thân phận, cục trưởng vẫn luôn đều thực kiêng dè, hắn chỉ biết, Trương Huyền thân phận rất cao, cao đến tỉnh lãnh đạo đều phải thật cẩn thận đối đãi. Ta muốn văn kiện, có hay không? Hàn Ôn Nhu không có vô nghĩa, lại lần nữa hỏi. Ôn Nhu a, người đừng vội. Ít nhất ngươi đến nói cho ta phát sinh chuyện gì đi. Cục trưởng lau mồ hôi. Hàn Ôn Nhu dùng ngắn gọn hai câu lời nói đem sự tình nói rõ, cục trưởng cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, bình thường tới nói, bộ đội là tuyệt đối không có quyền lợi bắt người. Mà hiện tại, bộ đội trực tiếp lướt qua cảnh sát bộ môn, tiến hành bắt giữ, còn bắt giữ chính là như vậy một cái đại nhân vật, thật muốn bị trách tội xuống dưới, chính mình trên đầu này đỉnh ô sa rất có thể khó giữ được a. Nghĩ vậy, cục trưởng không dám chần chờ, mang theo Hàn Ôn Nhu liền hướng quân khu đuổi, trên đường đem cảnh đèn minh khởi, đèn xanh đèn đỏ cũng không nhìn. Đường tới rồi quân khu lúc sau, trước mắt một màn làm cục trưởng cùng Hàn Ôn Nhu đều có chút sững sờ. Hai người bọn họ nhìn đến, những cái đó ngày thường ở tin tức thượng mới có thể nhìn thấy đại nhân vật, đều đứng ở đại viện sân thể dục thượng, mà Ninh tỉnh quân khu một tay Ninh sông dài, đã dỡ xuống huân chương, đứng ở một bên, trên mặt toàn là cô đơn. Này, cục trưởng cùng Hàn Ôn Nhu liếc nhau, hai người cũng không có thời gian nghĩ nhiều, đi nhanh chạy tiến lên đi, đối tám vị lãnh đạo kính cái lễ. Cục cảnh sát trường, có chuyện gì sao? An toàn bộ Quách bộ trưởng nhíu mày, hắn hiện tại tâm tình rất kém cỏi,
liền ở vừa mới, hắn điều tra Ninh Tỉnh Quân khu thời điểm, phát hiện quá nhiều làm hắn cảm thấy ghê tởm sự. Cái này, cục trưởng nhìn đến an toàn bộ trưởng, có chút chần chờ. Ta tới tìm ta bằng hữu, bộ đội lướt qua cảnh đội, trực tiếp bắt người, không phù hợp quy củ. Hàn Ôn Nhu quản không được nhiều như vậy, ở biết được Trương Huyền xảy ra chuyện đêm nay, nàng cảm giác chính mình sắp điên rồi. Có vô số lần, đều là Trương Huyền đứng ở chính mình trước người, vì chính mình giải quyết một cái lại một cái khó khăn, mà hiện tại, Trương Huyền đã xảy ra chuyện, chính mình lại liền một chút vội đều không thể giúp, thậm chí liền thấy hắn một mặt đều làm không được. Người bằng hữu, an toàn bộ trưởng nhíu nhíu mày, người bằng hữu tên gọi là gì? Trương Huyền. Trương Huyền, vừa nghe lời này, an toàn bộ trưởng kinh ngạc một tiếng, nữ oa, Trương Huyền là người bằng hữu. Đúng vậy, Hàn Ôn Nhu gật đầu. An toàn bộ trưởng từ đầu đến chân xem kỹ Hàn Ôn Nhu một lần, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Bằng hữu bình thường, Hàn Ôn Nhu nói. An toàn bộ trưởng khẽ cười một tiếng, người này sốt ruột bộ dáng, nhưng không giống bằng hữu bình thường. Đôi ta, Hàn Ôn Nhu muốn nói lại thôi. An toàn bộ trưởng ha hả cười, được rồi, ta đại khái minh bạch, Trương Huyền đã không có việc gì, người không cần lo lắng hắn, trở về đi. Không có việc gì, Hàn Ôn Nhu trừng lớn đôi mắt. Bên cạnh cục trưởng vừa nghe, thân thể không tự chủ run lập cập, hắn tại vị nhiều năm như vậy, tâm tư kiểu gì là lướt, quang xem an toàn bộ trưởng thái độ, hắn đại khái liền minh bạch, này đó đại nhân vật, khả năng chính là bởi vì Trương Huyền tới. Thiên A, này rốt cuộc là cái gì nhân vật A, hắn bị trào chuyện này, thế nhưng trực tiếp kinh động Hoa Hạ đứng đầu những nhân vật này tự mình ra mặt. Hàn Ôn Nhu thật không có cục trưởng tưởng nhiều như vậy, ở biết được Trương Huyền đã không có việc gì lúc sau. Nàng Huyền cả đêm tâm, tính hoàn toàn buông xuống. Ngân Châu Bệnh viện Nhân dân 1. Lâm Thanh Hạm ngồi ở giường bệnh biên, lấy ra mới vừa mua tới canh gà, cấp Milan thịnh một chén. Milan nhìn Lâm Thanh Hạm kia tóc tán loạn, khuôn mặt tiều tụy bộ dáng, quan tâm nói, Thanh Hạm, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười, chính là công ty thượng gặp được một ít việc. Milan uống một ngụm trong chén canh gà, hỏi, là về Trương Huyền. Người cùng hắn cãi nhau. Không có, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, trên mặt toàn là cô đơn. Cho tới nay, Lâm Thanh Hạm đều là một người phụ nữ mạnh mẽ nhân vật, giống như chuyện gì đều không thể làm khó nàng, cái gì khó khăn đều không thể đánh bại nàng, nhưng lần này, Lâm Thanh Hạm tự đáy lòng cảm giác được vô lực. Từ buổi sáng đến bây giờ, nàng dùng hết toàn bộ nhân mạch, nhưng kết quả là, chỉ có thể nghe thiên mệnh. Chương 186, tình cảm bùng nổ. Từ ngày hôm qua Trương Huyền đã xảy ra chuyện lúc sau, cấp Lâm Thanh Hạm cảm giác, thật giống như trời sập giống nhau. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ đến quá, Trương Huyền ở chính mình trong lòng, thế nhưng chiếm như vậy quan trọng vị trí. Lâm Thanh Hạm lau một phen trong mắt chảy ra nước mắt. Thanh Hạm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Lâm Thanh Hạm dáng vẻ này, Milan trong lòng cũng là nôn nóng không thôi. Không có gì. Lâm Thanh Hạm ghé vào mép giường, nhẹ nhàng ôm Milan, Milan, ta chính là cảm giác chính mình hảo vô dụng. Thanh Hạm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, người đều không cần như vậy tưởng. Milan nhẹ nhàng chụp phủi Lâm Thanh Hạm phía sau lưng, ngươi chính là Lâm Thị Tổng Tài, có chuyện gì có thể làm khó được ngươi đâu. Đúng lúc này, Lâm Thanh Hạm di động vang lên. Lâm Thanh Hạm hoảng loạn lại nhanh chóng lấy ra di động, nhìn mắt, là Nam Thiên phát tới tin tức. Thanh Hạm. Sự tình hẳn là không có gì vấn đề. Nhìn đến này tin tức, Lâm Thanh Hạm trong lòng dâng lên một tia vui sướng, nàng cấp Nam Thiên trở lại, cảm ơn, có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm. Milan rút ra một chương khăn giấy, đưa tới Lâm Thanh Hạm trước mặt, cấp, lau lau nước mắt đi. Lâm Thanh Hạm cầm lấy khăn giấy, ở trên mặt tùy tiện lau lau. Milan nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm vài giây, ánh mắt lại đột nhiên tập trung đến Lâm Thanh Hạm phía sau, trong miệng có chút bất mãn nói, gì? Trương Huyền, ngươi tới vừa lúc, ngươi cùng Thanh Hạm có phải hay không cãi nhau, ta nói cho ngươi a, ngươi nhưng đừng khi dễ chúng ta Thanh Hạm. Bằng không ta muốn ngươi đẹp. Lâm Thanh Hạm nghe Milan nói, cười khổ một chút, ngươi cũng đừng đậu ta vui vẻ. Đậu ngươi vui vẻ, cái gì đậu ngươi vui vẻ a? Milan có chút kỳ quái. Trương Huyền hắn nào? Lâm Thanh Hạm vừa mới mở miệng, liền nghe phía sau vang lên kia quen thuộc thanh âm. Thanh Hạm, làm ngươi lo lắng. Thanh âm này, đúng là đến từ Trương Huyền. Nghe này quen thuộc thanh âm, Lâm Thanh Hạm thân thể không tự giác run rẩy, nàng chậm rãi xoay người,
đương thấy phía sau đứng người nam nhân này khi, nàng rốt cuộc áp lực không được trong lòng tình cảm, đứng dậy trực tiếp bổ nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực. Này đột nhập hương mềm nhập hoài, làm Trương Huyền hơi hơi sửng sốt, chợt trở tay ôm Lâm Thanh Hạm mảnh khảnh vòng eo, nhẹ nhàng ở Lâm Thỉnh Hạm bên tai nói, làm ngươi lo lắng. Trong suốt nước mắt tích tự Lâm Thanh Hạm trong mắt ngăn không được chảy ra, nàng trong thanh âm mang theo khóc ý, ngươi. Ngươi có hay không chịu cái gì khổ? Không a, Trương Huyền sắc mặt nhẹ nhàng nói, bọn họ biết chính mình hiểu lầm người tốt, liền đem ta thả, chuyện gì đều không có, ở kia còn ăn nhiều một đốn đâu. Trương Huyền có thể cảm nhận được, chính mình trước ngực quần áo đã bị Lâm Thanh Hạm nước mắt ướt nhẹp, hắn cũng chưa nghĩ đến, Lâm Thanh Hạm thế nhưng sẽ có lớn như vậy phản ứng, cái này làm cho Trương Huyền thực kinh ngạc. Vươn tay, Trương Huyền nhẹ nhàng câu lấy Lâm Thanh Hạm hàm dưới, làm nàng đem đầu nâng lên sau, vì nàng đem trên mặt nước mắt sát tịnh. Ngươi nhìn xem ngươi, khóc đến cùng hoa miêu giống nhau, xấu đã chết. Ngươi mới xấu đâu, Lâm Thanh Hạm giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, trụy ở Trương Huyền ngực. Đúng đúng đúng, ta xấu, ta là cái sửu bát quái, nhưng cưới cái như vậy xinh đẹp thức phụ. Trương Huyền ngậm ý cười, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm kia trương tuyệt thế dung nhan. Nữ nhân này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, phá lệ đáng yêu. Lâm Thanh Hạm cũng trùng hợp thấy được Trương Huyền kia lửa nóng ánh mắt, mặt đẹp bá một chút liền đỏ lên, hàm răng khẽ cắn môi, đem đầu thấp đi xuống. Được rồi, này dầu mỡ toan xú vị nhưng đem người ghê tởm hỏng rồi. Milan cố ý dùng tay ở cái mũi trước run rẩy, hai người đây là tới xem ta tới, vẫn là ngược cậu tới. Khi dễ độc thân có ý tứ sao? Thanh Hạm ngươi tin hay không ta đem ta ở nước Pháp thịt tươi hậu cung đoàn kéo tới, nháy mắt hạ gục nhà ngươi Trương Huyền. Không tin, Lâm Thanh Hạm híp mắt cười, kia sáng ngời hai mắt thành cong cong trăng non, nhà ta Trương Huyền, là ưu tú nhất. Milan nghe lời này, theo bản năng nhìn mắt Trương Huyền, nàng không thể không thừa nhận, Lâm Thanh Hạm nói không sai, Trương Huyền thật sự thực ưu tú, loại này tinh thông số đại lĩnh vực người, trên thế giới này lại có bao nhiêu. Trương Huyền an toàn trở về. Làm Lâm Thỉnh Hạm dẫn theo một lòng cuối cùng buông, ngày hôm qua cả đêm cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay Lâm Thanh Hạm cũng không đi công ty, cùng Milan hàn huyên sẽ thiên, chờ Milan ngủ sau, nàng cùng Trương Huyền cũng rời đi. Đêm qua hai người không lái xe, xe vừa vặn liền ngừng ở bệnh viện cửa, Trương Huyền nhìn nữ nhân mỏi mệt bộ dáng, chủ động đảm đương nổi lên người điều khiển nhân vật. Lâm Thanh Hạm ngồi ở ghế phụ, Trương Huyền xuất hiện, làm nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có an tâm, đêm qua. Trương Huyền một đêm chưa về, làm nàng cảm giác cái này ra giống như đều không hoàn chỉnh. Lâm Thanh Hạm đối Trương Huyền chán ghét, sớm tại thời gian chuyển rời hạ toàn bộ biến mất, ngược lại biến thành một loại không muốn xa rời, hiện tại Trương Huyền, chính là trong nhà chủ nhân. Nữ nhân nghiêng thân mình, nhìn đang ở lái xe nam nhân, nàng cảm thấy, như vậy thật tốt. Lâm Thanh Hạm nghĩ đến đêm qua sự, lại nghĩ đến Hàn Ôn Nhu thái độ, có chút tò mò hỏi hướng Trương Huyền, đúng rồi. Ngươi cùng thì cục đội điều tra hình sự cái kia phó đội trưởng, kêu Hàn Ôn Nhu nữ cảnh, có phải hay không nhận thức? Vừa nghe Lâm Thanh Hạm nhắc tới Hàn Ôn Nhu tên, Trương Huyền có chút xấu hổ, dùng tay gãi gãi cái ót, cái kia. Sao đột nhiên hỏi cái này? Lâm Thanh Hạm giải thích nói, ngày hôm qua ngươi xảy ra chuyện lúc sau, ta đi cục cảnh sát, Hàn cảnh sát biết việc này sau, biểu hiện so với ta còn sốt ruột. Trương Huyền trong lòng ấm áp, loại này bị người quan tâm cảm giác. Hắn có thời gian rất lâu cũng chưa cảm nhận được, gật gật đầu, là nhận thức, phía trước cùng vị này Hàn cảnh sát có không ít hiểu lầm, sau lại hiểu lầm giải trừ, chính là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu, Lâm Thanh Hạm vẻ mặt hồ nghi nhìn Trương Huyền, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm giác, nàng đối với ngươi có điểm ý tứ đâu. Trương Huyền một phen tay lái thiếu chút nữa không chào ổn, cười gượng hai tiếng, cũng không đáp lời, chuyên tâm lái xe. Về đến nhà lúc sau. Lâm Thanh Hạm dựa nằm ở trên sofa, nàng làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn thực quy luật, đột nhiên ngao cái đêm, làm nàng nhìn qua phá lệ tiểu tụy, nữ nhân bộ dáng, làm Trương Huyền cảm thấy đau lòng, hắn đứng ở Lâm Thanh Hạm phía sau, đôi tay đặt ở Lâm Thanh Hạm huyệt thái dương thượng, nhẹ nhàng vì nàng xoa ấn. Phần đầu truyền đến thoải mái, làm Lâm Thỉnh Hạm dần dần nhắm mắt lại, thon dài hai chân chậm rãi duỗi thân, cả người cũng trở nên thả lỏng lại, gần 5 phút thời gian. Lâm Thanh Hạm liền phát ra cân xứng tiếng hít thở. Trương Huyền dừng trong tay động tác, chậm rãi đem nữ nhân ôm vào trong ngực, chiều trên lầu phòng ngủ đi đến. Lâm Thanh Hạm giữa phòng ngủ, tràn ngập một cổ nữ nhân trên người độc đáo thanh hương, Trương Huyền đem Lâm Thanh Hạm đặt ở trên giường, thật cẩn thận vì nàng rút đi giày vớ,
đem một cái chăn phủ giường cái ở nữ nhân trên bụng nhỏ, lẳng lặng nhìn trước mặt ngủ mỹ nhân trong chốc lát, Trương Huyền mới rón ra rón rén đi ra phòng ngủ môn. Trở lại chính mình phòng sau, Trương Huyền cấp di động sung thượng điện, khởi động máy trước tiên, liền thu được vô số điều Hàn Ôn Nhu phát tới tin tức. Họ Trương, ra tới cũng không cho lão nương nói, có phải hay không không đem lão nương đương hồi sự. Chương 187, Hàn Ôn Nhu rời đi. Nhìn di động thượng tin tức, Trương Huyền không tự giác lộ ra một cái mỉm cười, cái này nữ bạo long tuy rằng ngữ khí hướng, nhưng trong đó quan tâm, là che giấu không được. Trương Huyền cấp Hàn Ôn Nhu gọi điện thoại qua đi, điện thoại vừa mới vang một tiếng, đã bị Hàn Ôn Nhu chuyển được. Họ Trương, người rốt cuộc biết cấp lão nương gọi điện thoại có phải hay không? Lão nương ở nhà, cho người 20 phút thời gian, lập tức về đến nhà tới tìm lão nương, bằng không lão nương liền đi ngươi bà nương kia, đem ngươi ngủ lão nương sự một năm một mười toàn rũ ra tới. Trương Huyền nghe trong điện thoại tiếng gầm gừ, còn không có tới kịp nói chuyện, bên kia Hàn Ôn Nhu cũng đã đem điện thoại cắt đứt. Trương Huyền cười khổ một tiếng, thay đổi thân quần áo, chiều Hàn Ôn Nhu trụ địa phương chạy đến. Hàn Ôn Nhu trụ địa phương, ly tắc tiếp nước hương cũng không xa, Trương Huyền ngựa quen đường cũ liền tới rồi Hàn Ôn Nhu cửa nhà. Khấu vang cửa phòng sau, đợi vài giây, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Ở cửa mở nháy mắt, Trương Huyền liền nhìn đến một mặt bóng hình xinh đẹp, nhào vào chính mình trong lòng ngực, hắn muốn mới vừa mở miệng nói chuyện, đã bị một cổ u hương ngăn chặn môi. Hàn Ôn Nhu dùng sức một xả, đem Trương Huyền kéo vào cửa phòng chung, nàng đẩy ra Trương Huyền, mồm to thở phì phò, họ Trương, ngươi làm lão nương lo lắng cả đêm, cần thiết hảo hảo bồi thường lão nương. Trương Huyền lúc này mới thấy rõ, Hàn Ôn Nhu ăn mặc một thân màu đen áo tắm dài, một đầu tóc ngắn ướt rầm rề khoác ở sau đầu, trong suốt giọt nước còn lưu tại nữ nhân thật dài lông mi thượng, kia tinh xảo ngũ quan, không hề tì vết, giờ này khắc này, Trương Huyền chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ, xuất thủy phù dung. Hàn Ôn Nhu đem tay đặt ở bên hông, đem hệ ở bên hông tắm mang nhẹ nhàng một giải, màu đen áo tắm dài tự nhiên chảy xuống, phô trên mặt đất, kia mạn diệu nhìn không sót gì. Hàn Ôn Nhu xả quá Trương Huyền cổ áo, hôm nay, lão nương làm ngươi không thể đi xuống giường. Như thế trường hợp, Trương Huyền trở tay ôm Hàn Ôn Nhu eo nhỏ, thường xuyên rèn luyện, làm Hàn Ôn Nhu da thịt có được kinh người co giãn. Mỹ sao, Hàn Ôn Nhu hai mắt mê ly nhìn Trương Huyền, trong miệng nhẹ thở u lan. Mỹ, Trương Huyền không tự giác gật đầu. Vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Hàn Ôn Nhu ở Trương Huyền bên tai nhẹ nhàng phun tức, giây tiếp theo, nàng liền cảm giác một cổ cự lực đem chính mình bế lên, đi hướng phòng ngủ. Hàn Ôn Nhu cuốn lấy Trương Huyền cổ, trong mắt chảy xuống một giọt nước mắt, ta không cần ở trên giường, ta muốn tại đây trong phòng mỗi một góc, đều lưu lại cái bóng của ngươi. Buổi chiều 4 điểm, Trương Huyền mông lung từ buồn ngủ chung thanh tỉnh. Xoay người nhìn lại, bên người đã không có Hàn Ôn Nhu bóng dáng. Ôn Nhu, Trương Huyền hô một tiếng, trong phòng cũng không có người cho hắn trả lời. Xuyên điều quần đùi, từ trên giường bò dậy, trong phòng cũng không có Hàn Ôn Nhu bóng dáng. Ở phòng khách trên bàn trà, phóng một cái mâm đồ ăn thượng có một khối chiên tốt trứng gà, đã phóng lạnh. Mâm bên, lưu trữ một trương tờ giấy thượng chữ viết thực tú lệ, tưởng cho ngươi làm bữa cơm, nhưng lão nương thừa nhận, sẽ không. Lão nương chỉ biết luyện võ, đi rồi, tham gia lưỡi dao sắc bén khảo hạch đi, chìa khóa gì đều ở tủ giày thượng, trong nhà có mấy bồn hoa, cấp lão nương chiếu cố hảo, nếu lão nương trở về phát hiện hoa đã chết, tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ không hảo quá đến nào đi. Đi rồi, tờ giấy thượng nói, làm Trương Huyền có loại vắng vẻ cảm giác. Hắn đem ánh mắt phóng hướng dương đài, nơi đó phóng mấy cái chậu hoa, chi mầm mới vừa vươn bùn đất. Trương Huyền nhận được này mấy viên chi mầm. Sau khi lớn lên, là kia màu lam chớ quên ta. Trương Huyền cầm lấy chìa khóa, ra cửa phòng, thẳng đến cục cảnh sát. Đương tới rồi cục cảnh sát sau, Trương Huyền trước tiên liền dò hỏi Hàn Ôn Nhu hướng đi. Được đến đáp án là, Hàn Ôn Nhu ở trong cục an bài hạ, đi huấn luyện, xe ở nửa giờ trước cũng đã xuất phát. Trương Huyền đánh quá Hàn Ôn Nhu điện thoại, biểu hiện tắt máy. Mấy chiếc tam lăng SUV, chạy ở cao tốc thượng. Hướng tới Ngân Châu tương phản phương hướng mà đi. Hàn đội trưởng, người lần này vừa đi, liền không phải 1-2 năm có thể đã trở lại, ở trong đội, là cấm tùy ý sử dụng di động, người nhưng đến nắm chặt người bạn trai, đừng làm cho chạy a. Lưỡi dao sắc bén đệ tam tiểu đội trưởng Kim Hâm, ngồi ở phòng điều khiển thượng, nói giỡn nói. Không có việc gì,
hắn sẽ chờ ta. Hàn Ôn Nhu hơi hơi mỉm cười, nàng quay đầu nhìn mắt phía sau, này tòa chính mình sinh sống hơn 20 năm thành thị, ly chính mình càng ngày càng xa. Trương Huyền biểu tình cô đơn đứng ở Ngân Châu cục cảnh sát trước cửa, lặng lặng nhìn phương xa. Chờ Trương Huyền về đến nhà thời điểm, Lâm Thanh Hạm còn ở ngủ say chung, Trương Huyền cũng không có cố tình đem Lâm Thanh Hạm kêu lên, hắn chuẩn bị phong phú bữa tối, chờ cơm làm tốt sau, mới đi vào phòng ngủ đem Lâm Thanh Hạm đánh thức. Dưới lầu truyền đến mùi hương, một chút liền hấp dẫn Lâm Thanh Hạm lực chú ý, nàng ngửi đáng yêu cái mũi nhỏ, ngồi ở mép giường, cười tủm tỉm hỏi, ngươi làm cái gì ăn ngon à? Ngươi thích ăn thịt kho tàu cá tím, ớt gà, còn có hầm thịt dê, mau đứng lên đi. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nàng lúc này đây, cũng không có hỏi Trương Huyền chính mình vì cái gì sẽ nằm ở trong phòng ngủ, cũng không có cấp Trương Huyền nói ra cái gì ngươi không được lại tiến ta phòng ngủ nói. Đương Lâm Thanh Hạm thu thập phía dưới phát, đi xuống lâu thời điểm, nhìn đến Trương Huyền đã đem chén đũa dọn xong, ngồi ở trên bàn chờ chính mình. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm huy xuống tay, Lâm Tổng, mau tới ăn, bằng không lạnh lạp. Lâm Thanh Hạm đi đến bàn ăn bên, cầm lấy chiếc đũa, trầm ngâm 2 giây, người đừng kêu ta Lâm Tổng, có vẻ quá mới lạ, liền. Đã kêu ta Thanh Hạm đi. Nữ nhân mặt đẹp hơi hơi có chút mất tự nhiên, chủ động nói ra những lời này. Làm nàng cảm thấy rất thẹn thùng, đây là nàng đầu một hồi, chủ động cùng một người nam nhân kéo gần khoảng cách. Trương Huyền cũng là sửng sốt, chợt sắc mặt vui sướng gật gật đầu, tốt, Thanh Hạm. Này thân thiết xưng hô, làm Lâm Thỉnh Hạm ngọt ngào cười, ở một trận vi diệu không khí chung, hai người hưởng thụ xong rồi bữa tối. Milan cơm, Trương Huyền đã sớm chuẩn bị ở hộp giữ ấm, cơm chiều sau, hai người cùng nhau hướng bệnh viện đi đến. Nhật tử từng ngày qua đi. Ở Milan động xong giải phẫu ngày thứ 5, nàng trước ngực miệng vết thương cũng không sai biệt lắm khép lại. Lâm Thanh Hạm vội vàng công ty sự, Trương Huyền mở ra Lâm Thanh Hạm kia chiếc chạy băng băng GT đi vào bệnh viện, một mình vấn an Milan. Miệng vết thương thế nào? Có thể xuất viện không? Trương Huyền ngồi ở Milan giường bệnh biên, tước một cái quả táo. Cái kia, Milan sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn Trương Huyền, chủ trị bác sĩ nói, đến làm ngươi xem hạ miệng vết thương. Nếu không thành vấn đề, là có thể xuất viện. Nga, hành, ta nhìn xem. Trương Huyền gật gật đầu, đem quả táo buông, thực tự nhiên nói, ngươi nằm xuống. Cái này, Milan trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, ngươi sao xem a? Sao xem, dùng đôi mắt xem a? Trương Huyền trợn trắng mắt. Milan ngồi ở trên giường bệnh, động tác có chút ngượng ngùng, thật sự là bởi vì, chính mình miệng vết thương nơi vị trí thật sự là quá xấu hổ, nếu không quen biết Trương Huyền. Còn hảo thuyết, chính mình tâm một hoành, làm bác sĩ kiểm tra một chút còn chưa tính, nhưng cố tình, chính mình nhận thức Trương Huyền. Trương Huyền thấy Milan kia ngượng ngùng bộ dáng, một chút liền bừng tỉnh đại ngộ, hắn cười một tiếng, ngươi tưởng gì đâu, đem miệng vết thương cho ta xem một chút là được, lại không xem địa phương khác. Chương 188 sát thủ lại hiện. Ta nghĩ nhiều, Milan nghe Trương Huyền nói, hận không thể một quyền chùy ở Trương Huyền trên người. Đây là ta nghĩ nhiều sự sao? Người miệng vết thương hiện tại có hay không cái gì khác cảm giác? Trương Huyền nhìn Milan, hỏi. Milan lắc lắc đầu nói, không có, trừ bỏ ngứa. Người dùng sức duỗi hạ tay trái, thử xem có đau hay không. Trương Huyền cấp Milan khoa tay múa chân cái tư thế. Milan học Trương Huyền tư thế đi làm, cảm thụ một chút, đau nhưng thật ra không đau. Trương Huyền gật gật đầu, vậy không sai biệt lắm không có việc gì. Ta lúc ấy lấy hòa tan được tuyến cho ngươi phùng, không cần hủy đi châm, có thể xuất viện, ta đi cho ngươi làm thủ tục, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật. Ách, Milan có chút kinh ngạc nhìn Trương Huyền, này liền xem xong rồi. Bằng không đâu, Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái hỏi, ngươi cho rằng ta muốn thấy thế nào? Ta, Milan há miệng thở dốc, sắc mặt biến đổi, được rồi, ngươi chạy nhanh đi làm thủ tục đi. Ha ha, Trương Huyền cười to 2 tiếng. Hắn còn không có sao gặp qua Milan ăn mệt bộ dáng đâu, đậu đậu nàng, còn rất có ý tứ. Milan nằm viện thời điểm cũng không mang thứ gì, phần lớn đều là mấy ngày nay Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền lục tục lấy tới, Trương Huyền lái xe, mang theo Milan hướng ra trở về. Ngồi ở trong xe, Milan nhìn con đường hai bên cảnh sắc, cảm khái nói, ai, thật là có cái gì đều không thể có bệnh a, ta nằm viện thời điểm nhất muốn nhìn đồ vật, chính là này đó ta ngày thường khinh thường nhìn lại đồ vật. Trương Huyền cười ha ha 2 tiếng, được rồi, mấy ngày nay ngươi quang ăn canh, cũng thèm đi, muốn ăn gì? Kia cần thiết thèm, thịt kho tàu, xương sườn,
cay rát cá, giống nhau đều không thể thiếu. Milan vẻ mặt hào khí vạn trượng bộ dáng, hận không thể lại uống hai ly. Hành, Trương Huyền bàn tay vung lên, đi mua đồ ăn, chờ Thanh Hạm trở về chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Về đến nhà, Trương Huyền ngoài ý muốn nhìn đến Giang Tĩnh đứng ở trong viện, cái này làm cho hắn có điểm kỳ quái, ngày thường Giang Tĩnh đều sẽ bên người bảo hộ Lâm Thanh Hạm. Giang Tĩnh thấy Trương Huyền trở về, mở miệng nói, Trương tiên sinh, Lâm Tổng làm ta trở về, nói cho ngươi phụ một chút. Phụ một chút. Trương Huyền nhìn nhìn đặt ở trong xe đồ vật, lắc lắc đầu, từ chính mình lần trước bị Ninh Một Vòng âm một tay sau, Lâm Thanh Hạm đối chính mình là càng ngày càng quan tâm, chính là thu thập điểm từ bệnh viện mang về tới đồ vật mà thôi, đều cố ý làm Giang Tĩnh trở về. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị cùng Giang Tĩnh nói chuyện khi, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, một phen phát gục bên người Milan, đem này đè ở dưới thân, kia no đủ cảm giác phá lệ rõ ràng. Nhưng Trương Huyền lúc này lại không kịp chú ý này đó, hắn khẽ quát một tiếng, Giang Tĩnh. Giang Tĩnh ở Trương Huyền phát gục Milan nháy mắt, liền trốn đến xe sau, ở vừa mới ba người sở trạm địa phương, đang cắm một phen trói lọi chủy thủ. Giang Tĩnh mọi nơi quan sát vừa lật, trầm giọng nói, bên trái biên. Nàng cả người giống như liệp báo giống nhau, cung thân thể, tùy thời có thể phát lực. Ở Giang Tĩnh chuẩn bị nhảy mà ra thời điểm. Trương Huyền thanh âm truyền tới nàng trong tai, người bảo hộ Milan. Ngay sau đó, Giang Tĩnh liền nhìn đến Trương Huyền từ trên mặt đất bò lên, lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn đi ra ngoài, nhìn Trương Huyền động tác, Giang Tĩnh ánh mắt một ngưng, ngày thường, nàng có nhìn đến quá Trương Huyền đứng ở trong viện, đối với cây đại thụ kia đánh quyền, nhưng Giang Tĩnh chỉ cho rằng Trương Huyền là ở bình thường tập thể hình. Nhưng hiện tại, Giang Tĩnh không như vậy cho rằng. Chỉ là xem, Giang Tĩnh liền khẳng định, Trương Huyền tốc độ là chính mình căn bản vô pháp so sánh với nghĩ, quá nhanh. Một đạo hàn mang lại lần nữa đánh úp lại, Trương Huyền hơi hơi một cái nghiêng người, tay phải vươn hai ngón tay, giây tiếp theo, kia hàn mang đã bị hắn niết ở trong tay, đồng dạng là một phen trói lọi chủy thủ, ở chủy thủ trên tay cầm, điêu khắc một đóa hoa tươi. Thứ mân người, Trương Huyền mày nhăn lại, thế đi không giảm. Tránh ở âm thầm người nhìn thấy Trương Huyền thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền bắt lấy chính mình ném ra chủy thủ. Cũng lấy kỳ mau tốc độ hướng chính mình bước tới, trong lòng cả kinh, liền phải lui lại. Muốn đi nào, Trương Huyền thanh âm vang ở đối phương phía sau, tại đây đồng thời, Trương Huyền cũng thấy được kẻ tập kích. Đây là một cái nhìn qua thực bình thường nữ nhân, ăn mặc quần jean, sơ mi trắng, chát một cái đuôi ngựa, thuộc về ném ở trong đám người rốt cuộc tìm không thấy cái loại này loại hình, không chút nào thu hút. Nhưng Trương Huyền minh bạch, vừa lúc là loại này nhất không chớp mắt người, mới nhất thích hợp làm sát thủ. Đuôi ngựa nữ nhân nhìn thấy Trương Huyền, không có một chút vô nghĩa, đôi tay các móc ra một phen chủy thủ, chiều Trương Huyền trên người đâm tới. Đối mặt đối phương thế công, Trương Huyền chỉ là đơn giản huy hai xuống tay cánh tay, liền đem đối phương trong tay chủy thủ toàn bộ xóa sạch. Đuôi ngựa nữ nhân kinh hãi, chỉ là đơn giản giao thủ, nàng liền minh bạch, trước mặt người nam nhân này, căn bản không phải chính mình có khả năng đối phó. Trương Huyền nhìn đuôi ngựa nữ nhân, trầm ngâm một tiếng. Ám dạ người thất bại, các người thứ mân người liền có tin tưởng sao? Đuôi ngựa nữ nhân nghe Trương Huyền nói, trong lòng kinh hãi, ngươi là người nào? Ngươi không cần biết, Trương Huyền tia chớp ra tay, một cái thủ đao chém vào nữ nhân cổ. Đuôi ngựa nữ nhân trước mắt tối sầm, thẳng tắp chiều mặt đất tải đi. Lúc này, Giang Tĩnh mang theo còn có chút kinh hoàng Milan chạy tới, Trương tiên sinh, nàng. Trước chói lại, Trương Huyền nhíu mày, Thanh Hạm ở đâu? Lâm Tổng, Giang Tĩnh sắc mặt một trận mãnh biến, quay đầu liền hướng chính mình kia chiếc đại chúng Zeta thượng chạy tới. Trương Huyền so Giang Tĩnh trước một bước lên xe, ngươi lưu tại này bảo hộ Milan, ta đi tìm người. Lưu lại như vậy một câu sau, Trương Huyền điều khiển chạy băng băng GT, phát ra một tiếng nổ vang, chạy nhanh ra sân. Trên xe, Trương Huyền đem chân ga dẫm tới rồi đế, ở trên đường bay nhanh chạy, hắn lấy ra di động, tìm ra Lâm Thanh Hạm điện thoại, gọi qua đi. Lại chậm chạp không người tiếp nghe, cái này làm cho Trương Huyền một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Thứ mân, đồng dạng thuộc về thế giới ngầm tổ chức, am hiểu ám sát. Trương Huyền không ngừng mà gọi Lâm Thanh Hạm điện thoại, chiếc xe tốc độ một chút cũng chưa hàng, chạy băng băng GT hóa thành một con màu đỏ mãnh thú, ở đường cái thượng lao nhanh. Đường cái thượng không ngừng truyền đến tiếng quát mắng. Theo một cái xinh đẹp trôi đi, chạy băng băng GT ở Lâm Thị tập đoàn trước cửa ngừng lại. Vừa xuống xe, Trương Huyền liền bằng mau tốc độ chiều cao nhất lâu chạy như bay đi lên.
Trong lúc, Trương Huyền quan sát một chút, Lâm thị cao ốc một mảnh bình thản, cũng không có xuất hiện cái gì rối loạn. Nhưng càng là như vậy bình tĩnh, Trương Huyền trong lòng liền càng nôn nóng. Trương Huyền liền thang máy đều không kịp ngồi, từ thang lầu một đường hướng về phía trước, chạy đến tầng cao nhất tổng tài văn phòng, một phen đẩy ra văn phòng đại môn, lại phát hiện trong văn phòng một người đều không có, ở Lâm Thỉnh hạ bàn làm việc thượng, còn phóng một chỉnh chồng không có xử lý văn kiện. Một màn này, làm Trương Huyền phá lệ nôn nóng. Trương Huyền chạy ra văn phòng, tìm được bí thư Lý Na, Lâm Tổng đâu? Lâm Tổng, liền ở văn phòng A, vừa mới nàng còn làm ta lấy văn kiện đi vào đâu? Trương Huyền trong lòng hô to một tiếng không xong, quay đầu liền hướng dưới lầu phóng đi. Lý Na không hiểu ra sao nhìn hấp tấp Trương Huyền. Chương 189 vì cái gì không tiếp điện thoại. Vọt tới công ty dưới lầu, Trương Huyền ánh mắt ở bốn phía siêu tầm, hắn cũng không phải lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, mà là ở tìm một cái đường bộ, nếu cũng không có nhìn thấy Lâm Thanh Hạp, vậy chứng minh nàng hiện tại hẳn là không có việc gì, thứ mân người cũng không phải vì sát nàng. Mà là chảo nàng, một khi đã như vậy, sẽ có một cái an toàn lui lại lộ tuyến. Trước mặt này đó lớn lớn bé bé cao lầu, quán cà phê, giản quán ăn, giờ phút này ở Trương Huyền trong mắt, chính là một đám bất quy tắc đồ hình, toàn bộ CBD trung tâm thương nghiệp, toàn bộ hiện lên ở Trương Huyền trong đầu. Đại khái ở 30 giây sau, Trương Huyền liền tỏa định một phương hướng, chiều kia đi đến. Trương Huyền bước chân thực mau, ánh mắt thực chuẩn, hắn tỉ mỉ quan sát đến mỗi một cái phương vị. Bất luận cái gì một cái góc chết đều không có buông tha. Ở đi ngang qua một nhà giản quán ăn thời điểm, Trương Huyền thần sắc bỗng nhiên một ngưng, xuyên thấu qua giản quán ăn cửa kính sát đất, hắn thấy được ngồi ở quán ăn nội Lâm Thanh Hạm, nữ nhân trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười, ở Lâm Thỉnh Hạm đối diện, ngồi thân xuyên thường phục Nam Thiên. Nam Thiên rất có khí chất, ngồi ở chỗ kia, làm người quang nhìn, giống như là cái nhà giàu thiếu gia, hắn cùng Lâm Thanh Hạm mặt đối mặt ngồi, hấp dẫn giản quán ăn không ít ánh mắt. Trương Huyền ở nhìn đến Lâm Thanh Hạm nháy mắt, trong lòng dẫn theo một hơi hoàn toàn buông, hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Trương Huyền thư hoãn một chút trên mặt biểu tình, đi đến giản quán ăn cửa, vừa mới chuẩn bị vào cửa, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Nam Thiên tùy tùng Tiểu Trần đứng ở giản quán ăn cửa, sắc mặt bất thiện nhìn Trương Huyền, đang làm gì? Đứng lại! Trương Huyền cau mày nhìn mắt Tiểu Trần, ta tìm ta lão bà, cũng luôn được đến ngươi quản. Lão bà ngươi! Tiểu Trần cười nhạo một tiếng, họ Trương, ngươi cái phế vật thật đúng là có thể cho chính mình trên mặt thiếp vàng a, liền ngươi bộ dáng này, có cái gì mặt nói Lâm cô nương là lão bà ngươi, hiện tại Lâm cô nương đang cùng chúng ta đội trưởng ăn cơm đâu, ta không hy vọng có người không liên quan xuất hiện. Trương Huyền nhìn mắt Tiểu Trần, vô tâm tình cùng hắn cãi nhau, tránh ra, ta không nghĩ nói lần thứ hai. Không cho, Tiểu Trần đĩnh đĩnh ngực, ta nói ngươi cái này phế vật có cái gì hảo hoành, ngươi mặt ở đâu đâu. Tiểu Trần còn nhớ rõ, trước hai ngày Lâm cô nương còn cho chính mình đội trưởng gọi điện thoại, nói tiểu tử này đã xảy ra chuyện, làm chính mình đội trưởng hỗ trợ xử lý đâu, hảo sao, chính mình đội trưởng tìm người xử lý xong rồi, tiểu tử này không có việc gì, liền tới Phạm Hoành. Trương Huyền hít sâu một hơi, cố nén trong lòng tức giận, ta hỏi ngươi, rốt cuộc có để. Ai u, ngươi còn uy hiếp ta đi lên, Tiểu Trần khinh thường nhìn Trương Huyền, như thế nào, ta không cho ngươi còn đánh ta a? Giản quán ăn bên trong. Lâm Thanh Hạm đưa lưng về phía cửa, nâng lên một ly cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Nam Thiên, mặc kệ nói như thế nào, lần trước sự vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Không có việc gì, Nam Thiên không thèm để ý vẫy vẫy tay, hắn sở ngồi phương hướng, có thể nhìn đến giản quán ăn đại môn, Trương Huyền xuất hiện ở giản quán ăn cửa bị Tiểu Trần ngăn lại một màn hắn xem rành mạch, thấy Tiểu Trần kia bộ dáng sắp động thủ. Nam Thiên Tài nói, gì, Thanh Hạm, kia không phải ngươi lão công sao? Lâm Thanh Hạm quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy Trương Huyền đứng ở giản quán ăn cửa. Nam Thiên đối với cửa Tiểu Trần quát một tiếng, Tiểu Trần, làm gì đâu? Mau mời Trương Tiên Sinh tiến vào. Tiểu Trần hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không tình nguyện đối Trương Huyền nói, phế vật đồ vật, vào đi thôi. Trương Huyền xem cũng không xem Tiểu Trần liếc mắt một cái, bước đi vào giản quán ăn. Đi vào Lâm Thanh Hạm sở ngồi trước bàn. Lâm Thanh Hạm kỳ quái hỏi một tiếng, Trương Huyền, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải đi tiếp mế? Như thế nào không tiếp điện thoại? Trương Huyền thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm. Tiếp điện thoại, Lâm Thanh Hạm hồ nghi một tiếng, từ chính mình tay nhỏ trong bao lấy ra di động, vừa thấy,
mặt trên có mười mấy chương huyền cuộc gọi nhỡ, còn có mấy cái Milan. Ta công tác thời điểm điều tĩnh âm, không có nghe thấy. Lâm Thanh Hạm giải thích một tiếng, chợt hỏi, làm sao vậy? Không như thế nào, Trương Huyền hít sâu một hơi. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền sắc mặt không đúng, hỏi, ngươi là đang trách ta không tiếp điện thoại? Không có, Trương Huyền lắc lắc đầu, xem qua di động thượng thời gian, nói, cũng đến cơm chiều điểm, về nhà đi. Hành, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, từ ghế dựa thượng đứng lên, hướng Nam Thiên chào hỏi, Nam Thiên, ta đây liền về trước ra, chúng ta có thời gian lại tụ. Hảo, Nam Thiên mặt mang mỉm cười hướng Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nhìn theo Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm rời đi. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm vừa mới ra giản quán ăn môn, Tiểu Trần liền vẻ mặt khó chịu đã đi tới, Nam đội, cái này Trương Huyền cũng có chút quá kiêu ngạo đi, lần trước nếu không phải ngươi hỗ trợ, hắn hiện tại còn ở bên trong ngồi xổm đâu, thật muốn không rõ hắn có cái gì nhưng kiêu ngạo, xảy ra chuyện còn phải dựa Lâm cô nương, loại phế vật này, như thế nào có thể xứng đôi Lâm cô nương. Nam Thiên lắc lắc đầu, thở dài một hơi, ai, ai biết được, cảm tình thứ này, nói không hảo a. Nam đội, ta cảm giác, tiểu tử này chính là ngày thường diễn quá hảo, đem Lâm cô nương cấp mê hoặc ở, người có nhớ hay không Lâm cô nương lần trước nói, tiểu tử này là bởi vì cái gì đi vào. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, không cái kia bản lĩnh, cố ý xính anh hùng, hẳn là chính là tưởng ở Lâm cô nương trước mặt biểu hiện, ta xem không bằng chúng ta tưởng cái biện pháp, đem hắn cấp so đi xuống, làm Lâm cô nương thấy rõ ràng chênh lệch, đừng lại cùng này phế vật ở bên nhau. Tiểu Trần nhéo nắm tay, vừa mới nếu không phải Nam Thiên mở miệng, hắn thật nhịn không được đi lên tấu Trương Huyền một đốn. Nam Thiên nghe Tiểu Trần nói, có chút ý động, biện pháp gì? Tìm người giả trang bọn cướp, người muốn cho ta cũng thấy việc nghĩa hăng hái làm một lần. Khẳng định không phải a. Tiểu Trần lắc lắc đầu, loại này phương pháp, cũng quá cấp thấp, Nam đội, chúng ta có thể dùng diễn tập danh nghĩa, mượn Lâm cô nương cao ốc, liền ngươi học vài thứ kia, tùy tùy tiện tiện lấy ra tới một cái. Đều có thể nghiền áp cái kia họ Trương, làm Lâm cô nương thấy rõ chênh lệch. Nam Thiên trầm ngâm một chút, gật gật đầu, hành. Liền ấn ngươi nói tới. Trương Huyền mang theo Lâm Thanh Hạm ra giản quán ăn, khai lên xe, một đường chiều trong nhà chạy tới. Trên đường, Trương Huyền một câu cũng chưa nói, Lâm Thanh Hạm đồng dạng không có ra tiếng, không khí có vẻ thực áp lực. Ở mau về đến nhà thời điểm, Lâm Thanh Hạm dẫn đầu mở miệng, nàng nhìn đang ở lái xe Trương Huyền, hỏi. Người có phải hay không trách ta không tiếp điện thoại? Người có phải hay không không tin ta? Người có phải hay không cảm thấy ta cùng Nam Thiên ăn cơm, sẽ phát sinh cái gì? Không có, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta không như vậy tưởng. Đúng không, Lâm Thanh Hạm tự giễu cười, người tại như vậy đoạn thời gian nội, cho ta đánh mười mấy điện thoại, ta chỉ là cùng một cái bằng hữu bình thường ăn một bữa cơm mà thôi, người đến nỗi có lớn như vậy phản ứng sao? Ta, Trương Huyền há miệng, không có hé răng. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình ở nhìn đến Lâm Thanh Hạm cùng Nam Thiên ngồi ở cùng nhau thời điểm, trong lòng là có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không có bởi vì việc này sinh khí. Ở cái này nữ nhân trước mặt, Trương Huyền tựa hồ đã quên chính mình kia dậm một dậm chân sẽ làm thế giới ngầm chấn tam chấn quân vương thân phận, chỉ cảm thấy chính mình là một người bình thường. Thấy Trương Huyền không lời nào để nói, Lâm Thanh Hạm cũng không có tiếp tục nói chuyện, Trương Huyền không tín nhiệm, làm Lâm Thỉnh Hạm xác xác thật thật có chút sinh khí. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói gì. Về đến nhà, Trương Huyền mới vừa đem xe dừng lại, liền thấy Milan cùng Giang Tĩnh hai người hấp tấp hướng trong phòng vọt ra. Trương Huyền, Thanh Hạm đâu? Liên hệ đến Thanh Hạm không? Milan vẻ mặt nôn nóng hỏi. Làm sao vậy? Lâm Thỉnh Hạm tràn đầy nghi hoặc mở ra ghế phụ cửa xe. Nhìn đến Lâm Thanh Hạm, Milan cùng Giang Tĩnh nghẹn một hơi thở phào ra tới. Milan vỗ bộ ngực, Thanh Hạm. Ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, này trong chốc lát thật là cấp chết ta. Rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm không hiểu ra sao. Trương Huyền chưa cho ngươi giảng sao? Milan nhìn mắt Trương Huyền, chợt nói, vừa mới có người tập kích chúng ta, Trương Huyền đem người kia chế phục sau liền đi vội vội vàng vàng đi tìm ngươi, sợ ngươi có cái gì ngoài ý muốn, ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Milan nói. Làm Lâm Thỉnh Hạm trong lòng một cái lộp bộp, các người vẫn luôn cho ta gọi điện thoại, là bởi vì việc này. Bằng không đâu, đều biết ngươi Lâm Đại Tổng Tài bận rộn như vậy, ai dám vẫn luôn cho ngươi gọi điện thoại a? Ngươi không có việc gì liền hảo. Milan lôi kéo Lâm Thỉnh Hạm tay, mau vào phòng đi,
Giang Tĩnh nói chịu có thể còn có kẻ tập kích tránh ở chỗ tối, đãi ở trong phòng an toàn điểm. Lâm Thỉnh hạ mặt đẹp thượng, tức khắc tràn ngập hổ thẹn, nàng nhìn về phía Trương Huyền, Trương Huyền cũng đã đi tới phòng trong, đem tên kia bị trói chặt đuôi ngựa nữ nhân kéo ra tới. Trương Huyền phía trước kia nhớ thủ đao lực lượng phi thường đại, đối phương đến bây giờ cũng chưa thanh tỉnh. Trương Huyền đem chạy băng băng cửa xe mở ra, đem ngựa đuôi nữ nhân ném đến phó tòa, theo sau chính mình ngồi trên chủ điều khiển, cấp Giang Tĩnh nói một tiếng chú ý quan sát sau, lái xe rời đi sân. Milan xa xa nhìn chạy băng băng GT đèn sau, kỳ quái nhìn về phía Lâm Thanh Hạp, Thanh Hạp, người cùng Trương Huyền có phải hay không cãi nhau, ta sao cảm giác hai người chi gian có chút không thích hợp a? Không, không a, Lâm Thanh Hạm vẫy vẫy tay, có chút thẹn thùng. Liền ở vừa mới, nàng còn bởi vì Trương Huyền không tín nhiệm chính mình mà sinh khí, nhưng hiện tại biết, là bởi vì đã xảy ra như vậy sự, Trương Huyền mới cho chính mình đánh như vậy nhiều điện thoại, mỗi một cái chưa tiếp điện thoại giữa, Lâm Thanh Hạm đều có thể cảm nhận được cái loại này nôn nóng cùng quan tâm, mà chính mình, thế nhưng bởi vì chuyện này cùng Trương Huyền phát hỏa. Giờ khắc này, Lâm Thanh Hạm cảm giác, chính mình thật sự là thật quá đáng. Trương Huyền lái xe, trực tiếp khai hướng ngoại ô, tại đây đồng thời, Trương Huyền cấp Bạch Trì đã phát cái tin tức đi ra ngoài. Ở ngoại ô một nhà vứt đi nhà xưởng, chính là lần trước lưỡi dao sắc bén cùng Lưu Sa sống mái với nhau địa phương, đuôi ngựa nữ nhân ngồi ở một trương băng ghế thượng, chậm rãi tỉnh lại. Nàng tỉnh lại trước tiên, chính là quan sát chung quanh hoàn cảnh, bên ngoài không trung đám mây thiêu lửa đỏ, chứng minh đã tới rồi chạng vạng, nhà xưởng có vẻ thực trống trải, chính mình bốn phía chưa thấy được một bóng người. Đuôi ngựa nữ nhân trên mặt sinh ra một mặt hồ nghi, nàng nhẹ nhàng hoạt động hạ tứ chi, không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan một loại đồ vật. Quan sát xong này đó sau, đuôi ngựa nữ nhân mới chậm rãi từ băng ghế thượng đứng lên, nhìn mắt nhà xưởng xuất khẩu phương hướng, đi qua. Đi nào a? Đuôi ngựa nữ nhân một chân vừa mới bán ra nhà xưởng đại môn, liền nghe bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm, nàng hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, phát ra âm thanh, là một thanh niên. Cũng không phải chiều nay đem chính mình đánh vựng người kia, mà là một cái nhìn qua phi thường ánh mặt trời nam nhân, thậm chí gương mặt còn có chút non nớt, như là tivi thượng tiểu thịt tươi. Đuôi ngựa nữ nhân nhìn chằm chằm đi tới thanh niên, làm ra một loại phòng bị tư thế, ngươi là người nào? Bạch Trì ha hả cười, không có mở miệng. Đuôi ngựa nữ nhân bên kia, lại vang lên một đạo giọng nữ. Thực sự có ý tứ, ngươi tới Ngân Châu giết người, ngược lại hỏi chúng ta là người nào? Thứ Phong ăn mặc một cái màu trắng váy dài, thong thả ung dung đi tới, như thế nào, tưởng rời đi. Nhìn kỹ xem bên ngoài. Đuôi ngựa nữ nhân khẩn trương nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Thứ Phong cùng Bạch Trì, theo sau ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, ở nhà xưởng bên ngoài trên đất trống, một đám cả trai lẫn gái đang ngồi ở cùng nhau, chừng hơn 10 người, chính giá một đống lửa trại, nướng nướng BBQ. Đuôi ngựa nữ nhân theo bản năng sờ sờ trên người, đường sờ đến trong túi nhô lên khi... Nàng treo một lòng buông không ít, nhìn chăm chú vào Bạch Trì cùng Thứ Phong, đuôi ngựa nữ nhân tận lực làm chính mình có vẻ bình tĩnh, nói, nếu biết ta là Thứ Mân người, các ngươi là phương nào thế lực, hẳn là biết chúng ta quy củ. Quy củ, Bạch Trì nghe xong, cười cười, xin lỗi, cho tới nay, ta chỉ biết nên như thế nào chế định quy củ, cũng không biết nên như thế nào tuân thủ quy củ, không bằng ngươi tới nói cho ta, cái gì là quy củ. Bạch Trì cười thời điểm, mắng một ngụm xem thường. Có vẻ phi thường ánh mặt trời, lại làm đuôi ngựa nữ nhân có loại như trụy hầm băng cảm giác. Đúng lúc này, hoàng hôn không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới, vô số hoa hồng cánh tự không trung bay xuống, những cái đó ở nhà xưởng ngoại trên đất chống nướng BBQ người, nhìn đến này đó bay xuống cánh hoa thời điểm, toàn buông trong tay động tác. Đuôi ngựa nữ nhân đột nhiên nở nụ cười, nàng biết, chính mình người tới. Cùng khác tổ chức bất đồng, Thứ Mân người. Sẽ không dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì một cái đồng bọn, đương kẻ tập kích bị bắt giữ sau, chỉ cần không chết, Thứ Mân liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Mà đầy trời hoa hồng, đại biểu cho Thứ Mân buông xuống. Bạch Trì ngẩng đầu nhìn không trung, này hoa hồng cánh trời dáng trường hợp, thật sự thật xinh đẹp. Thiết, có tiền nhàn không chỗ hoa, Bạch Trì bĩu môi. Đầy trời hoa hồng lúc sau, liên tiếp mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, toàn vì nữ tính, cầm đầu người. Ăn mặc một cái màu đen vãn lễ váy, tóc vãn khởi, tinh xảo giống như tiệc tối nữ vương giống nhau. Nhưng ở đây người biết, cái này tinh xảo nữ nhân, tuyệt đối là một đóa mang thứ hoa hồng đen, có thể dễ dàng muốn mạng người cái loại này. Thứ Mân lên sân khấu bộ dáng, vẫn là như vậy làm người kinh diễm a.
Bạch Chỉ đi ra nhà xưởng, nhìn này vừa mới xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, vị này hẳn là chính là thứ Mân nhị đương gia, Hoa Hồng Đen đi. Lễ phục nữ nhân về phía trước đi ra một bước, che miệng khẽ cười nói, chư vị thật là có ý tứ, xem ra là đang đợi chúng ta thứ Mân. Bạch Chỉ nhún vai, tương đương cam chịu đối phương nói. Hoa Hồng Đen hướng đuôi ngựa nữ nhân phất phất tay, mau tới đi. Đuôi ngựa nữ nhân cả đời không cổ họng chiều Hoa Hồng Đen đi đến, Bạch Chỉ đám người cũng không ngăn trở. Đãi đuôi ngựa nữ nhân đi đến Hoa Hồng Đen bên cạnh sau, Hoa Hồng Đen lại lần nữa mở miệng, các vị, chúng ta thứ Mân, cũng không phải không nói đạo lý người, nói một chút đi, lần này thả chúng ta người, là nghĩ muốn cái gì? Thật là muốn cái đồ vật, Bạch Chỉ trà sát tay, đi đến một bên nướng BBQ bếp lò thượng, cầm một cây thịt xuyến, vừa ăn vừa nói, thế giới ngầm quy củ. Mọi người đều rất rõ ràng, ta hiện tại cho các ngươi thứ Mân hai lựa chọn, cái thứ nhất, nói cho ta các ngươi cố chủ ai. Hoa Hồng Đen cười một chút, phá lệ mỹ diễm, các hạ, nếu ngươi biết quy củ, nên minh bạch, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cố chủ tin tức, nói thẳng cái thứ hai lựa chọn đi. Kỳ thật ta không kiến nghị các ngươi lựa chọn cái thứ hai. Bạch Chỉ đem trong tay thịt xuyến ăn xong, cái khoan tùy tay một ném, cười hì hì nói, cái thứ hai, các ngươi hôm nay tới người. Toàn bộ lưu lại nơi này. Chương 191 tiểu cảm xúc. Bạch Chỉ tuy rằng trên mặt cười hì hì, nhưng hắn lời nói, lại mang theo một cổ hàn ý. Hoa Hồng Đen nhìn Bạch Chỉ đám người, nàng nhìn quét liếc mắt một cái, hiện tại hai bên đều là mười mấy cá nhân, phía chính mình còn so đối diện muốn nhiều thượng mấy người, đánh lên tới ở nhân số thượng tuyệt đối chiếm hữu ưu thế, thả càng quan trọng là, Ninh Tỉnh, là thứ Mân địa bàn. Thế giới ngầm, đều không phải là loạn hỏng bét. Ở mỗi một cái tỉnh, đều có một tổ chức tới trưởng quản thế giới ngầm trật tự. Ninh Tỉnh, chính là thứ Mân địa phương. Hoa Hồng Đen nhìn Bạch Chỉ đám người, nàng thừa nhận, những người này dám ở nơi này, chờ chính mình tìm tới, liền tuyệt đối có át chủ bài, nhưng thứ Mân, cũng không phải nhậm người khi dễ, chẳng sợ ngươi là quá giang long, cũng không nhất định đấu đến quá ta cái này địa đầu xà. Các hạ, ngươi nói, không khỏi có chút quá cản rỡ. Hoa Hồng Đen nhìn chằm chằm Bạch Chỉ. Làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Có phải hay không cản rỡ, không phải các ngươi nên suy xét sự. Bạch Chỉ đôi tay cắm túi, ngươi hiện tại nên suy xét, là lựa chọn như thế nào, nhắc nhở ngươi một chút, ta không nói giỡn. Hoa Hồng Đen hơi hơi tiến lên hai bước, nếu các hạ khăng khăng muốn lưu lại chúng ta, vậy đừng trách chúng ta thứ Mân không nói đạo nghĩa. Hoa Hồng Đen trong miệng đạo nghĩa hai chữ rơi xuống, kia đứng ở nàng phía sau thứ Mân thành viên, ở trước tiên tản ra. Mỗi người trong tay, đều cầm chủy thủ. Bạch Chỉ lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nói thật, ngươi làm trong cuộc đời nhất sai lầm lựa chọn, huynh đệ tỉ muội nhóm, từ từ lại nướng đi, đem trước đó giải quyết. Bạch Chỉ phất phất tay, nguyên bản ngồi ở nướng BBQ giá trước cả trai lẫn gái, cũng đều đứng lên. Bọn họ nhìn thứ Mân người, cơ hồ cùng thời gian, làm ra đồng dạng động tác, mỗi người, đều bắt tay bối đến phía sau đó... Chậm rãi lấy ra một chương chiều dài răng nanh mặt quỷ mặt nạ, mang ở trên mặt. Tại đây đồng thời, một chương màu đen tấm cát, chậm rãi dừng ở Hoa Hồng Đen trước người. Tại đây một khắc, Hoa Hồng Đen kia tự tin bộ dáng, trở nên hoảng loạn lên, nàng trừng lớn đôi mắt, bởi vì trước mặt những người này, hoa dung thất sắc. Địa ngục hành giả. Này bốn chữ, địa ngục hành giả, ở người thường nghe tới, khả năng sẽ đương một cái vui đùa, đương một cái phim truyền hình danh. Nhưng dưới mặt đất thế giới người trong mắt, này bốn chữ, đại biểu chính là tử vong, là tuyệt vọng, là khống chế thế gian này hết thảy. Hoa Hồng Đen nhìn chăm chú vào dưới chân kia trương màu đen tấm cát, chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng, các ngươi. Các ngươi, ta nói, ngươi làm trong cuộc đời nhất sai lầm lựa chọn, đối này, chúng ta thật sự thật đáng tiếc. Bạch Chỉ đồng dạng mang lên một trương mặt quỷ mặt nạ, hắn nguyên bản thực ôn nhu thanh âm, hiện tại có vẻ có chút khàn khàn. Hoa Hồng Đen lúc này, trong lòng chỉ có một ý tưởng, cái kia nhiệm vụ mục tiêu, nữ nhân kia, rốt cuộc là ai? Vì cái gì địa ngục hành giả sẽ vì nàng phục vụ? Nhìn trước mắt những người này, Hoa Hồng Đen liền tâm tư phản kháng đều không thể sinh ra, nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là tưởng tin tức này nói cho đại tỷ, ngàn vạn, không cần lại đối nữ nhân kia động thủ. Nhưng Hoa Hồng Đen trong lòng rõ ràng, chính mình tin tức này, chỉ sợ vĩnh viễn. Đều không thể truyền ra đi. Bạch Chỉ từ cổ tay áo, lấy ra một phen con bướm đoản đao, hắn trong miệng nhẹ thở, sát. Trong nháy mắt,
hơn 10 đạo thân ảnh chiều thứ mân người vây đi. Đỏ tươi nở rộ, chẳng qua, lần này không hề là hoa hồng cánh. Thế giới ngầm, là một cái không có pháp chế, không có đạo lý thế giới này, cường giả vi tôn, người thắng làm vua, không có người hiểu ý từ nương tay. Địa ngục hành giả cái này xưng hô, đều không phải là bạch chỉ đám người tự phong, mà là ở lần lượt giết chóc chung, từ kính sợ bọn họ dân cư chung truyền ra. Đương hết thảy trần ai lạc định, kia đầy trời hoa hồng, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Bạch Trì tháo xuống mặt nạ, nhìn này đầy đất máu tươi, lắc lắc đầu, lòng có nghịch lân, xúc chi tắc giận, tẩu tử chính là đại ca quan trọng nhất kia khối nghịch lân, ai dám mạo phạm, liền phải trả giá huyết đại giới. Trương Huyền đem người đưa đến nhà xưởng lại về nhà thời điểm, Milan đã đem đồ ăn làm tốt, cái này Pháp Quốc đầu bếp Hoa Hạ đồ ăn làm cũng tương đương không tồi. Lâm Thanh Hạ ngồi ở trên bàn, trước mặt tràn đầy một chén cơm, nàng cũng không nhúc nhích. Thẳng đến Trương Huyền vào nhà kia một khắc, Lâm Thanh Hạ mới cầm lấy chiếc đũa, lay một ngụm cơm. Trương Huyền, tới, ăn cơm. Milan ngồi ở trên bàn tiếp đón Trương Huyền một tiếng. Trương Huyền gật gật đầu, ngồi vào trên bàn, một tiếng không cổ họng. Hắn hiện tại đang ở suy xét một cái trọng yếu phi thường vấn đề, ám dạ người thất bại, thứ mân người lại tới ám sát Lâm Thanh Hạ. Dưới mặt đất thế lực chung, ám dạ là hoàn toàn áp đảo thứ mân phía trên. Chẳng lẽ, trừ bỏ Yến Kinh cái kia họ Tô ở ngoài, còn có người muốn Lâm Thanh Hạ mệnh? Vấn đề này nếu giải quyết không được, sẽ làm Trương Huyền cảm thấy như ngạnh ở hầu, ngủ đều ngủ không yên phận. Lâm Thanh Hạ nhìn ngồi ở chính mình đối diện Trương Huyền, một câu không cổ họng, hiện tại Trương Huyền sắc mặt phi thường khó coi, nàng còn đương Trương Huyền lại cùng chính mình bực bội. Ta no rồi, các ngươi ăn đi. Lâm Thanh Hạ đem chiếc đũa một phóng, đứng dậy chiều trên lầu đi đến. Milan nhìn Lâm Thanh Hạm bộ dáng, kỳ quái nói, Thanh Hạm làm sao vậy? Mới ăn như vậy một chút. Không biết a, Trương Huyền cũng không hiểu ra sao, có thể là buổi chiều cùng Nam Thiên ăn một chút đi. Lâm Thanh Hạm đặng dép lê, đi vào phòng ngủ, thở phì phì đem cửa đóng lại, ngồi vào mép giường, cầm lấy mềm mại gối đầu, tinh bột quyền không ngừng trùy ở gối đầu thượng, chết Trương Huyền. Muốn ngươi sinh khí, ngươi liền nhất định phải ta trước cúi đầu nhận sai sao? Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi. Đang ở phòng khách ăn cơm Trương Huyền đột nhiên đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, tiếp tục tự hỏi về sát thủ sự tình, hoàn toàn không biết trên lầu nữ nhân đang ở phát ra nàng tiểu tính tình. Lâm Thanh Hạm, không hơn không kém thiên chi kiêu nữ, nàng người theo đuổi rất nhiều, nhưng nàng vẫn là đầu một hồi đối cùng tuổi giai đoạn nam nhân sinh ra hảo cảm, trải qua bộ đội sự tình, nàng rất rõ ràng Trương Huyền ở chính mình trong lòng địa vị, là không thể thiếu. Nhưng nàng lại không hiểu đến nên như thế nào giữ gìn đoạn cảm tình này, giống như là mối tình đầu nam nữ giống nhau, mỗi người trong lòng đều có cái loại này ngạo khí, ai đều sẽ không trước hướng đối phương cúi đầu. Cơm chiều kết thúc, Trương Huyền thu thập xong chén đũa sau, cùng Milan chào hỏi, liền ra cửa. Bóng đêm quán ba. Quán ba nội cũng không có đinh tai nhức óc âm nhạc thanh, từ Hàn Ôn Nhu trưởng quản thanh diệp sau, những cái đó ầm ĩ điện âm toàn bộ bị đổi thành nhu hòa nhạc nhẹ. Trương Huyền ngồi ở ghế dài thượng, trước mặt phóng nửa ly rượu tây. Bạch Trì ngồi ở Trương Huyền đối diện, hòa thuốc vào nước phụ viên phất phất tay, tiểu nhị, tới hai khối băng, cảm ơn. Trương Huyền đôi tay đặt ở sau đầu, nửa nằm ở trên sofa, khối băng thứ này sẽ phá hư vị, người phóng này ngoạn ý làm gì? Trang bức a, Bạch Trì cười cười, lão đại, người thật là không có tình thú, giống nhau các tiểu cô nương, đều cảm thấy phóng khối băng uống rượu tây mới là chính xác nhất phương pháp. Người loại này không bỏ khối băng uống pháp, sẽ làm người khinh thường. Trương Huyền quay đầu nhìn một chút, quả nhiên, cách vách bàn hai cái tiểu nha đầu chính chiều chính mình đầu tới khinh thường ánh mắt. Chương 192 là ai? Trương Huyền lắc lắc đầu, nhìn Bạch Trì, được rồi, vô nghĩa không hàn huyên, người biết ta tìm ngươi tới nói cái gì? Đang ở nâng chén cùng cách vách bàn Mỹ nữ ý bảo Bạch Trì, nghe được Trương Huyền nói như vậy sau, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lão đại, người trong lòng không phải hẳn là có đáp án sao? Bạch Trì lay động xuống tay chung chén rượu, đem ly chung rượu tây uống một hơi cạn sạch, liền hỏa tinh thiết kế đồ chuyện đó, nếu không có người ở phía sau quạt gió thêm củi, ai lại dám trắng trợn táo bạo nói kia cuối cùng một chương thiết kế đồ ở lão đại ngươi trên người. Trương Huyền thở dài, vậy ngươi cho rằng là ai? Ta khó mà nói, Bạch Trì lắc lắc đầu. Là khó mà nói, vẫn là không muốn suy nghĩ. Trương Huyền hỏi. Cái này, Bạch Trì há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Trương Huyền ha hả cười,
cầm lấy chén rượu, năm đó chúng ta vài người, từ người chết đôi bò ra tới, nhiều năm như vậy, vào Nam ra Bắc, chuyện gì không trải qua quá, nhất không tiếp thu được, chính là phản bội a. Trương Huyền đem chén rượu đặt ở trước mắt, ánh mắt xuyên thấu qua ly chung rượu, trước mắt hết thảy đều trở nên mê huyễn lên. Kỳ thật ta đã nói được thực minh bạch, từ nay về sau, ta không nghĩ lại tham dự đến này đó chinh chiến chung, cùng lão bà của ta bình bình đạm đạm sinh hoạt, mới là ta muốn sinh hoạt, nhưng có người chính là không nghĩ xem ta tồn tại, ngươi nói, này phía sau màn người, là Alex, vẫn là y ngươi chát đâu. Trương Huyền đưa ra hai người danh, làm Bạch Trì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hai người kia danh, bị Trương Huyền không đau không ngứa nói ra, lại mỗi người, đều có thể dưới mặt đất thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Alex, y người chat, bị nhân xưng làm địa ngục lãnh tụ, từ cái này xưng hô là có thể nhìn ra, này hai người có bao nhiêu cường đại. Hôm nay chậm, buổi tối đến về nhà, ngày mai đi. Trương Huyền ngửa đầu, đem ly chung rượu xử lý, ngày mai ngươi theo ta đi một chuyến Thứ Mân, phía sau màn người mặc kệ là ai, đụng đến ta có thể. Tưởng đụng đến ta lão bà, liền phải trả giá đại giới. Hắn nếu tưởng thử ta, vậy làm hắn hảo hảo xem, ta lửa giận là cái dạng gì. Ninh Tỉnh Ngân Châu, ở mặt ngoài bình tĩnh hạ, đã là gió nổi mây phun. Hôm sau sáng sớm, Trương Huyền chờ Lâm Thanh Hạm rời giường sau, cùng Lâm Thanh Hạm nói Thanh hôm nay không đi công ty, liền sớm rời đi ra, tắc tiếp nước hương ngoại, một chiếc toàn cầu hạn lượng bản Aston Martin ở ngày mới hơi hơi lượng thời điểm, liền chờ đợi hắn. Lâm Thanh Hạm biểu hiện thực bình đạm đối Trương Huyền gật gật đầu, chờ Trương Huyền rời đi sau, nàng cái miệng nhỏ chu lên tới, số Trương Huyền, muốn hay không nhỏ mọn như vậy a? Hôm nay trên bàn, cũng không có Trương Huyền chuẩn bị tốt bữa sáng, làm Lâm Thỉnh Hạm có chút không thói quen, những cái đó bữa sáng tiểu quán, cùng Trương Huyền tay nghề, hoàn toàn không thể so sánh với. Lâm Thỉnh Hạm tới rồi Lâm Thị lúc sau, nhìn đến Nam Thiên đang đứng ở công ty trước cửa. Thanh Hạm, người cuối cùng tới. Nam ngày mới xem Lâm Thanh Hạm xe dừng lại, liền bước đi qua đi. Làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm kỳ quái hỏi một tiếng. Là cái dạng này, có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nam Thiên lộ ra một tia thẹn thùng bộ dáng, này trong đội đột nhiên hạ nhiệm vụ, phải có một lần nghĩ cách cứu viện con tin cứu tế diễn tập, ta muốn mượn dùng một chút các ngươi công ty cao ốc, coi như diễn tập địa điểm, ngươi xem. Lâm Thanh Hạm không nghĩ tới là việc này, nghĩ, theo sau gật gật đầu, có thể. Ngươi nói cái thời gian, ta an bài một chút là được. Thanh Hạm, thật cảm ơn ngươi. Nam Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn bộ dáng, chiều nay có thể chứ? Diễn tập chỉ cần 2 cái giờ là được. Có thể, Lâm Thanh Hạm đáp ứng xuống dưới, vậy định vào buổi chiều 4 điểm đến 6 giờ đi, ta từ từ đem thời gian an bài đi xuống, yêu cầu chúng ta công ty nhân vì các ngươi làm chút cái gì sao? Không cần, không cần. Nam Thiên liên tục xua tay, ngươi có thể mượn ngươi cao ốc. Cũng đã là giúp ta đại ân, làm sao dám lại phiền toái ngươi. Cái gì kêu phiền toái, lần trước ngươi giúp ta cái kia đại ân, mới thật là phiền toái ngươi đâu. Lâm Thanh Hạm không thèm để ý vẫy vẫy tay, vậy đến lúc đó ngươi cùng ta trước tiên liên hệ một chút đi. Hảo! Nam Thiên cùng Lâm Thanh Hạm nói chút công việc sau, đầy mặt vui mừng rời đi. Chờ rời đi Lâm Thị cao ốc sau, Nam Thiên trước tiên cấp Tiểu Trần gọi điện thoại, Tiểu Trần, đem sự tình an bài đi xuống đi. Liền chiếu hai ta ngày hôm qua thương lượng như vậy tới. Yên tâm đi Nam đội, tuyệt đối không có vấn đề, ta bảo đảm hôm nay lúc sau, Lâm cô nương trong mắt không còn có cái kia phế vật. Tiểu Trần ở trong điện thoại tràn đầy tin tưởng nói. Thời gian này đoạn, Trương Huyền đã rời đi Ngân Châu Thị, đi trước Nguyên Thị. Ở Ninh Tỉnh, Nguyên Thị có thể nói là tương đương lạc hậu một cái thành thị, tuy rằng là thị cấp đơn vị, nhưng này phương tiện, xa xa cùng Ngân Châu vô pháp so sánh với. Nơi này tựa vào núi mà kiến, thành thị hóa cũng không lợi hại, đi đến nơi nào đều có thể nhìn thấy cao nguyên hoàng thổ bóng dáng. Không nghĩ tới, Thứ Mân thế nhưng ở chỗ này. Bạch Trì đem xe ngừng ở một đống Nguyên Thị ít có cao ốc trước, nhìn trước mắt kiến trúc, đây là Nguyên Thị tối cao mấy đống kiến trúc chi nhất, cùng còn lại ngầm thế lực so sánh với, Thứ Mân tồn tại xem như khá lớn gan. Trương Huyền từ trên xe đi xuống tới, trực tiếp đi vào cao ốc chung. Này tòa nhà lớn. Cùng sở hữu 11 tầng, cùng loại với thương vụ lâu giống nhau tồn tại, cao ốc mỗi một tầng đều có mấy ngàn mét vuông gặp mặt offline, tồn tại nước cờ ra công ty. Trương Huyền ấn xuống thang máy, mang theo Bạch Trì, chiều thang máy nội đi đến. Ở tầng cao nhất, chỉ có một nhà công ty tồn tại. Bạch Trì trong miệng hừ không biết tên tiểu khúc, ấn xuống tầng cao nhất tầng số,
nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Liền ở cửa thang máy lập tức đóng cửa nháy mắt, một đạo thân ảnh bay nhanh xuất hiện ở cửa thang máy trước, làm lập tức đóng cửa cửa thang máy mở ra. Ngay sau đó, Trương Huyền cùng Bạch Trì nhìn đến, mười mấy danh tây trang tráng hán, cộng phùng một đại phùng hoa hồng, ùa vào thang máy chung, Trương Huyền vừa thấy, này hoa hồng, ít nhất có mấy ngàn đóa. Này đó tráng hán ùa vào thang máy thời điểm, căn bản không màng thang máy những người khác cảm thụ, một chút liền đem Trương Huyền cùng Bạch Trì tễ đến chỗ ngoặt, một chút khe hở đều không lưu. Ngay sau đó, một người diện mạo anh tuấn thanh niên, ăn mặc màu rượu đỏ âu phục, đi vào thang máy chung, sửa sang lại hạ cà vạt. Thiếu gia, này đó phùng hoa hồng tây trang đại hán, vừa thấy đến thanh niên, lập tức ra tiếng kêu lên. Ân, thanh niên vừa lòng gật gật đầu, đi thôi. Một gã đại hán, ấn xuống lầu 11 tầng số, cửa thang máy một lần nữa đóng lại, chiều phía trên bước vào. Bạch Trì cả người không dễ chịu quơ quơ, mở miệng nói, ta nói ca mấy cái, các người phía trước như vậy đại không vị, có thể đừng tễ chúng ta không? Bạch Trì lời này vừa ra, lập tức nghênh đón một đám âu phục đại hán ánh mắt, rất là không tốt, có người còn cố ý chiều Bạch Trì này tễ tễ. Bạch Trì trợn trắng mắt, có chút vô ngữ. Cũng may lầu 11 cũng không cao, gần 20 giây, thang máy liền ngừng lại, những cái đó đại hán toàn bộ từ thang máy dũng đi ra ngoài. Đi thôi, Trương Huyền tiếp đón Bạch Trì một tiếng, cũng đi ra thang máy. Chương 193 Hoa Hồng Trắng. Trương Huyền cùng Bạch Trì hai người vừa ra thang máy, liền nhìn đến một nhà công ty biển số nhà. Tuyên Kiên Giải Trí. Bạch Trì cười một chút, ai có thể nghĩ đến, thứ mân cái này tất cả đều là nữ nhân sát thủ tổ chức, sẽ làm như vậy một cái giải trí công ty mánh lới. Hai người nhìn đến, ở công ty trước cửa, vừa mới những cái đó âu phục tráng hán, đem trong tay hoa hồng bày ra một cái đào tâm tạo hình, mà tên kia thân xuyên màu rượu đỏ âu phục anh tuấn thanh niên, đang đứng ở đào tâm chính giữa. Công ty cửa kính mở ra, một người thân xuyên màu lam nhạt váy dài nữ nhân từ môn trung đi ra, nữ nhân này váy dài phết đất, này ở tiệc tối thượng mới có thể xuất hiện lễ phục, giờ phút này mặc ở nàng trên người, một chút đều không có vẻ đột ngột, tóc đẹp vãn khởi, khí chất cao quý, ngũ quan tú lệ, là cái không hơn không kém mỹ nhân, nàng động tác thướt tha, thoáng nhìn một mắt, đều tác động nhân tâm. Nhìn đến cái này làm váy nữ nhân nháy mắt, thanh niên sắc mặt trở nên phá lệ kích động. Lam Tâm, người muốn 9.999 đóa hoa hồng, ta đã chuẩn bị tốt, người nói hết thảy, ta đều sẽ làm theo. Ngươi, ha ha, làm váy nữ nhân che miệng khẽ cười một tiếng, từ đại thiếu, ta cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi thật đúng là chuẩn bị nhiều như vậy hoa hồng. Thanh niên lộ ra một bộ lấy lòng tươi cười, Lam Tâm, cho dù là ngươi vui đùa lời nói, chỉ cần ngươi muốn, ta cũng sẽ khuynh tấn toàn lực đi thỏa mãn, chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không rõ tâm ý của ta sao? Thanh niên đang nói chuyện thời điểm, trên mặt không chút nào che giấu sinh ra ái mộ chi tình. Trương Huyền cùng Bạch Trì hai người đứng ở cửa thang máy, nhìn trước mặt một màn. Bạch Trì ha hả cười nói, tiểu tử này thật là có can đảm, cấp hoa hồng trắng bày tỏ tình yêu, đến lúc đó phỏng chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Thứ mân giữa, cùng sở hữu hai vị đương gia, nhị đương gia hoa hồng đen, đại đương gia, hoa hồng trắng. Này hai đóa hoa hồng, toàn mỹ lệ phi phàm, cũng đồng dạng thứ tay. Thanh niên đứng ở kia hoa hồng cánh trồng chất thành đào trong lòng, vẻ mặt thâm tình hướng hoa hồng trắng thông báo. Bạch Trì quơ quơ đầu, ta rốt cuộc biết vì sao thứ mân lên sân khấu thời điểm thích giải hoa hồng, hợp lại đều là người khác cấp đưa a. Bạch Trì vừa nói, một bên chiều kia công ty trước cửa đi đến. Thanh niên còn ở thâm tình nói cái gì, liền nghe chính mình phía sau truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm, anh em, trước nhường một chút. Bạch Trì vỗ vỗ thanh niên bả vai, ngay sau đó một tay đem thanh niên từ hoa hồng tạo thành đào trong lòng kéo đi ra ngoài. Thanh niên chính thâm tình thông báo đâu, như vậy đột nhiên bị người đánh gãy, vẻ mặt khó chịu nhìn Bạch Trì, tiểu tử, ngươi ai a? Bạch Trì lý cũng chưa lý thanh niên, nhìn về phía trước mắt nữ nhân, hỏi, ngươi kêu Lam Tâm. Hoa hồng trắng gật gật đầu. Tên không tồi, Bạch Trì cười cười, hắn lấy ra một tấm cát, hướng hoa hồng trắng sáng một chút. Chỉ là liếc mắt một cái, hoa hồng trắng liền sắc mặt biến đổi, phàm là thế giới ngầm người, không có người không quen biết kia trương chiều dài răng nanh mặt quỷ mặt nạ. Ta cùng ta ca muốn tìm ngươi đi cái không ai địa phương hảo hảo lưu một chút. Bạch Trì vẻ mặt mỉm cười đối với hoa hồng trắng nói. Hảo, hoa hồng trắng không có chút nào chần chờ, gật đầu ứng hạ,
xem đều không bao giờ xem cái kia họ Từ thanh niên liếc mắt một cái. Bạch Chỉ ánh mắt quét đến hoa hồng trắng kia phết đất váy dài mặt trên, bĩu môi, người này váy quá dài, nhìn có điểm chướng mắt, đại hạ thiên, các cô nương xuyên đều hẳn là váy ngắn. Nghe được lời này, hoa hồng trắng đương trường liền bắt lấy chính mình làn váy, dùng sức một xả. Liền nghe xé kéo một tiếng. Kia màu lam nhạt phết đất váy dài bị hoa hồng trắng thân thủ xé lạn, biến thành một cái lộ ra tuyết trắng đùi váy ngắn, nguyên bản đẹp đẽ quý giá khí chất, vào giờ phút này trở nên có chút quyến rũ. Hành, Bạch Trì vừa lòng gật gật đầu, hướng hoa hồng trắng phất phất tay, đi thôi. Hoa hồng trắng nghe lời đi theo Bạch Trì phía sau, chiều thang máy đi đến. Tên kia thân xuyên màu rượu đỏ âu phục thanh niên ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn, đối với Bạch Trì cùng Trương Huyền hai người, hắn hơi chút có điểm ấn tượng, vừa mới tiến thang máy thời điểm, chính mình bảo tiêu liền đem này hai người tễ ở chỗ ngoặt, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình theo đuổi lâu như vậy nữ thần, lại là như vậy ngoan ngoãn nghe xong này hai người nói. Đối phương chỉ là một câu váy quá dài, khiến cho chính mình nữ thần thân thủ xé xuống váy dài, còn một mình cùng này hai cái nam nhân rời đi. Một màn này phát sinh, làm hắn trong lòng cảm thấy một trận phát điên, cái loại này thất bại cảm từng đợt đánh úp lại. Cái này có thể làm rượu hồng âu phục thanh niên buồn bực thật lâu sau sự, đối với Bạch Trì tới nói, chỉ là một cái nhạc đệm, hắn làm hoa hồng trắng xé xuống váy, chính là hoàn toàn khó chịu vừa mới này thanh niên bảo tiêu quá hoành mà thôi. Thang máy chung, hoa hồng trắng nhìn chính mình trước mặt hai cái tuổi trẻ nam nhân, một câu cũng không có nói. Trương Huyền duỗi tay, đem 10 đến lầu một cái nút toàn bộ ấn một lần, thang máy mỗi đến một tầng, đều sẽ mở cửa ra, lại chậm rãi khép lại, đi trước tiếp theo tầng. Một vấn đề, ở thang máy đến lầu một phía trước, người lấy không ra làm ta vừa lòng đáp án, thứ mân cũng liền không cần thiết tồn tại. Trương Huyền khấu khấu ngón tay, ai cho các ngươi đi Ngân Châu thị? Đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, hoa hồng trắng thân thể đã xảy ra rất nhỏ run rẩy. Hoa hồng trắng như vậy vô cùng đơn giản một động tác, làm Trương Huyền tâm trầm không ít. Nếu chỉ là nhận được bình thường ủy thác, hoa hồng trắng tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy phản ứng, từ nàng thân thể rất nhỏ run rẩy có thể thấy được, nàng sở nhận được ủy thác, cũng tuyệt đối là đến từ một vị nàng sở trêu chọc không dậy nổi nhân vật. Bạch Trì ở Trương Huyền hỏi chuyện thời điểm, một chút thanh âm cũng chưa phát ra. Trương Huyền đồng dạng không nói gì, hai mắt xem ở thang máy nội tầng lầu cái nút thượng, nhìn kia con số một đám tối sầm đi xuống, chứng minh thang máy chính một tầng giảm xuống. Đương lầu 4 con số ám đi xuống sau, hoa hồng trắng thân mình, run rẩy càng ngày càng lợi hại. Có một số người, chỉ là danh hào, đối người khác tới nói, liền có cũng đủ uy hiếp lực. Địa ngục hành giả, liền có được như vậy uy hiếp lực. Bọn họ xuất hiện, căn bản không cần làm bất luận cái gì sự tình, liền sẽ làm người cảm giác được sợ hãi. Thế giới ngầm, có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, thứ mân, chỉ thuộc về cái loại này thấp nhất cấp ngầm thế lực, mà địa ngục hành giả, đây là du tẩu ở đứng đầu trình tự. Thang máy lại giảm xuống một tầng, thuộc về lầu 3 cái nút tiêu diệt. Trương Huyền nhìn tròng trắng mắt hoa hồng, còn có cuối cùng một tầng, người suy xét rõ ràng. Hoa hồng trắng như cũ trầm mặc. Thời gian một giây quá khứ, theo đinh một thanh âm vang lên, thang máy nội lầu một cái nút tiêu diệt, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Nhìn trước mắt lầu một đại sảnh, hoa hồng trắng cặp kia xinh đẹp đồng tử bắt đầu phóng đại. Thượng tầng cao nhất, Trương Huyền ngữ khí bình đạm nói ra, cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, thang máy nội camera biến thành một mảnh bông tuyết trạng. Bạch Trì gật gật đầu, liền thấy hắn từ sau eo, lấy ra một trương trường răng nanh mặt quỷ mặt nạ, mang ở trên mặt. Hoa hồng trắng thân thể, run đến càng ngày càng lợi hại. Chương 194 thần bí ủy thác người. Thang máy bị một lần nữa ấn xuống lầu 11 con số, lần này không có lại một tầng tầng đình chỉ, mà là trực tiếp hướng tầng cao nhất mà đi. Trương Huyền khóe miệng ngậm một bộ tươi cười. Rất nhiều năm trước, Trương Huyền đã từng bởi vì một sự kiện, độc thân đi trước một cái gia tộc, đối cái kia gia tộc cầm lái giả tiến hành rồi cảnh cáo. Trương Huyền đều không phải là cái loại này hùng hổ dọa người tính cách, tương phản, hắn vẫn luôn biểu hiện đều thực khách khí, cho nên, cái kia gia tộc cầm lái giả cũng không có đem Trương Huyền nói để ở trong lòng, cuối cùng kết quả là, cái kia gia tộc bị hoàn toàn điên đảo. Có người từng dưới mặt đất thế giới nói ra như vậy một câu, vĩnh viễn không cần cho rằng càng khách khí người càng tốt khi dễ, tương phản, càng là mưa rền gió dữ, khúc nhạc dạo liền càng là yên lặng. Trương Huyền nhìn qua phúc hậu và vô hại. Kỳ thật hắn nổi giận lên,
toàn bộ thế giới ngầm, đều không có người dám chính diện thừa nhận. Sa tăng chi danh, đều không phải là nói mà thôi. Thang máy tầng số một tầng hướng về phía trước, Bạch Trì móc ra một phen hồ điệp đao, đặt ở trong tay thưởng thức. Ở thang máy tới lầu 10 thời điểm, Trương Huyền lấy ra một quả ám kim sắc nhẫn, mang ở trên tay. Hoa hồng trắng ánh mắt, ở chuyển rời đến này cái ám kim sắc nhẫn nháy mắt, liền hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Là, thánh giới, ngươi là, hoa hồng trắng trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Trương Huyền, không thể tin được. Không cần hoài nghi lời nói của ta, Trương Huyền liếc mắt một cái hoa hồng trắng. Cửa thang máy khai, họ Từ thanh niên mang theo hắn mười mấy danh bảo tiêu đứng ở cửa thang máy chờ, đương nhìn đến thang máy nội kia Trương mang theo mặt quỷ người đeo mặt nạ thời điểm, họ Từ thanh niên đám người hoảng sợ, thật sự là bởi vì kia Trương mặt nạ quá sinh động. Lam Tâm, ngươi, thanh niên há miệng thở dốc, tưởng cùng hoa hồng trắng nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì đó, chính mình trong lòng nữ thần, thế nhưng như vậy nghe người khác nói. Cái này làm cho hắn một lòng như trụy hầm băng. Hoa hồng trắng lý cũng chưa lý thanh niên một chút, đi ra thang máy, theo sau ở thanh niên khiếp sợ dưới ánh mắt, quỳ trên mặt đất. Một màn này, làm thanh niên tim như bị đao cắt. Cho tới nay, hắn đều bởi vì chính mình ra thất kiêu ngạo, nhưng hôm nay nhìn thấy từng màn, đều ở hắn ngạo khí trong lòng, cắt ra một đao lại một đao tới. Trương Huyền cùng Bạch Trì hai người đi ra thang máy. Xem cũng chưa xem quỳ trên mặt đất hoa hồng trắng liếc mắt một cái, từ nàng bên cạnh đi qua. Ở Trương Huyền mại chân thời điểm, hoa hồng trắng ôm chặt Trương Huyền cẳng chân, xinh đẹp trong mắt mang theo khẩn cầu thần sắc. Suy xét hảo, Trương Huyền vuốt tay phải ngón trỏ thượng nhẫn, nếu suy xét tốt lời nói, liền nói cho ta nghe một chút đi. Suy xét hảo, hoa hồng trắng gật đầu, nàng thanh âm giữa, hỗn loạn nồng đậm sợ hãi chi tình. Hành, đứng lên đi. Trương Huyền phất phất tay, gỡ xuống trên tay nhẫn. Đồng thời, Bạch Trì cũng đem trên mặt nạ gỡ xuống. Thấy như vậy một màn, hoa hồng trắng kia viên bởi vì sợ hãi mà run rẩy tính nhẩm là ổn định xuống dưới. Giờ khắc này, nàng mồm to thở hổn hển, liền ở phía trước kia vài phút, nàng như là dùng hết toàn bộ sức lực giống nhau, cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, cảm giác tứ chi vô lực. Hoa hồng trắng chậm rãi đứng dậy, mại động trắng nõn thon dài hai chân, đẩy ra công ty đại môn. Đem Trương Huyền thỉnh đi vào. Trương Huyền vào cửa, mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, nơi này liền cùng bình thường công ty không gì khác nhau, mặc cho ai tới xem, đều sẽ không nghĩ vậy là một sát thủ tổ chức. Tuyên Kiên giải trí ở Nguyên Thị cũng coi như là có chút danh khí, một là này công ty làm đích xác đại, Nguyên Thị không ít chỗ ăn chơi, đều cùng nhà này công ty móc nối, đệ nhị, nhà này công ty là không có bất luận cái gì nam viên chức, tất cả đều là mỹ nữ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này đó hấp dẫn người mỹ nữ, tất cả đều là mang thứ hoa hồng đâu. Nhìn Trương Huyền cùng Bạch Trì đi vào công ty trước đài mỹ nữ vừa muốn nói chuyện, liền nghe hoa hồng trắng thanh âm vang lên. Đóng cửa, thông chi mọi người trở về. Trước đài mỹ nữ vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc biến đổi, cái gọi là đóng cửa, kia ý tứ là, nói đến ai khác không biết sự. Trương Huyền cùng Bạch Trì hai người, ở hoa hồng trắng dẫn dắt hạ, đi vào nàng văn phòng. Hoa hồng trắng văn phòng rất lớn, có cái siêu đại giá sách, liền thấy hoa hồng trắng đem giá sách thượng một quyển sách gỡ xuống, toàn bộ giá sách phát ra ù ù tiếng vang, theo sau tự trung gian vỡ ra một cái phùng, các chiều hai bên tách ra, lộ ra một đạo ám môn. Đẩy ra ám môn, hoa hồng trắng mời Trương Huyền cùng Bạch Trì đi vào. Ám môn, chính là một gian tiểu phòng họp, ở hội nghị trên bàn, phóng một ít ám sát mục tiêu ảnh chụp, trong đó một chương, đúng là Lâm Thanh Hạm. Lại theo ù ù một trận vang, ám môn đóng lại, hoa hồng trắng ở trước tiên quỳ một gối xuống đất. Gặp qua tôn kính Sa Tăng đại nhân. Trương Huyền cầm lấy hội nghị trên bàn kia Trương Lâm Thanh Hạm ảnh chụp, cất vào trong túi, nói một chút đi, ai cho ngươi nhiệm vụ. Hoa hồng trắng đứng dậy, hít sâu một hơi, như là làm nào đó quyết định giống nhau, nàng đi đến phòng họp góc chung, nơi đó phóng một cái két sắt, đem két sắt môn mở ra sau, hoa hồng trắng nếu như chân bảo lấy ra một tấm cát. Ủy thác nhiệm vụ người, ta cũng không có nhìn đến bộ dáng của hắn, hắn là mang theo mặt nạ tới, tấm các này, là hắn thủ lao. Trương Huyền cùng Bạch Trì nhìn hoa hồng trắng trong tay tạp, mặt trên ấn kia trương mặt quỷ mặt nạ. Trương Huyền ánh mắt giữa, lộ ra một tia hàn ý. Bạch Trì cũng cau mày. Địa ngục hành giả người, tới ủy thác nhiệm vụ này, trong đó sự tình, nhưng còn chờ cân nhắc. Nhiệm vụ của ngươi đã thất bại,
Trương Huyền từ hoa hồng trắng trong tay, lấy ra kia trương tấm cát. Hoa hồng trắng thấp đầu, một tiếng cũng không dám cổ họng. Người có biết hay không, ám giả cũng tiếp nhận đồng dạng nhiệm vụ. Trương Huyền đem vừa mới bắt được tay tấm cát này xé nát, hỏi. Biết, hoa hồng trắng gật đầu, đại nhân, nhiệm vụ lần này, toàn bộ Tây Bắc sở hữu tổ chức, đều tiếp. Trương Huyền ánh mắt một ngưng, toàn bộ Tây Bắc. Đúng vậy, hoa hồng trắng trả lời nói, lúc này đây, bởi vì ủy thác người đặc thù tính, sở hữu tổ chức đều tiếp nhiệm vụ, hơn nữa ủy thác người hứa hẹn, ai nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, là có thể thượng đảo. A, à, thật là danh tác a. Trương Huyền cười một tiếng. Hoa hồng trắng thấp đầu, không dám nói dư thừa nói. Trương Huyền trầm ngâm vài giây, hỏi, có biện pháp nhìn thấy hắn sao? Hoa hồng trắng biết Trương Huyền theo như lời hắn chỉ chính là ai, trả lời nói, hắn cho chúng ta 7 ngày thời gian, 7 ngày sau, nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, lại liên hệ chúng ta. Trương Huyền duỗi tay gõ gõ trước mặt cái bàn, 7 ngày sau, ta sẽ lại đến, hôm nay ta xuất hiện sự, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Minh Bạch, hoa hồng trắng gật đầu. Phòng họp ám môn mở ra, Trương Huyền cùng Bạch Trì đi ra ngoài, Bạch Trì đi theo Trương Huyền phía sau, một tiếng cũng chưa cổ họng. Thẳng đến rời đi cả tòa cao ốc, lên xe, Bạch Trì mới ra tiếng, lão đại, ngươi cho rằng, sẽ là ai? Khó mà nói, hắn lưu lại 7 ngày thời gian, đơn giản chính là muốn cho chính chúng ta thượng câu, 7 ngày sau, hết thảy liền rõ ràng, làm người đem cái này cao ốc theo dõi xóa đi. Chúng ta cũng muốn diễn thật một chút. Trương Huyền mở ra cửa sổ xe, nhìn ngoài xe cảnh sắc. Cao ốc đỉnh tầng, ở Trương Huyền rời đi sau, hoa hồng trắng lấy ra di động, đại nhân, hắn tới. Chương 195 diễn tập bắt đầu. Hạn lượng bản Aston Martin xử lý nguyên thị, khai tiến lên hướng Ngân Châu cao tốc. Trương Huyền nằm ở trên ghế phụ, cự tuyệt Bạch Trì đưa qua thuốc lá. Lão đại, người thật đúng là một cây đều không trừ. Lão bà không cho trừ, liền không trừ. Trương Huyền nhìn trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia suy tư, người nói, ai có thể hứa hẹn làm một tổ chức người đăng đảo. Bạch Trì xoay đầu nhìn mắt Trương Huyền, mở miệng nói, toàn thế giới, cũng chỉ có ngươi. Ở một cái không thuộc về thế giới các quốc gia hải vực, có một tòa tương đương phồn hoa hải đảo, có thế giới trùm tài chính từng nói, này tòa hải đảo thượng tài phú, có thể tùy ý điên đảo trên thế giới bất luận cái gì một cái kinh tế đại quốc, kia tòa đảo. Không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực, trên đảo quân sự phương tiện, là dẫn đầu toàn thế giới. Kia tòa trên đảo, không riêng có trên thế giới này đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài, đồng dạng có được trên thế giới này quý trọng nhất nguồn năng lượng. Hỏa tinh. Đây là một loại đến từ biển sâu hạ khoáng vật chất, nơi phát ra không người biết hiểu, nhưng này công năng, lại làm toàn thế giới đỏ mắt. Một khối một mét khối đại hỏa tinh, có thể cung cấp đem tiến một cái nhà máy năng lượng nguyên tử năng lượng. Mà ở kia tòa trên đảo, có được hơn 10 khối hỏa tinh, có này hơn 10 khối hỏa tinh, chẳng sợ này tòa đảo ngăn cách với thế nhân trăm năm, cũng có thể tự cấp tự túc. Này tòa đảo, bị gọi Quang Minh đảo. Sở dĩ có cái này xưng hô, là bởi vì tại thế giới đỉnh truyền lưu như vậy một câu. Chẳng sợ toàn thế giới đều lâm vào hắc ám, chỉ cần này tòa đảo còn tồn tại, liền còn có Quang Minh, ngược lại, nếu này tòa đảo lâm vào hắc ám, như vậy toàn thế giới, cũng tùy theo lâm vào hắc ám. Ở Quang Minh đảo thượng, ở trên thế giới này cường đại nhất một nhóm người, mỗi một cái, đều là có thể kinh sợ một phương tồn tại. Sở hữu hắc ám ngầm thế lực, lớn nhất mộng tưởng, chính là bước lên Quang Minh đảo, ở thượng đảo kia một khắc, liền chứng minh bọn họ tự thân địa vị. Mà Quang Minh đảo chủ nhân, chính là có được thánh giới người. Bạch Trì thấy Trương Huyền không rên một tiếng, nói, lão đại, phỏng chừng người nọ, cũng liền cấp những cái đó tiểu thế lực vẽ cái bánh nướng lớn. Là họa bánh nướng lớn nói, kỳ thật cũng không cái gọi là. Trương Huyền lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, sợ là sợ, có người không phải bánh vẽ, hắn là thật cho rằng chính mình có thể giữ lời nói a. Bạch Trì đều không phải là du mộc đầu, một chút liền nghe minh bạch Trương Huyền trong lời nói ý tứ, hắn hít hà một hơi, lão đại, ngươi là nói. Có người tưởng thay thế được ta, là chuyện tốt, đã có thể sợ, hắn tự tin qua đầu, Quang Minh đảo, chưa từng có trong tưởng tượng như vậy an toàn. Những năm gần đây, ta đem hỏa tinh thiết kế đổ chia làm vô số phân, đưa đến thế giới các quốc gia, chính là không nghĩ làm người lại đánh nó chủ ý, thậm chí năm đó, ta đều không nghĩ đem hỏa tinh vớt đi lên, đây là bậc lửa toàn bộ thế giới thùng thuốc nổ a. Bạch Trì trầm mặc. Một người, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, hắn minh bạch,
từ lão đại được đến hỏa tinh lúc sau, quang minh đảo tồn tại ý nghĩa, liền thay đổi. Trước kia, đó là một mảnh thiên đường, không có bất luận cái gì cường đại quân sự thiết bị. Nhưng mà, đường hỏa tinh xuất hiện lúc sau, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, liền xây dựng vô số công sự phòng ngự. Trương Huyền nhắm mắt, lâm vào trầm tư. Buổi chiều 4 điểm, Ngân Châu Thị. Từng chiếc xe thiết giáp, đang ở Ngân Châu Thị trên đường phố đợi mệnh. Ở 10 phút trước, Lâm Thanh Hạm cùng Nam Thiên thông điện thoại, biết được Nam Thiên lần này diễn tập hành động. Nói tóm lại, là một hồi với hỏa hoạn chung cứu người diễn tập, Nam Thiên sẽ ở Lâm Thị cao ốc tầng cao nhất pha lê thượng, bôi một loại nhiên liệu, loại này nhiên liệu sẽ lấy cực nhanh tốc độ thiêu đốt. Ở nội thành làm như vậy một cái diễn tập, đại thể có mấy cái tác dụng. Đệ nhất, tăng mạnh nhân dân đối phòng cháy an toàn coi trọng trình độ, đường Lâm Thị cao ốc cái này tiêu chí tính kiến trúc nổi lửa sau, đối khác xí nghiệp đều sẽ khởi đến cảnh kỳ tác dụng. Đệ nhị, tăng mạnh đặc thù bộ đội ở nhân dân trong lòng địa vị, một cái thành công diễn tập, sẽ kích khởi nhân dân tin tưởng. Đệ tam, đối bọn đạo trích thì lấy uy hiếp. Đương nhiên, cái này diễn tập, cũng chính là tham diễn người cùng Lâm Thanh Hạm biết, còn lại người, cũng không biết được. Nam Thiên thân xuyên một thân đặc chiến phục, toàn bộ võ trang đứng ở ngoại ô, ở Nam Thiên phía sau, đỗ một trận uy vũ võ trang phi cơ trực thăng. Nam đội, người hiện tại bộ dáng quả thực xoái ngây người. Tiểu Trần giúp Nam Thiên sửa sang lại quần áo, nếu Lâm cô nương nhìn đến người oai hùng dáng người, nhất định sẽ đem cái kia phế vật quên đến không còn một mảnh. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, lần này sự tình muốn làm xinh đẹp. Nam Thiên sửa sang lại một chút trên người trang bị. Yên tâm đi Nam đội, ta đã xử lý tốt, từ từ diễn tập ngay từ đầu, Lâm Thị cao ốc thang máy liền sẽ đình chỉ vận chuyển. Tối cao kia tầng phòng cháy thông đạo đại môn cũng bị ta cấp khóa lại, đến lúc đó ngươi chỉ cần từ cửa sổ vọt vào Lâm cô nương văn phòng, đem Lâm cô nương cứu ra liền có thể, kia từ trên trời giáng xuống cảm giác, tuyệt đối sẽ làm Lâm cô nương yêu ngươi. Tiểu Trần vẻ mặt tin tưởng. Nam Thiên nghe Tiểu Trần nói, cũng bắt đầu ảo tưởng khởi từ từ một màn, trong mắt tràn ngập dụng tâm động. Buổi chiều 4 điểm thập phần. Lâm Thanh Hạm nhìn cổ tay trắng nõn thượng đồng hồ, cấp Lý Na gọi điện thoại. Lần này diễn tập, Lý Na cũng là biết đến, Lâm Thanh Hạm vừa vặn cũng tính toán mượn lần này cơ hội, nhắc tới cao một chút công ty người đối hỏa hoạn coi trọng trong lòng, cho nên nàng cũng không có đem bộ đội sẽ đến diễn tập sự tuyên bố đi xuống. Buổi chiều 4 điểm 15 phân, Lâm Thị công nhân nhóm còn ghé vào trên bàn, có chút sửa bàn công tác, có chút lấy ra giữa trưa mua đồ ăn vặt, uống buổi chiều trà, chờ đợi 45 phút sau tan tầm thời gian, còn có người mở ra máy tính, nhìn video, soát trang web. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai, từ hàng hiên trung truyền đến, chống trải hàng hiên, làm này tiếng thét chói tai rõ ràng truyền lại tới rồi Lâm Thị cao ốc mỗi một tầng. Một đạo ánh lửa từ Lâm Thị tầng cao nhất nổi lên, chừng 18 tầng cao đại lâu, đột nhiên ở đỉnh tầng, bốc cháy lên lửa lớn. Cháy lạp, không biết là ai trước hô một tiếng, cả tòa cao ốc, tại đây trong lúc nhất thời, đều tràn ngập như vậy thanh âm. Bí thư Lý Na đã sớm nhận được thông chi, ở mỗi một tầng phát ra thông chi. Làm bộ môn giám đốc tổ chức công nhân rút lui đại lâu. Cùng thời gian, Lâm Thị cao ốc sở hữu thang máy đình chỉ vận chuyển, này đó thang máy ở vài phút trước liền không hề sử dụng, tránh cho có người bị nhốt ở thang máy giữa. Lâm Thanh Hạm ngồi ở văn phòng chung, nhìn ngoài cửa sổ bốc cháy lên ánh lửa, cầm lấy di động, chiều văn phòng ngoại đi đến. Lâm Thị cao ốc đột nhiên cháy, làm đi ở trên đường người, cũng đột nhiên hoảng sợ, trong lúc nhất thời, Lâm Thị cao ốc hạ vây đầy người. Đối với phía trên chỉ trỏ trỏ, 18 tầng cao đại lâu, làm mọi người xem không đến cháy cụ thể địa điểm, chỉ có thể nhìn đến một trận khói đặc dâng lên, phiếm cháy quang. Ngoại ô, Tiểu Trần nhìn di động thượng phát tới tin tức, Nam đội, bắt đầu rồi. Ở Lâm Thị cao ốc dưới lầu một gian tiểu siêu thị chung, siêu thị lão bản là cái hơn 70 tuổi lão nhân, đang nằm ở trên ghế nằm, nghe radio. Theo đài khí tượng tin tức, một cổ mãnh liệt đông nam phong. Đang ở thổi quét quốc gia của ta Tây Bắc khu vực. Chương 196 ngoài ý muốn. Lửa lớn đột nhiên bốc cháy lên, làm cho cả Lâm Thị cao ốc nội tràn ngập tiếng kêu sợ hãi. Bất quá cũng may Lâm Thị ngày thường liền sẽ tiến hành một ít phòng cháy diễn luyện, ở bộ môn giám đốc chỉ huy hạ, mọi người đều có tự chạy ra cao ốc. Lâm Thanh Hạm đi ra văn phòng, đi trước cửa thang lầu, nàng chuẩn bị đẩy ra phòng cháy môn, lại phát hiện then cửa tay phi thường ngạnh, nàng nhíu nhíu mày. Dùng sức bẻ hạ môn bắt tay, kết quả văn ti chưa động. Lâm Thanh Hạm lấy ra di động, tính toán thông chi một tiếng đại lâu nội kiểm tra phòng cháy thiết bị người,
bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chờ diễn tập sau khi kết thúc rồi nói sau, lần này diễn tập, cũng coi như phát hiện điểm vấn đề. Trở lại chính mình văn phòng chung, Lâm Thanh Hạm ngồi ở ghế trên, nhìn đã thiêu đốt đến chính mình văn phòng cửa sổ sát đất thượng lửa lớn, tò mò Nam Thiên bọn họ chuẩn bị như thế nào dập tắt lửa. Từng chiếc xe thiết giáp chạy đến Lâm Thị dưới lầu, bắt đầu cách ly đám người, liền lần này diễn tập tới nói, xe thiết giáp xuất hiện hoàn toàn không cần phải, tất cả đều là Nam Thiên vì tạo thế mà điều tới. Ngoại ô, võ trang phi cơ trực thăng cất cánh, Tiểu Trần cùng Nam Thiên hai người ngồi ở phi cơ trực thăng thượng, nhìn phương xa. Lần này diễn tập sở tạo thành lửa lớn, từ vẻ ngoài đi lên xem, còn là phi thường hù người, đứng ở Lâm Thị dưới lầu, có thể nhìn đến, không chung đều bởi vì này lửa lớn bị thiêu lửa đỏ. Vây xem đám người đều ở nôn nóng, nghĩ như vậy hỏa nên như thế nào mới có thể dập tắt. Xem, mặt trên có người. Trong đám người, một người cầm kính viễn vọng thanh niên kêu sợ hãi một tiếng, hắn từ kính viễn vọng chung rõ ràng nhìn đến, đang có một đạo bóng hình xinh đẹp, đứng ở đỉnh tầng cửa sổ sát đất trước. Có người bị nhốt ở mặt trên. Mau cứu người a! Trong đám người vang lên như vậy tiếng gọi ầm ĩ. Đúng lúc này, một trận võ trang phi cơ trực thăng từ phương xa bay tới, lăng không ở Lâm Thị cao ốc chính phía trên. Xem, mau xem kia. Có người chỉ vào không trung võ trang phi cơ trực thăng, hô to một tiếng. Mọi người nhìn đến, một đạo toàn bộ võ trang thân ảnh, từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống tới, ở hắn trên người, buộc chặt một cây dây an toàn. Hắn liền như vậy treo ở không trung, chiều kia bốc cháy lên lửa lớn cửa sổ sát đất đáng đi. Ngọa tào, nhiều bức a. Soái, lăng không cứu hỏa. Nam Thiên điều chỉnh trên người trang bị, nhìn trước mắt, xuyên thấu qua ánh lửa, hắn có thể nhìn đến bị nhốt ở văn phòng chung Khả Nhân Nhi. Nam Thiên động tác nhanh chóng từ phía sau lấy ra một cái loại nhỏ miến khô bình chữa cháy. Loại này bình chữa cháy là chuyên môn khắc chế bọn họ ở cửa kính thượng bôi cái loại này dễ châm tài liệu, thực nhẹ nhàng là có thể đem hỏa tiêu diệt. Nam Thiên hướng Lâm Thanh Hạm lộ ra một cái tự tin tươi cười, xông lên phương phi cơ trực thăng người điều khiển đánh cái thủ thế, làm phi cơ trực thăng treo chính mình chậm rãi chiều cửa kính trước tới gần. Nam Thiên đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp động tác, chính mình chỉ cần tiêu diệt một bộ phận hỏa, sau đó từ cửa sổ vọt vào văn phòng chung, lại ôm Lâm Thanh Hạm, hoạt hàng đến trên mặt đất, ở không chung. Chính mình còn có thể tới một lần thâm tình thông báo, nói cho nữ nhân này, chính mình có bao nhiêu ái nàng. Hiện tại Nam Thiên, khoảng cách Lâm Thị tầng cao nhất cửa sổ sát đất đã không đến 3 mét khoảng cách, lại đi phía trước một chút, hắn là có thể đem cửa sổ lửa lớn tiêu diệt. Đúng lúc này, một cổ mãnh liệt đông nam phong quát tới, tại đây mấy chục mét trời cao, phá lệ mãnh liệt. Nửa treo ở không trung Nam Thiên bởi vì này cổ gió mạnh rốt cuộc vô pháp ổn định trụ thân hình. Ngay cả ổn định ở không trung phi cơ trực thăng đều bị này cổ gió mạnh thổi đến đánh cái bệnh sốt rét. Châm ở Lâm Thị tầng cao nhất lửa lớn, bởi vì này gió mạnh nguyên nhân, bắt đầu nhanh chóng lan tràn, giây lát chi gian, liền bao trùm chỉnh khối cửa sổ sát đất. Lâm Thanh Hạm trước mặt, đỏ bừng một mảnh, thậm chí đều nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, cách thật dày pha lê, Lâm Thanh Hạm đều có thể cảm nhận được kia cực nóng độ ấm. Nhìn này thuận mắt lan tràn mở ra lửa lớn, Nam Thiên sắc mặt biến đổi. Hướng tai nghe chung quát, Tiểu Trần, tình huống như thế nào? Đội trưởng, có cổ đông nam phong, hỏa thế đang ở lan tràn, phi cơ trực thăng vô pháp tới gần. Cái gì? Nam Thiên thần sắc nháy mắt một ngưng, hắn nhìn đến, ngọn lửa chính theo một cái cửa sổ, nhanh chóng tới gần, bởi vì mùa hè quan hệ, cái kia cửa sổ cũng không có đóng lại. Này không chỉ có là một hồi lửa lớn, ở trong ngọn lửa, càng là hỗn loạn một loại cực kỳ dễ dàng thiêu đốt tài liệu. Thanh Hạp. Quan cửa sổ, mau quan cửa sổ, Nam Thiên ở giữa không trung giống to, nề hà thân ở văn phòng nội Lâm Thanh Hạm căn bản nghe không được hắn thanh âm. Ở đông nam phong dẫn đường hạ, kia cổ ngọn lửa, thoán vào cửa sổ, hỗn loạn cái loại này dễ châm tài liệu, ở cửa sổ nội bốc cháy lên. Lâm Thanh Hạm ở ngọn lửa thiêu đốt tiến vào nháy mắt liền phát hiện không thích hợp, nàng nhanh chóng từ văn phòng ngoại phòng cháy xuyên chung lấy ra bình chữa cháy, lại chờ trở lại văn phòng thời điểm, ngọn lửa đã hướng bức màn thượng thiêu đốt. Không trung bên trong, cuồng phong gào thét, ngay cả mặt đất cây cối đều bị thổi đến rung đùi đắc ý, không trung phong, càng thêm đáng sợ. Nguyên bản chỉ là khai cái miệng nhỏ cửa sổ, ở cuồng phong dưới tác dụng, phát ra ầm một tiếng, bị hoàn toàn thổi khai, một trận nóng bước theo mở rộng ra cửa sổ gào thét mà đến, ánh lửa mở ra bồn máu mồm to, vọt vào Lâm Thanh Hạm văn phòng chung. Lâm Thanh Hạm lấy ra bình chữa cháy vừa mới chuẩn bị dập tắt lửa, đã bị này một trận nóng bước lui.
hỏa thế nháy mắt lan tràn tới rồi nàng dưới chân, đồng thời bậc lửa bức màn, văn phòng nội không khí nháy mắt trở nên khô nóng lên, từng luồng khói đặc bắt đầu dâng lên. Mãnh liệt như vậy hỏa thế, bằng vào bình chữa cháy là tuyệt đối vô pháp dập tắt, Lâm Thanh Hạ mặt đẹp thượng xuất hiện một mạt kinh hoàng, nhanh chóng quyết định, rời khỏi văn phòng, chiều phòng cháy thông đạo chạy tới. Này ngoài ý muốn một màn, xem ở Nam Thiên nhãn. Tiểu Trần, mau, nghĩ cách dập tắt lửa. Nam Thiên đại giống một tiếng, hắn có thể nhìn đến, này ngọn lửa đã châm tới rồi đại lâu bên trong, Lâm Thanh Hạm văn phòng nội chính toát ra từng trận khói đen. Tiểu Trần ngồi ở phi cơ trực thăng thượng, nhìn trước mắt hỏa thế, cũng có vẻ có chút kinh hoàng, Nam. Nam đội, phong quá cường, hỏa thế không chịu khống chế a. Không chịu khống chế, Nam Thiên ánh mắt một ngưng, hướng tai nghe chung hét lớn một tiếng, mặc kệ, làm ta tiếp cận pha lê, mau. Mau mau mau, phi cơ trực thăng thượng, Tiểu Trần hướng người điều khiển thúc giục nói. Người điều khiển khống chế được phi cơ trực thăng, chậm rãi tiếp cận phía trước đại lâu. Cuồng phong mãnh liệt, Nam Thiên căn bản vô pháp khống chế ở không trung đánh bãi, hắn lấy ra bình chữa cháy, miến khô phun ở ngọn lửa thượng, lại chỉ là phí công, hiện tại hỏa thế, căn bản không phải một cái kẻ hèn bình chữa cháy có thể xử lý. Lửa lớn theo cuồng phong tàn sát bừa bãi, hướng trên bầu trời phi cơ trực thăng bỗng nhiên đánh tới. Phi cơ trực thăng thời khắc mấu chốt một cái cất cao, tránh thoát ngọn lửa, chiều mặt đất rơi đi. Nam đội, ở mặt trên vô pháp dập tắt lửa, cần thiết từ đại lâu bên trong đi vào. Mau, thông chi người tiến lâu. Nam Thiên đại giống một tiếng, nôn nóng nhìn trước mắt cháy đại lâu. Phanh, một tiếng nổ vang, một khối pha lê không chịu nổi cực nóng, hoàn toàn nổ tung, mảnh vỡ thủy tinh tự không trung nện xuống, dẫn tới dưới lầu vây xem người phát ra kinh hô. Lý Na đứng ở công ty dưới lầu, nhìn phía trên, trong lòng nôn nóng, này rốt cuộc sao lại thế này, này vẫn là diễn tập sao? Chương 197 nguy cơ. Phi cơ trực thăng rơi xuống đất, Nam Thiên trước tiên dỡ xuống trên người dây an toàn, toàn bộ võ trang mang theo người, vọt vào đại lâu chung. Ở diễn tập bắt đầu trước 5 phút, thang máy cũng đã dừng lại, bọn họ chỉ có thể thông qua phòng cháy thông đạo thang lầu xông lên đi. Hỏa thế ở cuồng phong dưới tác dụng lan tràn bay nhanh, đường Nam Thiên đám người vọt tới lầu 16 thời điểm, phát hiện lửa lớn đã lan tràn đến lầu 17 hàng hiên nội. Một màn này, xem Nam Thiên đám người trong lòng nôn nóng, ai cũng không nghĩ tới, một lần diễn tập, thế nhưng diễn biến thành như vậy. Lầu 17 đều nổi lên lửa lớn, như vậy lầu 18 đâu? Lầu 18 thì thế nào? Nam Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi đó, ánh lửa trong sáng, Lâm Thanh Hạp, còn bị nhốt ở nơi đó. Ngọn lửa thiêu đốt tới rồi phòng cháy thông đạo, Nam Thiên mang theo người, đỉnh lửa lớn, xông lên lầu 17, ở lầu 17 cùng lầu 18 chi gian, một phiến hoàn toàn khóa chết phòng cháy môn, hoàn toàn cách trở bọn họ con đường. Xuyên thấu qua lối thoát hiểm, Nam Thiên nhìn đến đối diện kia dày đặc khói đen. Phanh phanh phanh. Liên tục mấy tiếng nổ vang, một phiến lại một phiến pha lê không chịu nổi cực nóng, bạo liệt mở ra. Ngọn lửa như là tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, điên cuồng mãnh liệt vào lâu nội, hỏa thế, nghiễm nhiên đã mất khống chế. Xe cứu hỏa nhận được báo nguy điện thoại, xử đến Lâm thị cao ốc dưới lầu, nhưng hỏa thế độ cao thật sự không phải xe cứu hỏa có thể chạm vào. Lầu 18 chung, nồng đậm khói đen làm Lâm Thỉnh Hạm không mở ra được đôi mắt, nàng tận lực đè thấp thân mình. Chạy tới phòng vệ sinh, đem áo sơ mi cởi xuống dưới, tẩm thủy sau che lại miệng mũi, nữ nhân trắng nõn trên da thịt toát ra dày đặc mồ hôi, nàng không ngừng phát ra ho khan, chỉ ăn mặc một kiện bên người quần áo, tránh ở phòng vệ sinh nội, này có một cái lỗ thông gió, có thể làm nàng hơi chút thở dốc một chút. Lâm Thanh Hạm trong mắt mang theo nôn nóng, di động ở vừa mới chạy trốn trong quá trình rớt tới rồi trên mặt đất, căn bản không kịp đi nhặt. Giờ phút này, lầu 18 hoàn toàn bị lửa lớn sở bao trùm, kia phòng cháy thông đạo môn, căn bản mở không ra. Hiện tại Lâm Thanh Hạm, chỉ cảm thấy đầu một trận hôn mê, tứ chi mềm mại vô lực, tùy thời đều khả năng ngã quỵ đi xuống. Phá cửa, phá cửa. Nam Thiên đứng ở phòng cháy trước cửa, lớn tiếng gào thét, chính là này phòng cháy môn cường độ, lại há là có thể dễ dàng phá vỡ. Cho tới nay, Lâm Thị ở phòng cháy công tác thượng đều có độ cao coi trọng. Phòng cháy môn mỗi tuần đều sẽ kiểm tra 2 lần, nếu không có Tiểu Trần cố ý động tay chân, tưởng để lại cho Nam Thiên một cái biểu hiện cơ hội, này phòng cháy môn căn bản sẽ không khóa chết. Từng trận nóng bức từ Nam Thiên phía sau đánh úp lại, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngọn lửa đã tới rồi bọn họ phía sau,
chính hướng tới bọn họ lan tràn lại đây, nồng đậm sương khói làm cho bọn họ đều thấy không rõ trước mắt đã xảy ra cái gì. Nam đội, không thể lại như vậy đi xuống, này đạo môn căn bản phá không khai, nếu muốn mặt khác biện pháp. Biện pháp, biện pháp gì? Nam Thiên giấu ở phòng cháy mặt nạ hạ gương mặt kia đã vặn vẹo, chính mình thích nữ nhân, còn ở bên trong vây a. Như vậy hình thức, nàng mỗi nhiều đãi một giây đồng hồ, đều sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Oanh! Một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh đánh úp lại, đứng ở an toàn thông đạo Nam Thiên bọn người cảm giác dưới chân chấn động, không biết lâu nội là cái gì bị kíp nổ, một cổ khí lãng thẳng đến an toàn thông đạo mà đến. Nam đội, muốn trước rút lui, lâu nội có dễ bạo phẩm, mau! Tiểu Trần lôi kéo Nam Thiên cánh tay, mạnh mẽ đem hắn kéo xuống lầu 17. Hiện tại, lầu 17 đã hoàn toàn bị thiêu, lửa lớn thiêu hướng về phía lầu 16. Từ bên ngoài xem, cả tòa Lâm thị cao ốc thượng nửa bộ, đã một mảnh đỏ bừng, tùy thời khả năng sụp xuống giống nhau. Lâm Thanh Hạm tránh ở phòng vệ sinh chung, cả người là hãn, trắng nõn làn da cũng bởi vì trong không khí khói đặc mà trở nên dơ hề hề, nàng ánh mắt mê ly. Cố nén làm chính mình không đem đôi mắt nhắm lại, dưới tình huống như vậy, một khi nhắm mắt lại, rất có khả năng rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Một chiếc hạn lượng bản Aston Martin chạy ở Ngân Châu trên đường phố. Lão đại, người hiện tại biến hóa cũng có chút quá lớn đi, này vừa trở về liền phải đi tìm tẩu tử đưa tin. Bạch Trì ngậm một cây sang quý xì gà, người này còn có một chút vương giả phong phạm sao? Chó má vương giả, cái nào nam nhân ở chính mình lão bà trước mặt còn muốn phong phạm? Trương Huyền bĩu môi. Lão đại, người mau xem, kia cháy. Bạch Trì duỗi tay một lóng tay. Trên xe hai người còn chưa tới CBD trung tâm thương nghiệp, liền nhìn đến chỗ cao bốc cháy lên lửa lớn. Kia giống như là tẩu tử công ty A. Là Lâm thị cao ốc. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, mau, ra tốc. Aston Martin phát ra một tiếng nổ vang, không đến một phút thời gian, liền tới đến CBD trung tâm thương nghiệp ngoại phố. Trương Huyền gì lời nói đều không kịp nói, xe còn không có rất ổn, hắn liền mở cửa xe xông ra ngoài, một đường chạy gấp đến Lâm thị dưới lầu, đương nhìn đến những cái đó đồng sự đều đứng ở bên ngoài thời điểm, hắn yên tâm không ít. Ở trong đám người tìm tòi một vòng, Trương Huyền nhìn đến Lý Na thân ảnh, đi qua đi hỏi, thế nào phát hỏa, Lâm Tổng đâu? Lâm Tổng, Lâm Tổng, Lý Na trên mặt toàn là nôn nóng, Lâm Tổng còn ở trên lầu. Cái gì? Trương Huyền sắc mặt mãnh biến, hắn chiều phía trên nhìn lại, lấy hắn thị lực, có thể rất rõ ràng nhìn đến Lâm thị cao ốc tối cao 3 tầng lâu, đã bị lửa lớn bao trùm, khói đen nồng đậm. Trương Huyền không hề nghĩ ngợi, một đầu chui vào Lâm thị đại lâu giữa. Trương Huyền, vô pháp đi vào, Lý Na hô to một tiếng. Đối với Lý Na tiếng hô, Trương Huyền cùng không nghe được giống nhau, hắn vọt vào đại lâu sau, căn bản là không suy xét đi thang máy sự, vọt vào phòng cháy thông đạo. Hướng về phía trước chạy như bay đi. Ở lầu 8 chỗ ngoặt, Trương Huyền đụng phải mới từ trên lầu xuống dưới Nam Thiên đám người. Trương Huyền nhìn lướt qua bọn họ, động tác không có một chút ít dừng lại. Trương Huyền, không thể đi lên. Nam Thiên duỗi tay kéo một phen Trương Huyền, lại bị Trương Huyền một tay ném ra. Nam đội, hắn muốn tìm chết, mặc cho hắn đi. Tiểu Trần trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, ở nhìn đến Trương Huyền trong nháy mắt kia. Hắn liền đem hôm nay việc này toàn bộ quái tới rồi Trương Huyền trên đầu. Nếu không phải cái này phế vật cưới Lâm cô nương, chính mình làm sao có thể nghĩ ra như vậy cái biện pháp, hiện tại ra lớn như vậy sai lầm, xử phạt là tuyệt đối trốn không thoát, hết thảy, đều bởi vì cái này phế vật. Trương Huyền một đường vào tới lầu 16, trước mắt khói đặc hoàn toàn che đậy hắn tầm mắt, Lâm thị cao ốc tầng cao nhất lầu 3, đã hoàn toàn thiêu đốt. Ở lầu 17 cùng lầu 18 giao tiếp ra, kia phiến phòng cháy môn cản trở Trương Huyền đường đi, then cửa tay bị thiêu đỏ bừng, Trương Huyền một tay bắt được đi, liền cảm giác được một trận bỏng cháy đau đớn từ lòng bàn tay đánh úp lại, hắn cũng không có buông ra then cửa tay, mà là dùng sức ép xuống, lại một chút hữu dụng cũng không có. Toàn bộ phòng cháy môn, đã bởi vì lửa lớn, mà bị thiêu biến hình, căn bản mở không ra. Trương Huyền nín thở ngưng thần, dùng sức một chân đá vào trên cửa lớn, phòng cháy môn phát ra một trận chấn động. Vẫn như cũ mở không ra. Liên tục mấy đá đá đi lên, có thể nhìn đến, phòng cháy trên cửa mặt đã xuất hiện vô số dấu chân, lại vẫn như cũ kiên quyết ở phía trước, vô pháp mở ra. Chương 198 cứu giúp. Trương Huyền trong lòng nôn nóng, này phòng cháy môn cường độ, là trải qua đặc thù tăng mạnh, thép tấm độ dày ít nhất đạt tới 5cm,
chẳng sợ dùng một phen súng ngắm đều không thể dễ dàng xuyên thấu, khóa cửa biến hình, phi thường vững chắc tạp ở bên nhau. Nếu cấp Trương Huyền thời gian, hắn có tin tưởng có thể phá vỡ này đạo môn, nhưng hiện tại, không có như vậy nhiều thời gian cho hắn. Trương Huyền nhìn mắt mặt bên, cơ hồ không có do dự, hắn chạy ra khỏi phòng cháy thông đạo, hướng về chính bốc cháy lên lửa lớn lầu 17 nội phóng đi. Lâm thị cao ốc bên ngoài, phòng cháy viên chính nôn nóng nghĩ biện pháp, bọn họ vận tới một cái lại một cái phòng cháy quản, bắt đầu dài hơn, tưởng kéo dài tới tầng cao nhất. Có người cũng vọt vào đại lâu, bắt đầu tăng cường thủy áp, lợi dụng đại lâu nội phòng cháy quản dập tắt lửa. Nhưng hiện tại, dập tắt lửa là thứ yếu, quan trọng nhất là có người còn bị nhốt ở tầng cao nhất, lại căn bản vô pháp thi cứu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Nam Thiên gỡ xuống phòng cháy cháo, đứng ở dưới lầu, nhìn tầng cao nhất bốc cháy lên lửa lớn, hét lớn. Nam đội, người đừng có gấp, đừng có gấp, Tiểu Trần túm Nam Thiên cánh tay, hỏa quá lớn, hoàn toàn không chịu khống chế, phòng cháy môn mở không ra, thời gian dài như vậy, Lâm cô nương khả năng đã ra không được, không cần thiết lại mạo hiểm a. Ra không được, sao có thể ra không được, Nam Thiên đại giống, trên mặt lại không có một chút hy vọng thần sắc, hắn minh bạch Tiểu Trần nói, chẳng sợ Lâm Thanh Hàm hiện tại còn sống, nhưng nàng lại có thể chống được khi nào, này hỏa thế, hoàn toàn không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tắt, nàng có thể căng bao lâu, một phút, vẫn là hai phút. Nam Thiên mặt xám như cho tàn, trong tay hắn phòng cháy khăn trùm đầu rơi trên mặt đất, chiều một bên lăn xuống, giờ khắc này hắn, cảm giác là như vậy vô lực. Xem, đó là ai, Thiên A, hắn đang làm cái gì? Vây xem trong đám người, tên kia cầm kính viễn vọng thanh niên đột nhiên kinh hô một tiếng. Có người bò ở trên lầu. Hắn điên rồi, không muốn sống nữa. Ta Thiên, hắn là chịu chết sao? Mọi người nhìn đến, ở lầu 17 đến lầu 18 chi gian đại lâu ngoại sườn, đang có một bóng người, ở bốc cháy lên lửa lớn chung, hướng về phía trước leo lên. Như vậy cao vị trí. Chỉ cần có một cái vô ý, tuyệt đối sẽ rơi vào một cái tan xương nát thịt kết cục. Cuồng phong gào thét, màu đen khói đặc thổi quét ở Trương Huyền thân thể chung quanh, che đậy hắn tầm mắt, đồng thời đối hắn hành động tạo thành cực đại ảnh hưởng. Trương Huyền híp mắt, tận lực thấy rõ trước mắt, hắn cố nén ngọn lửa mang đến đau đớn, bình hô hấp, một chút hướng về phía trước bỏ đi. Tại đây đại lâu ngoại sườn, có thể làm hắn mượn lực địa phương rất ít, hắn mỗi một động tác, đều đang liều mạng. Hơi có vô ý, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Đứng ở dưới lầu người, đều vì Trương Huyền nhéo đem hãn. Xem, hắn lên rồi, lầu 18, hắn đến lầu 18. Cầm kính viễn vọng thanh niên phát ra một đạo kinh hỉ tiếng hô, Trương Huyền mỗi một động tác, đều sẽ làm hắn kinh hồn táng đảm một chút. Trương Huyền tìm đúng một khối đã bạo rớt chỗ hổng, chui đi vào. Hắn nơi địa phương, đúng là Lâm Thanh Hạm văn phòng. Giờ phút này đã hoàn toàn biến thành biển lửa. Thanh Hạm, ngươi ở đâu? Trương Huyền hét lớn một tiếng, hút vào không ít khói đặc, phát ra liên tục ho khan. Nhưng cũng không có người hồi phục hắn. Hắn cố nén trên người nóng rát đau đớn, hắn có thể cảm giác được, chính mình trên người lông tơ đã bị đốt trọi, truyền đến một cổ xú vị. Trương Huyền ánh mắt mọi nơi siêu tầm, đường xác định Lâm Thanh Hạm cũng không ở văn phòng khi, hắn chạy mau đi ra ngoài. Ở bốc cháy lên lửa lớn hàng hiên chung kêu gọi. Lâm Thanh Hạm tránh ở phòng vệ sinh chung, nàng hiện tại toàn thân không có một chút sức lực, trong tay tẩm thủy áo sơ mi cũng trở nên khô ráo lên, nàng cảm giác chính mình đã hô hấp không lên. Đây là, muốn chết sao? Lâm Thanh Hạm mỹ lệ ánh mắt giữa, tràn ngập lưu luyến, nàng không cam lòng chính mình cứ như vậy rời khỏi, chính mình mới tìm được một cái có thể dựa vào người, chính mình khi dễ hắn thời gian lâu như vậy. Chính mình trước nay đều không có hảo hảo ôm quá hắn, ngày hôm qua sự tình, chính mình còn không có cho hắn xin lỗi, còn muốn ăn hắn làm bữa sáng, còn tưởng cùng hắn cùng nhau uống nhạc nhưng, đi thế giới các nơi nhìn xem. Lâm Thanh Hạm cảm giác, chính mình trước mắt sự vật, bắt đầu trở nên mơ hồ, mí mắt càng ngày càng nặng, lập tức liền phải hợp trụ, mau căng không nổi nữa. Bắt lấy quần áo tay chậm rãi buông ra, trong tay áo sơ mi rơi trên mặt đất, Lâm Thanh Hạm trên người đỏ bừng. Chẳng sợ tránh ở phòng vệ sinh, nàng cũng bị cực nóng bỏng, nguyên bản tú lệ gương mặt, giờ phút này toàn là chật vật. Ở Lâm Thanh Hạm trước mắt, mơ mơ hồ hồ xuất hiện Trương Huyền thân ảnh. Lâm Thanh Hạm đôi tay vô lực nâng lên tới, trống rỗng vẫy vẫy, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, ngươi tránh ra, ta như bây giờ. Khó coi, ngươi đừng nhìn. Thanh Hạm, Thanh Hạm. Trương Huyền ở hàng hiên nội giống to,
hắn đã tìm khắp chỉnh tầng lầu, nhưng đều không có nhìn đến Lâm Thanh Hạm thân ảnh, trong lòng nôn nóng, làm Trương Huyền cảm giác chính mình sắp điên rồi. Đột nhiên, một bộ cháy đen di động, hấp dẫn Trương Huyền lực chú ý, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đây là Lâm Thanh Hạm di động. Trương Huyền ánh mắt theo trước mắt này nói tìm tòi qua đi, hắn thấy được phòng vệ sinh đại môn. Không chút suy nghĩ, Trương Huyền một chân đá văng trước người đại môn, hỏa tinh bay loạn, dừng ở hắn trên người, đem hắn làn da năng ra phiến phiến điểm đỏ. Ở vọt vào phòng vệ sinh nháy mắt, Trương Huyền liền thấy được nằm ngã trên mặt đất nữ nhân, nàng ngọn tóc đã tiêu, thân thể một mảnh đỏ bừng, chỉ có một kiện bên người quần áo ở trên người. Trương Huyền ở trước tiên, liền đem chính mình áo trên cởi, ở vòi nước phao ướt, khóa lại Lâm Thanh Hạm trên người, đồng thời nhặt lên Lâm Thanh Hạm rơi xuống ở một bên áo sơ mi, cũng tẩm thủy sau, che ở Lâm Thỉnh Hạm miệng mũi, hắn bế lên Lâm Thanh Hạm, không màng chung quanh ngọn lửa, xông ra ngoài. Ngọn lửa bao vây lấy Trương Huyền toàn thân, đối hắn tiến hành vô góc chết bỏng, Trương Huyền gắt gao ôm lấy trong lòng ngực nữ nhân, không cho nàng chịu một chút thương tổn. Thanh Hạm, Thanh Hạm. Trương Huyền trong miệng không ngừng kêu gọi, hắn không thể làm Lâm Thỉnh Hạm liền như vậy hôn mê qua đi. Đi vào lầu 18 cửa sổ, Trương Huyền nhìn phía dưới, kia dày đặc đám người, liền cùng con kiến đản giống nhau nhỏ bé. Nồng đậm khói đen phiêu đãng ở trước mắt. Liền ở cửa sổ, Trương Huyền đứng ước chừng có 5 giây thời gian, theo sau, nhảy xuống. Dưới lầu vây xem người, nhìn đến Trương Huyền cái này động tác, đồng thời hít hà một hơi, một ít nhát gan nữ tính, phát ra chói tai tiếng thét chói tai, che lại đôi mắt, không dám nhìn tới. Trương Huyền một tay ôm lấy Lâm Thanh Hạm, một tay trước duỗi, ở rơi xuống lầu 17 thời điểm, hắn bỗng nhiên phất tay, bắt được bệ cửa sổ. Một cổ xuống phía dưới cự lực truyền đến, giờ khắc này, Trương Huyền cảm giác chính mình cánh tay sắp bị xé rách. Từ một tầng lâu nhảy xuống, bái trụ một khác tầng lầu, này ở điện ảnh thượng sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng, phóng nhãn toàn thế giới, đều không có bao nhiêu người có thể làm ra tới. Cũng may Trương Huyền lực cánh tay kinh người, hắn thành công bíu chặt bệ cửa sổ, thả người nhảy, nhảy vào cửa sổ chung, ở liệt hỏa bỏng cháy hạ, bảo hộ trong lòng ngực nữ nhân, từ phòng cháy thông đạo xông ra ngoài. Chương 199 bạo nộ. Một đường chạy như bay hạ lầu 14, nơi này rốt cuộc không hề là khói đặc dày đặc, Trương Huyền mồm to hô hấp một chút, đem Lâm Thanh Hạm ôm đến cửa sổ, dùng sức bóp nữ nhân huyệt nhân trung. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Thời gian chậm rãi qua đi, nhưng trong lòng ngực nữ nhân, lại không có một chút động tĩnh. Trương Huyền là một cái bị viên đạn đánh vào trên người đều không kêu đau nam nhân, giờ phút này trong mắt chảy ra nước mắt. Hút vào đại lượng độc yên, bất đồng với bình thường chứng bệnh, nếu Lâm Thanh Hạm hôn mê thời gian quá dài, chẳng sợ hắn cái này Diêm Vương sống, đều vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu Lâm Thanh Hạm cứ như vậy làm cho Trương Huyền mặt chết đi, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Thanh Hạm, ngươi tỉnh tỉnh a, Thanh Hạm. Trương Huyền bóp Lâm Thanh Hạm người chung, bẻ ra nàng cái miệng nhỏ, hít sâu một hơi, vì nàng làm hô hấp nhân tạo. Nữ nhân nguyên bản hồng nhuận môi, đã trở nên khô nứt, không có một chút huyết sắc. Hiện tại Lâm Thanh Hạm, chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, một chút sức lực đều không có sức lực động, không có sức lực nói chuyện, thậm chí liền trợn mắt sức lực đều không có, nhưng nàng lại có thể nghe thấy, có một đạo thanh âm, không ngừng ở kêu gọi chính mình, thanh âm này, là chính mình ở tuyệt vọng thời điểm, tưởng niệm người kia. Nàng nỗ lực muốn mở to mắt, tưởng nói cho người này, chính mình nghe được đến. Trương Huyền nhìn trước mắt cái này không có một chút động tĩnh nữ nhân, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Ở chính mình nhất tuyệt vọng thời điểm, nàng giống cái thiên sứ, xuất hiện ở chính mình trước mặt, mang cho chính mình hy vọng, làm chính mình ở cái kia giá lạnh mùa đông sống đi xuống, ở chính mình bị ốm đau tra tấn thời điểm, cũng là nàng, làm chính mình chiến thắng bệnh ma, sống đi xuống. Từ rất nhiều năm trước, Trương Huyền liền nói cho chính mình, hắn không phải vì chính mình mà sống, càng là vì nữ nhân này mà sống. Nhưng hiện tại, chính mình đứng ở thế giới đỉnh, có thể quan sát toàn thế giới, chính mình bị gọi Diêm Vương sống, có thể lưu nhân tính mệnh, chính mình bị nhân xương làm sa tăng, so sánh thế gian này thần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi, bất lực. Tỉnh tỉnh a, Trương Huyền hét lớn một tiếng, thở sâu, lại lần nữa chiều Lâm Thanh Hạm trong miệng độ đi. Này một hơi, như là một loại thần kỳ lực lượng, từ miệng bộ độ nhập Lâm Thanh Hạm thân thể, nữ nhân chậm rãi mở to mắt, thấy được ghé vào chính mình trước người, bị nước mắt ướt nhẹp gương mặt nam nhân. Ngươi, hôn ta, nữ nhân phát ra rất nhỏ thanh âm,
nàng khuôn mặt nhỏ thượng, lộ một mặt kinh hoàng. Này rất nhỏ thanh âm truyền vào Trương Huyền trong tai, giống như tiếng trời, hắn kinh hỉ nhìn trước mắt nữ nhân, theo sau, dùng sức đem nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Ngươi không có việc gì, thật tốt quá, thật tốt quá. Trương Huyền có một loại nói năng lộn xộn cảm giác, ngươi làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết a. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền dáng vẻ này, đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, đồ ngốc. Trương Huyền ôm Lâm Thanh Hạm, từ phòng cháy trong thông đạo chậm rãi đi xuống lâu, giờ phút này, phòng cháy viên cũng cầm lấy dài hơn phòng cháy quản, vọt vào đại lâu nội, bắt đầu dập tắt lửa. Đương Trương Huyền ôm Lâm Thanh Hạm đi ra đại lâu kia trong nháy mắt, đại lâu ngoại, vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Bí thư Lý Na trong mắt mang theo vui mừng, kích động nước mắt đều chảy ra. Vừa mới Trương Huyền một mình từ lầu 17 leo lên hướng về phía trước, lại ôm Lâm Thanh Hạm nhảy xuống một màn, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Nam Thiên nhìn đem Lâm Thanh Hạm ôm vào trong ngực Trương Huyền, một câu cũng nói không nên lời. Tiểu Trần oán hận chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, đáng chết, thế nhưng làm cái này phế vật ra nổi bật. Xe cứu thương đã sớm tới rồi nơi này, bác sĩ mang theo vài tên hộ sĩ, trước tiên vọt tới Trương Huyền bên người, đem Lâm Thanh Hạm bình đặt ở cáng thượng. Vì nàng tiếp thượng thua oxy cháo, tình huống hiện tại, Lâm Thanh Hạm tùy thời khả năng lại lần nữa hôn mê qua đi. Trương Huyền toàn thân đều bị khói đặc huân đến giờ hề hề, hắn lấy quá một cái khăn lông, tùy ý lau hạ mặt. Bạch Trì sớm liền tới đến nơi đây, đương nhìn đến Trương Huyền sau khi xuất hiện, cấp Trương Huyền truyền đạt một kiện quần áo. Trương Huyền cầm quần áo bộ hảo, đi đến Lý Na bên người, dò hỏi, tình huống như thế nào, đại lâu như thế nào sẽ đột nhiên cháy. Lý Na trả lời, là diễn tập. Diễn tập, vừa nghe này hai chữ, Trương Huyền nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Ân, Lý Na gật gật đầu, Lâm Tổng cái kia bằng hữu kêu Nam Thiên, mượn cao ốc diễn tập. Nam Thiên, Trương Huyền ánh mắt, nháy mắt ngưng tụ, đồng thời thoáng hiện một tia hàn mang, hắn nhìn về phía một bên, Nam Thiên chính toàn bộ võ trang đứng ở nơi đó. Một cổ thô bạo nảy lên Trương Huyền trong lòng, hắn không màng nơi đó đứng rất nhiều súng vác vai. Đạn lên nòng tinh anh, bước đi qua đi, Nam Thiên, người hắn sao? Cấp lão tử lăn lại đây. Trương Huyền thanh âm rất lớn, như một ngụm hỗn trung rung động, truyền tiến Nam Thiên trong tai. Trong lúc nhất thời, Nam Thiên cùng này người bên cạnh, tất cả đều chiều Trương Huyền nhìn lại đây. Họ Trương, người kêu cái gì kêu? Ta nói cho ngươi, nói chuyện cho ta phóng tôn trọng một chút. Tiểu Trần chỉ vào Trương Huyền, cảnh cáo nói. Trương Huyền không để ý tới Tiểu Trần. Nhéo nắm tay, đi nhanh chiều Nam Thiên đi qua. Diễn tập, cái gì bộ đội diễn tập, sẽ ở dày đặc nháo sự khu trình diễn trời cao dập tắt lửa. Nếu, chính mình vừa mới hơi chút vãn đã trở lại vài phút, vãn nhất trở về trên đường, nhiều đụng tới hai cái đèn đỏ, như vậy hiện tại là một cái dạng gì hậu quả. Nam Thiên, lão tử làm ngươi lăn lại đây, ngươi nghe không nghe thấy. Trương Huyền hướng Nam Thiên quát. Họ Trương, ngươi có phải hay không nghe thấy ta nói. Ta làm ngươi nói chuyện phóng tôn trọng một chút. Tiểu Trần nghênh diện chiều Trương Huyền đi đến, hắn hiện tại tâm tình đã thực khó chịu, lần này phát sinh việc này, mặt trên khẳng định sẽ tra xuống dưới, đến lúc đó chính mình xử phạt không thể thiếu, vốn dĩ liền đủ phiền lòng, cái này họ Trương còn lại đây dương oai. Nếu không phải hắn cái này phế vật cưới Lâm cô nương, làm sao phát sinh loại sự tình này. Tiểu Trần lòng tràn đầy bực bội không địa phương phát tiết, hiện tại nhìn đến Trương Huyền, liền tưởng đem hắn trở thành nơi chút giận. Họ Trương, đứng ở tại chỗ, đừng nhúc nhích, Tiểu Trần duỗi tay, ngăn lại Trương Huyền. Cút ngay, Trương Huyền bực bội đẩy ra Tiểu Trần. Dám động thủ, phản ngươi, Tiểu Trần vừa thấy Trương Huyền trước duỗi tay, trong lòng vui vẻ, trở tay một quyền chiều Trương Huyền trên mặt ném tới. Hắn đã sớm muốn đánh Trương Huyền không phải một ngày hai ngày, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội động thủ. Tiểu Trần cho rằng, chính mình này một quyền đi lên, tuyệt đối có thể cho trước mặt cái này phế vật trực tiếp đánh nghiêng trên mặt đất. Nhưng hắn, tưởng sai rồi. Đối mặt Tiểu Trần một quyền, Trương Huyền trở tay nắm lấy, theo sau dùng sức uốn éo, kia khoa trương lực lượng trực tiếp đem Tiểu Trần cánh tay phản vặn một vòng, đau Tiểu Trần nhịn không được kêu lên. Cút ngay, Trương Huyền một tay đem Tiểu Trần đẩy đến một bên, chiều Nam Thiên đi đến. Bị Trương Huyền nhất chiêu chế phục Tiểu Trần, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng rát đau. Họ Trương, ngươi hắn sao dám tập cảnh, phiên thiên không thành. Tiểu Trần một phen từ bên hông lấy ra súng lục, một bước tiến lên, đem họng súng để ở Trương Huyền cái ót thượng. Trương Huyền về phía trước bước chân đột nhiên một đốn, hắn liền đầu cũng chưa hồi,
liền biết để ở chính mình cái gáy thượng, là cái gì. Tại đây một khắc, Trương Huyền ngữ khí, hoàn toàn thay đổi. Có mâu thuẫn, cùng rút súng, là hoàn toàn hai khái niệm. Ta khuyên ngươi, đem thương thu hồi tới. Trương Huyền ngữ khí thực lạnh băng, giống như tháng chạp gió lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 200 làm ta đánh chết ngươi. Chính trực mùa hạ, ở đỉnh đầu phía trên, còn có lửa lớn thiêu đốt, nhưng Tiểu Trần nghe được Trương Huyền thanh âm, lại là không ngọn nguồn dùng mình một cái. Tiểu Trần lấy thương dùng sức đỉnh đỉnh Trương Huyền cái ót, này có thể mang cho hắn dũng khí, họ Trương, ngươi hắn sao ở uy hiếp ta. Ta cho ngươi cơ hội, đếm tới tam, ngươi không thu, đừng trách ta. Trương Huyền ngữ khí bình đạm, cả người đều thả lỏng lại, quen thuộc Trương Huyền người minh bạch, hắn càng là như vậy biểu hiện bình đạm, liền càng tiếp cận tức giận bên cạnh, một khi hắn lửa giận bốc cháy lên, không có người dám trực tiếp đối mặt. Trương Huyền nhẹ nhàng nâng dương mắt ra, cũng không quay đầu lại nói, một, tam, không chờ Trương Huyền nói xong, Tiểu Trần liền cắn răng phun ra, như thế nào, họ Trương, lão tử hắn sao chính là không thu thương, ngươi có thể đem lão tử thế nào? A, Trương Huyền đạm đạm cười. Lập tức ngươi sẽ biết. Ở tự rơi xuống nháy mắt, Trương Huyền đột nhiên xoay người, đứng ở Trương Huyền phía sau Tiểu Trần, chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, lại sau đó, nguyên bản lấy ở chính mình trong tay súng lục, đã tới rồi họ Trương trong tay. Tiểu Trần phản ứng đầu tiên đó là, không có khả năng. Quá nhanh, cho dù là trong đội tinh anh, đều không thể dễ dàng như vậy từ chính mình trong tay khẩu súng đoạt qua đi, hắn là như thế nào làm được. Trương Huyền đoạt thương, lên đạn. Lại đem họng súng để đến Tiểu Trần trên đầu, này một bộ động tác liền mạch lưu loát. Chờ Tiểu Trần hoàn toàn phản ứng lại đây khi, hắn đối mặt, là kia tối om họng súng, tản ra một cổ băng hàn. Trương Huyền ngón tay đặt ở cò súng thượng, hắn chỉ cần nhẹ nhàng khấu không động đậy đến nửa cm khoảng cách, là có thể muốn Tiểu Trần mệnh. Ở Trương Huyền đoạt quá thương trong nháy mắt, những cái đó cùng Tiểu Trần cùng nhau, toàn bộ võ trang người, ở trước tiên, liền đem họng súng nhắm ngay Trương Huyền. Ước chừng mười mấy khẩu súng khẩu, có thể ở trước tiên, đem mục tiêu đánh thành cái sàng. Đang làm gì, khẩu súng buông, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, một đạo quát chói tai tiếng vang lên, cảnh cáo Trương Huyền. Tiểu Trần liếm liếm môi, đối Trương Huyền cười, như thế nào, họ Trương, nhìn không ra tới, người còn có này thân thủ, sau đó đâu? Người đánh chết ta. Tiểu Trần ánh mắt giữa, tràn ngập khinh thường. Trương Huyền ánh mắt bình đạm. Nhắm ngay hắn mười mấy khẩu súng khẩu, hắn một chút cũng chưa để ở trong lòng. Khẩu súng buông, nghe không nghe được, buông thương, ôm đầu ngồi xổm một bên quát chói tai thanh lại lần nữa vang lên. Họ Trương, nổ súng a, ngươi dám sao, nổ súng đánh chết ta, cầu xin ngươi, Tiểu Trần vẻ mặt hài hước, hiển nhiên không đem Trương Huyền để ở trong lòng. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hảo a. Ở Trương Huyền nói ra hảo a hai chữ thời điểm. Tiểu Trần nguyên bản khinh thường ánh mắt, nháy mắt đọng lại. Hắn nhìn đến, những cái đó vây quanh ở một bên, lấy thương chỉ vào Trương Huyền chiến hữu chán thượng, trong nháy mắt này, đều xuất hiện một cái điểm đỏ. Tiểu Trần ở bộ đội đãi nhiều năm như vậy, quá rõ ràng những cái đó điểm đỏ đại biểu cho cái gì. Cùng lúc đó, những cái đó lấy thương chỉ vào Trương Huyền người, cũng đều phát hiện đối phương trên đầu điểm đỏ, biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Trương Huyền nhìn Tiểu Trần. Khóe miệng ngậm một nụ cười, ngươi nói, làm ta đánh chết ngươi. Giờ phút này, Trương Huyền này mỉm cười biểu tình, ở Tiểu Trần xem ra, là như vậy đáng sợ. Tiểu Trần hung hăng nuốt khẩu nước bọt. Ngươi nói a, có phải hay không làm ta đánh chết ngươi? Trương Huyền lại lần nữa mở miệng hỏi. Tiểu Trần há miệng thở dốc, nói không ra lời. Bạch Trì đứng ở một bên, thấy như vậy một màn, trong lòng nôn nóng, hắn một chút đều không cho rằng Trương Huyền là nói giỡn. Bạch Trì khẳng định, chỉ cần lão đại đối diện người kia còn dám mạnh miệng một chút, giây tiếp theo, nơi này ít nhất muốn nhiều mười mấy cổ thi thể. Bạch Trì nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới một bên xe cứu thương thượng, vội vàng chạy qua đi. Tẩu tử, ngươi mau khuyên nhủ ta lão đại đi. Bạch Trì ở xe cứu thương ngoại, gõ cửa xe. Cửa xe mở ra. Đang nằm ở xe cứu thương Lâm Thanh Hạm, nghi hoặc mà nhìn trước mặt cái này soái khí thanh niên, ngươi là... Tẩu tử, ta kêu Bạch Trì, ngươi mau đi khuyên nhủ lão đại đi, hiện tại chỉ có ngươi có thể khuyên được hắn a. Bạch Trì vẻ mặt sốt ruột, ngón tay một bên. Lâm Thanh Hạm theo Bạch Trì chỉ phương hướng nhìn lại, cũng bị hoảng sợ, nàng tuy rằng chỉ nhìn đến Trương Huyền lấy thương chỉ vào Tiểu Trần,
nhìn không ra những thứ khác, nhưng này cũng đủ kinh người. Lâm Thanh Hạm hai lời chưa nói, gỡ xuống trước mũi thua oxy quản, động tác còn có chút gian nan xuống xe, ở Bạch Chí nâng hạ, đi nhanh chiều Trương Huyền nơi địa phương chạy qua đi. Lão đại, tẩu tử tới. Bạch Chí cách rất xa, liền hướng Trương Huyền hô lớn. Trương Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, ở nhìn đến Lâm Thanh Hạm nháy mắt, hắn kia đầy mặt băng xương, hóa thành xuân phong. Như thế nào không ở trên xe hảo hảo nghỉ ngơi? Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm cười một chút, trong mắt toàn là tình yêu. Ta có điểm không thoải mái, ngươi có thể bồi bồi ta sao? Lâm Thanh Hạm nhìn những cái đó chính lấy thương chỉ vào Trương Huyền người, vẻ mặt lo lắng nói. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, đem cầm súng lục tùy ý hướng ngầm một ném, bất quá ngươi chờ ta một chút, ta có chuyện này, muốn cùng Nam Thiên nói. Trương Huyền xem cũng không có lại xem Tiểu Trần liếc mắt một cái, xoay người chiều Nam Thiên nơi địa phương đi qua. Ở Trương Huyền xoay người trong nháy mắt, Tiểu Trần đột nhiên thở hổn hển mấy khẩu khí thô, vừa mới, hắn cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn muốn áp đến trên người mình, làm chính mình mau hít thở không thông. Tiểu Trần nhìn về phía Trương Huyền bóng dáng, hiện tại hắn, trong mắt không còn có cái loại này coi khinh, mà là hỗn loạn sợ hãi, hắn, rốt cuộc là người nào. Trương Huyền đi đến Nam Thiên trước người. Nam Thiên cũng không có Tiểu Trần như vậy kiêu ngạo, hắn trong ánh mắt, tràn ngập xin lỗi, Trương Huyền, ta. Phanh. Một đạo trầm đục thanh truyền đến. Trương Huyền một quyền hung hăng đánh vào Nam Thiên bụng, này một quyền, làm Nam Thiên cả người như là thục thấu con tôm giống nhau, uốn lượn lên, sắc mặt cũng đỏ lên lợi hại. Trương Huyền nhìn về phía Nam Thiên trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt, hắn thanh âm, rõ ràng ở Nam Thiên bên tai vang lên. Lần này xem ở Thanh Hạm mặt mũi thượng, ta không giết ngươi, từ nay về sau, ta không hy vọng lại nhìn đến ngươi, ngươi cũng không xứng thấy nàng, nhớ kỹ lời nói của ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Đối, thực xin lỗi, Nam Thiên che lại bụng, gian nan phun ra. Ngươi thực xin lỗi, không phải ta. Trương Huyền hờ hững nhìn Nam Thiên liếc mắt một cái, theo sau xoay người, đi nhanh chiều Lâm Thanh Hạm đi đến. Nam Thiên nhìn Trương Huyền bóng dáng, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Nam đội, hắn cũng quá. Tiểu Trần chạy đến Nam Thiên bên cạnh, sắc mặt khó coi mở miệng, hắn lời nói vừa mới nói một nửa, liền nghe phốc phốc vài đạo vang nhỏ. Tiểu Trần quay đầu vừa thấy, kinh hãi phát hiện, chính mình phía sau kia mấy chiếc xe thiết giáp, tất cả đều bị đánh bạo thai, mà những cái đó tỏa định ở đại gia trên đầu tia hồng ngoại nhắm chuẩn khí, giờ phút này cũng tất cả đều biến mất. Này chứng minh, vừa mới những cái đó tia hồng ngoại nhắm chuẩn khí, cũng không phải nói giỡn. Nam Thiên cười khổ một chút, ta thật là, quá tự cho là đúng, Thanh Hạm thích nam nhân, lại sao có thể là cái bình phàm người. Chương 201, lão công, người có thể mang ta đi du lịch sao? Về Lâm thị tầng cao nhất cháy sự tình, ở cùng ngày liền thượng toàn thị tin tức, các đại trang web thượng cũng đều có một ít tin tức, bất quá ở nào đó nhân lực dưới tác dụng, lần này cháy, cũng không có cùng bộ đội diễn tập nhắc lên quan hệ. Lâm chính nam tự mình ra mặt, đem chuyện này bãi bình. Diễn tập đơn vị hứa hẹn cho Lâm thị sở hữu bồi thường. Lần này cháy, Lâm thị tổn thất nghiêm trọng, cao ốc càng không phải một ngày hai ngày có thể khôi phục. Ở cháy hôm nay buổi tối, liền có vô số kiến trúc công trình đơn vị tìm tới Lâm thị, trong đó một nhà, hứa hẹn nửa tháng có thể trùng kiến tầng cao nhất lầu 3. Lâm Thanh Hạm cũng đơn giản, thả Lâm thị sở hữu công nhân 15 thiên giả. 15 thiên không công tác, đối với Lâm thị tới nói tổn thất tự nhiên sẽ không tiểu. Nhưng này đều có người bồi thường, cũng liền có vẻ không như vậy thương gân động cốt. Buổi tối 10 giờ, Lâm Thanh Hạm nằm ở thị nhân dân bệnh viện trên giường bệnh, nàng hiện tại đã không có nguy hiểm, chính là đã chịu đại lượng kinh hách, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, làn da bỏng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, dưỡng thượng mấy ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lấy Trương Huyền thân phận, thực nhẹ nhàng liền từ mượn bệnh viện dược phòng, lấy chút trung dược, vì Lâm Thanh Hạm ngao chế. Trương Huyền ngao chế loại này thuốc mỡ có đi nhiệt hộ ra tác dụng. Buổi tối 11 giờ, Trương Huyền trang hảo ngao chế hoàn thành thuốc mỡ đi vào phòng bệnh. Tỉnh. Trương Huyền nhìn đến, Lâm Thanh Hạm đang nằm ở trên giường bệnh, cầm di động xem cái không ngừng, Milan ngồi ở một bên, bồi Lâm Thanh Hạm. Ta nói rõ Hạm A, ta lúc này mới vừa xuất viện, ngươi lại trụ vào được, di, Trương Huyền, ngươi trong tay đây là cái gì? Chính nhìn di động Lâm Thanh Hạm, vừa nghe Milan kêu Trương Huyền tên. Chạy nhanh bắt tay màn hình cơ ấn diệt, ở di động màn hình tiêu diệt nháy mắt, có thể nhìn đến, di động phía trước truyền phát tin, đúng là Trương Huyền ở Lâm thị cao ốc,
từ lầu 17 hướng về lầu 18 leo lên một màn, kia thân ở biển lửa một màn, làm người quang nhìn đều cảm giác thống khổ. Một loại thuốc mỡ, bảo hộ làn da, người cấp thanh hạm tô lên, không cần sát, làm thuốc mỡ chính mình thấm đến làn da là được, ngày mai thanh hạm trên người bỏng hẳn là liền không có việc gì. Trương Huyền đem thuốc mỡ giao cho Milan trong tay, theo sau ngồi vào mép giường, đầy mặt quan tâm nhìn Lâm Thanh Hạm, cảm giác thế nào, còn khó chịu sao? Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, một đôi mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Huyền, hốc mắt chung có chút trong suốt. Như thế nào khóc, Trương Huyền nhìn thấy Lâm Thanh Hạm như vậy, có chút kinh hoàng. Không a, Lâm Thanh Hạm dùng tay lau đem trong mắt nước mắt, hướng Trương Huyền lộ ra tươi cười. Liền ở vừa mới. Nàng từ Milan di động nhìn đến Trương Huyền leo lên thượng cao lầu một màn, kia vì chính mình liều mạng một màn, làm Lâm Thỉnh Hạm có cảm động, cũng có chua xót. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có người thế nhưng có thể vì chính mình, làm được như vậy, có được như vậy một người nam nhân, đại khái, là chính mình sinh mệnh, hạnh phúc nhất sự đi. Lâm Thỉnh Hạm nỗ lực khống chế được chính mình, không cho nước mắt lại chảy ra, nàng nhìn ngồi ở mép giường nam nhân, người nam nhân này cũng không có cố tình đi trang điểm quá cái gì. Hắn ăn mặc thực bình thường một bộ quần áo, không có một kiện hàng hiệu, không có những cái đó thời thượng đồng hồ, vô dụng sang quý xe thể thao, hắn nhìn chính là như vậy phổ phổ thông thông. Lão công, lần này vừa vặn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chúng ta đi du lịch đi. Lâm Thanh Hạm sáng ngời mắt to chung có chút chờ mong đối Trương Huyền nói. Lão công. Trương Huyền cả người đột nhiên lăng ở nơi đó, nàng kêu ta lão công. Chủ động kêu ta lão công. Trương Huyền hoài nghi, chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ngươi, nói cái gì? Lão công, có đi hay không sao? Đại lâu kiến hảo đến nửa tháng đâu, ta đã lâu cũng chưa đi ra ngoài chơi, người bồi ta cùng đi được không? Lâm Thanh Hạm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng thực. Hảo a, Trương Huyền có chút si ngốc gật gật đầu, trong lòng tràn ngập mừng như điên. Lão bà, người nói đi, người muốn đi chơi chỗ nào đều được. Lão công. Người muốn mang ta đi đâu chơi à? Lâm Thanh Hạm khó được lộ ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Này từng tiếng lão công, kêu Trương Huyền trong lòng ngọt ngào thực, kia khóe miệng đều mau liệt đến lỗ tai căn đi. Lão bà, người muốn đi nào, ta đều bồi ngươi. Trương Huyền nắm lên Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, phủng ở lòng bàn tay. Ngồi ở một bên Milan, trên mặt sinh ra một trận ác hàn, ta nói hai ngươi ghê tởm không ghê tởm à? Ta nổi da gà rất đầy đất. Ngươi là đơn lâu lắm, chạy nhanh đem chính mình gả cho đi. Lâm Thanh Hạm che miệng trộm nhạc, lại xem Trương Huyền, trong ánh mắt toàn là hạnh phúc. Từ giờ khắc này khởi, nàng buông trong lòng hết thảy, hoàn toàn tiếp thu, hơn nữa yêu trước mắt người nam nhân này, nàng là một nữ nhân bình thường, đều không phải là ý chí sắt đá. Trong khoảng thời gian này, Trương Huyền làm hết thảy, nàng đều xem ở trong mắt, đồng thời, nàng cũng thực hưởng thụ cùng Trương Huyền ở bên nhau cảm giác. Milan nhìn Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền ở bên nhau khi ngọt ngào bộ dáng, không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng thoáng có chút hụt hẫng, nhưng nàng trong lòng, cũng đích xác vì Lâm Thanh Hạm cảm thấy vui vẻ, Trương Huyền bỏ lâu kia một màn, nàng không phải đương sự, cũng có thể cảm nhận được nơi đó mặt nùng liệt tình yêu, thật là vì một người, không màng tánh mạng a. Lão công, ta có thật nhiều địa phương đều muốn đi đâu, chờ ta xuất viện, đem trên tay sự tình xử lý xong, chúng ta liền đi dạo đi. Hảo. Trương Huyền sờ sờ Lâm Thanh Hạm đầu, chờ ngươi xuất viện, hết thảy đều nghe ngươi, ta trước đi ra ngoài, làm Milan cho ngươi sát dược. Thiết, ta mới không sát, hai ngươi như vậy nị oai, chính mình lau đi. Milan cầm trong tay ấm thuốc hướng bên cạnh một phóng, đôi tay ôm ngực, sao, Trương Huyền ngươi cho chính mình lão bà sát dược còn phải làm ta cho ngươi đại lao. Ách, Trương Huyền tưởng tượng, hình như là không thích hợp, rốt cuộc ở Milan trong mắt. Vẫn luôn đều cho rằng chính mình cùng Thanh Hạm là một đôi ân ái phu thê, căn bản không biết hai người liền ngủ đều là tách ra. Lâm Thanh Hạm cũng nghĩ đến nơi này, trên mặt lại hiện lên một mặt đỏ ửng, kia đỏ bừng khuôn mặt, như là chín quả táo giống nhau, một đôi mắt đẹp có chút không dám nhìn tới Trương Huyền. Ta còn có chút việc, muốn đi ra ngoài một chuyến, này dược cần thiết hiện tại dùng, người liền giúp vội đi mễ đại tỷ. Trương Huyền suy nghĩ cái lấy cớ ra tới. Hành! Xem tại đây thanh đại tỷ phân thượng, ta liền giúp ngươi. Milan vừa lòng gật gật đầu, làm cho Trương Huyền mặt, một chút cũng không kiêng kỵ kéo ra Lâm Thanh Hạm thượng thân bệnh phục, kia trắng tinh nguy nga một chút liền hiện ra ở Trương Huyền trước mặt, chỉ có một kiện bên người quần áo, ngược lại tăng thêm thần bí mỹ cảm. Trương Huyền ho khan một tiếng,
ánh mắt theo bản năng ở kia Mỹ Lệ thượng lưu luyến vài giây, theo sau rời đi ánh mắt, cái kia, ta liền trước đi ra ngoài. Nói, Trương Huyền trốn dường như rời đi phòng bệnh. Có người nói, một người nam nhân, ở chính mình ái người trước mặt, trước sau như là một cái hài tử. Mà Trương Huyền, hắn là quá yêu Lâm Thanh Hạp, chẳng sợ hai người đều có giấy hôn thú, chẳng sợ hiện tại đều đã cho nhau mở rộng cửa lòng, Trương Huyền đối Lâm Thanh Hạp cảm giác, còn như là mối tình đầu như vậy, tràn ngập ngượng ngùng. Này một loại ái, chẳng sợ Lâm Thanh Hạp tội ác tày trời, chẳng sợ toàn thế giới đều cùng Lâm Thanh Hạp là địch, Trương Huyền cũng sẽ như vậy đãi nàng. Chương 202 mượn xe. Trương Huyền rời đi bệnh viện, nghĩ nghĩ, này đại buổi tối, đi đâu đều không thích hợp, đơn giản ở bệnh viện dưới lầu nhàn ngồi hơn một giờ, sau đó mới trở lại phòng bệnh. Chờ trở về thời điểm, Milan đã giúp Lâm Thanh Hạm sát xong dược. Được rồi, người bồi Thanh Hạm đi, ta liền đi về trước, ngày mai ta cho ngươi hai mang bữa sáng. Milan thấy Trương Huyền trở về, chào hỏi, liền rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh chung, chỉ còn Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người. Trương Huyền ngồi vào mép giường, cấp Lâm Thỉnh Hạm đổ chén nước, dược bôi trên người cái gì cảm giác. Băng băng lương lương, có điểm ngứa. Lâm Thanh Hạm vặn vẹo hạ vòng eo. Ngứa là được rồi, chứng minh tế bào đang ở khôi phục, ngủ một giấc lên, ngày mai thì tốt rồi. Trương Huyền vuốt Lâm Thanh Hạm đầu, vươn hai ngón tay ở Lâm Thỉnh Hạm huyệt thái dương thượng ấn, như vậy có thể thả lỏng Lâm Thanh Hạm tinh thần, làm nàng càng mau càng tốt tiến vào giấc ngủ trạng thái. Theo Trương Huyền mát xa, Lâm Thanh Hạm chậm rãi ngủ. Nhìn trước mắt cái này phát ra đều đều hô hấp khả nhân nhi, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ở bên cạnh trên giường bệnh nằm xuống. Một đêm qua đi. Ngày hôm sau, Trương Huyền ở Milan thanh âm hạ bò lên. Trương Huyền, người sao còn ngủ đâu? Lên ăn cơm. Ân, Trương Huyền xoa xoa đôi mắt, lấy ra di động vừa thấy thời gian, thế nhưng đều 9 giờ rưỡi. Thời gian này, đối với mỗi ngày buổi sáng 5 giờ liền rời giường Trương Huyền tới nói, có chút không thể tưởng tượng, hắn cũng minh bạch, chính mình hai ngày này, là có chút quá mệt mỏi. Milan tới thời điểm, còn cấp Lâm Thanh Hạ mang theo cái tân di động, Lâm Thanh Hạ một lấy qua di động, liền chờ không kịp lật xem lên. Ta nói rõ hạm, người này sốt ruột xem gì đâu. Một cái hạng mục, Lâm Thanh Hạ mày liễu hơi nhíu, hiển nhiên là gặp cái gì nan đề. Trương Huyền duỗi người, vừa mới từ trên giường bò dậy, liền nghe di động tiếng chuông vang lên, vừa thấy điện báo người, là Mưa Thu kia nha đầu. Làm sao vậy, nha đầu, tưởng ta. Trương Huyền tiếp khởi điện thoại, nói thẳng nói. Trương ca, ngươi không sao chứ? Ta ngày hôm qua ở bên ngoài chạy nghiệp vụ, buổi tối mới nghe nói công ty ngày hôm qua đã xảy ra chuyện, thời gian quá muộn, lại không dám cho ngươi gọi điện thoại. Không có việc gì, ngươi cái tiểu nha đầu đại sáng sớm như vậy quan tâm ta, có phải hay không đối với ngươi Trương ca ta mưu đồ gây rối à? Trương Huyền cố ý đùa giỡn một tiếng. Mưa Thu ở trong điện thoại cười duyên một tiếng, ha ha, Trương ca. Ngươi sẽ không sợ lão bà ngươi thu thập ngươi sao? Trương Huyền theo bản năng nhìn mắt Lâm Thanh Hạm, theo sau đi ra phòng bệnh, đối trong điện thoại nói giỡn, ngươi là không biết ngươi Trương ca ở nhà địa vị, sao tiểu nha đầu, có phải hay không có gì sự muốn ngươi Trương ca hỗ trợ? Ân, là có chuyện, liền muốn cho ngươi cho ta phân tích một chút. Phân tích gì, tìm bạn trai à? Không phải, Trương ca, ngươi nói ta có thể hay không hỏi công ty mượn mấy chiếc xe à? Mưa Thu ở trong điện thoại có chút do dự hỏi. Mượn xe làm gì? Trương Huyền nghi hoặc một tiếng. Mưa Thu giải thích nói, ta có cái bằng hữu, nàng khai ra KTV, hôm nay chuẩn bị khai trương, muốn mượn mấy chiếc xe đi giữ thể diện, rốt cuộc hảo xe đình nhiều, cũng hấp dẫn người chú ý không phải sao, nàng biết ta ở Lâm Thị đi làm, liền muốn hỏi một chút ta, xem có thể hay không từ Lâm Thị mượn mấy chiếc xe tới. Này chỉ sợ không được, Trương Huyền lắc lắc đầu. Công ty xe, đều là công cộng, tư dùng giống nhau không có khả năng. Hảo đi, Mưa Thu ngữ khí có chút mất mát, ta đây cho ta bằng hữu nói một chút đi. Bất quá nhà đầu, công ty không đem xe mượn ngươi, ta có thể đem xe mượn ngươi à. Trương Huyền cười nói, muốn mấy chiếc xe. Trương ca, ngươi, Mưa Thu ở điện thoại trung lộ ra nghi hoặc ngữ khí. Như thế nào, không tin ngươi Trương ca, ta nói cho ngươi. Người Trương ca chính là thổ hào, nói đi, mấy chiếc xe đủ? 3-4 chiếc là được, buổi chiều 4 điểm đa dụng. Hành, vậy buổi chiều liên hệ, Trương Huyền vỗ bộ ngực bảo đảm. Cảm ơn Trương ca, buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm. Mưa Thu phát ra mỉm cười ngọt ngào thanh. Cách điện thoại,
Trương Huyền đều có thể nghĩ vậy tiểu nha đầu điềm mỹ bộ dáng. Trương Huyền ở bệnh viện bồi Lâm Thanh Hạm sáng sớm thượng, giữa trưa cơm nước xong, Trương Huyền rời đi bệnh viện, liên hệ một chút Mưa Thu. Mưa Thu cấp Trương Huyền đã phát vị trí, Trương Huyền đến thời điểm, phát hiện Mưa Thu phát địa phương, chính là một nhà đang chuẩn bị khai trương KTV trước cửa. Mưa Thu nhà đầu này ăn mặc một cái váy dài, trang điểm nhẹ, đang đứng ở ven đường, chờ đợi. Nhà đầu, nhìn cái gì đâu? Trương Huyền đi đến Mưa Thu phía sau, đối với Mưa Thu cái ót bắn một chút. Nha, Mưa Thu che đầu, Trương ca, ngươi chừng nào thì tới, ta còn đang ở này xem ngươi đâu. Trương Huyền đôi mắt trên dưới đánh giá Mưa Thu liếc mắt một cái, nhà đầu này vốn là lớn lên điềm mỹ, cho người ta một loại thanh thuần khả nhân cảm giác, hiện tại thay một cái trắng thuần váy dài, ăn mặc một đôi màu trắng giày đế bằng, liền cùng kia thuần khiết hoa tiên tử giống nhau đẹp, trên mặt nhàn nhạt dung trang, càng là tăng thêm vài phần sắc thái. Tiểu nha đầu, thành thật cho ta công đạo, hôm nay có phải hay không có người trong lòng, mới trang điểm như vậy xinh đẹp. Trương Huyền khóe miệng ngậm một mạt ý cười, nhìn về phía Mưa Thu. Mưa Thu mặt đẹp đỏ lên, nào có, Trương ca, ngươi liền biết cười ta. Trương Huyền vừa thấy Mưa Thu này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, lập tức liền xác minh chính mình phỏng đoán, thành thật công đạo, bằng không từ từ ta ở ngươi bằng hữu trước mặt đã có thể muốn cố ý nói ngươi ở công ty tìm đối tượng a. Đừng, Mưa Thu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt kinh hoàng, ta, kia cũng không phải lòng ta thượng nhân, chính là, thiết, Trương Huyền bĩu môi, liền ngươi bộ dáng này, còn không phải người trong lòng đâu. Nói, phát triển đến nào một bước? Ai nha, Mưa Thu đáng yêu rậm rậm chân nhỏ, chính là đồng học, phía trước đi học thời điểm, hắn thành tích thực hảo, ta đối hắn cũng có hảo cảm, không phải ngươi tưởng như vậy lạp. Hắn hôm nay cũng tới. Xem Mưa Thu sốt ruột bộ dáng, Trương Huyền cười ha ha vài tiếng, nhà đầu này, thật đúng là đơn thuần a, hiện tại này xã hội, đừng nói tốt nghiệp đại học, sơ chung làm đối tượng đều thực thường thấy. Trương Huyền quay đầu lại, đánh giá một chút nhà này sắp khai trương KTV, quy mô nói cũng không tính rất lớn, tổng cộng có 3 tầng lâu, mỗi một tầng mặt cơ đại khái có 400m², cách đại môn, xem bên trong trang hoàng cũng không tệ lắm. KTV bên cạnh, dừng lại một chiếc màu trắng Maserati tổng tài, đúng là Âu Nhân đưa cho Mưa Thu kia chiếc. Nhà đầu, người này chiếc xe không cũng khá tốt sao? Giữ thể diện tuyệt đối đủ rồi a. Trương Huyền trợn trắng mắt, này chiếc xe, liền mau 200 vạn. Lại xem nhà này KTV, đầu tư cũng bất quá liền 200 vạn nhiều điểm. Hư, Mưa Thu vội vàng cấp Trương Huyền so cái ra dấu im lặng, Trương ca, ngươi ngàn vạn đừng nói chiếc xe kia là ta a, ta đêm qua liền trộm ngừng ở này. Như thế nào, Trương Huyền rất là ngoài ý muốn nhìn Mưa Thu liếc mắt một cái. Cái này, Mưa Thu có chút ngượng ngùng, ta một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh, nào khai khởi tốt như vậy xe a, làm ta đồng học nhìn đến, các nàng khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Chương 203 đều thay đổi. Trương Huyền nghe Mưa Thu giải thích, bật cười. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hiện tại này xã hội, một cái nữ hài mới vừa tốt nghiệp, liền khai thượng 100 vạn xe, đích xác sẽ làm người nghĩ đến khác thứ không tốt. Còn nữa nói, hôm nay là Mưa Thu bằng hữu KTV khai trương, nàng cái kia bằng hữu mới hẳn là hôm nay vai chính, kết quả Mưa Thu khai cái đem tiến 200 vạn xe, kia không phải canh chừng đầu toàn đoạt sao. Trương Huyền cùng Mưa Thu đứng ở bực này trong chốc lát. Liền thấy một đám cả trai lẫn gái đã đi tới, đều thực tuổi trẻ, cầm đầu một người tuổi trẻ nữ hài vừa thấy Mưa Thu, liền chào hỏi. Mưa nhỏ, sớm như vậy liền tới rồi a, vị này chính là. Đi tuốt đàng trước mặt tên kia tuổi trẻ nữ hài đánh giá liếc mắt một cái Trương Huyền. Đây là Trương ca, ta đồng sự. Mưa Thu cấp này đó trẻ tuổi nam nữ nhóm giới thiệu, Trương ca, đây là Phó Nhạc Nhạc, nhà này KTV, chính là nàng khai. Mỹ nữ ngươi hảo. Trương Huyền cùng Phó Nhạc Nhạc chào hỏi, đồng thời quan sát một chút, cái này Phó Nhạc Nhạc, trên người quần áo đều là hàng hiệu, nhưng có thể nhìn ra, tay nàng tâm, có hai cái vết chai tử, thả khởi cái kén địa phương, là thuộc về hổ khẩu cái loại này bí ẩn địa phương, đây là thường xuyên làm việc mới có thể mài ra tới. Từ điểm đó Trương Huyền là có thể phân tích ra tới, cái này Phó Nhạc Nhạc phía trước gia cảnh hẳn là cũng không như thế nào hảo, gần nhất mới đổi vận, ăn mặc một thân hàng hiệu, khai ra KTV. Phó Nhạc Nhạc đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, Trương Huyền kia một thân bình thường quần áo, làm Phó Nhạc Nhạc không có nhiều ít hứng thú, chỉ trường hợp trở về câu ngươi hảo, liền nhìn về phía Mưa Thu, mưa nhỏ, ngươi giúp ta tìm xe đâu, tìm được rồi sao? Cái kia Nhạc Nhạc, chúng ta công ty xe vô pháp ngoại mượn,
bất quá Trương ca nói hắn sẽ giúp chúng ta tìm xe. Mưa Thu có chút xin lỗi cùng Phó Nhạc Nhạc nói. Nga, vừa nghe Mưa Thu nói như vậy, Phó Nhạc Nhạc biểu hiện có chút thất vọng, đối với Mưa Thu nói Trương Huyền có thể hỗ trợ tìm xe, Phó Nhạc Nhạc là một chút hứng thú đều không có, như vậy một cái ăn mặc bình thường người, hắn có thể tìm tới cái gì xe a? Những cái đó mười mấy vạn phá xe, bãi lại đây còn chưa đủ mất mặt đâu. Ta nói Mưa Thu a, Nhạc Nhạc KTV khai trương chuyện lớn như vậy, người sao có thể như vậy không bỏ trong lòng a? Chính là nói, đi theo Phó Nhạc Nhạc phía sau những cái đó cả trai lẫn gái, lúc này cũng đều ra tiếng, đều cho rằng ngươi có thể tìm tới xe, kết quả thời điểm mấu chốt rất dây xích. Nghe những lời này, Mưa Thu cúi đầu không nói. Đúng lúc này, một cái diện mạo trắng nõn, ăn mặc bình thường tuổi trẻ nam nhân chạy chậm lại đây, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, ta không có tới muộn đi. Vừa thấy cái này tuổi trẻ nam nhân, Mưa Thu sắc mặt đột nhiên trở nên co quắp lên, cái này tiểu biến hóa, tự nhiên không có tránh được Trương Huyền đôi mắt, Trương Huyền suy đoán, này hẳn là chính là Mưa Thu người trong lòng. Ngô Quân, người này nhưng tới tính chậm nhất, liền ngươi như vậy còn truy Nhạc Nhạc đâu, có thể đuổi theo cái gì a? Đứng ở Phó Nhạc Nhạc phía sau một người nữ hài đôi tay ôm ngực nói. Ngô Quân xấu hổ duỗi tay gãi gãi cái ót, thực xin lỗi a Nhạc Nhạc, ta vừa mới thỉnh thượng giả. Phó Nhạc Nhạc ánh mắt mang theo chán ghét nhìn Ngô Quân liếc mắt một cái, được rồi, xem người này lôi thôi bộ dáng, xuyên này cái gì quần áo, đi mua kiện tân mặc vào. Vừa nói, Phó Nhạc Nhạc vứt ra 1.000 đồng tiền cấp Ngô Quân. Tốt, tốt, ta đây liền đi. Ngô Quân đầy mặt vui mừng đem tiền tiếp nhận, chạy chậm mua quần áo đi. Thấy như vậy một màn Mưa Thu, sắc mặt trắng xanh. Hảo, khai trương nghi thức định ở 5 giờ, hiện tại còn sớm. Đại gia đi vào chơi chơi đi. Phó Nhạc Nhạc khinh thường nhìn mắt Ngô Quân, sau đó vung tay lên, tiếp đón đại gia đi nàng KTV bên trong ca hát. Một đám người tuyển lớn nhất một cái ghế lô, Phó Nhạc Nhạc càng là làm người phục vụ đem rượu tùy tiện thượng. Mưa Thu cầm một lọ đồ uống, ngồi ở một bên lo chính mình uống. Như thế nào, buồn bực đâu? Một người diện mạo bình thường nữ hài ngồi vào Mưa Thu bên người. Không có, Mưa Thu lắc lắc đầu. Thôi đi. Người bộ dáng này, ai đều có thể nhìn ra tới có vấn đề, là bởi vì Ngô Quân. Nữ hài hỏi một tiếng. Mưa Thu trầm mặc, không nói gì. Nữ hài vỗ vỗ Mưa Thu bả vai, Mưa nhỏ a, ta biết, cho tới nay, người đều đối Ngô Quân có hảo cảm, nhưng hiện tại, đại gia lúc này mới vừa tốt nghiệp, nơi nơi tìm địa phương thực tập, nào còn giống trong trường học như vậy đơn thuần a. Trước kia Nhạc Nhạc vẫn luôn đều thích Ngô Quân, nhưng Ngô Quân xem Nhạc Nhạc trong nhà nghèo, cự tuyệt quá Nhạc Nhạc rất nhiều lần. Kết quả khoảng thời gian trước, Nhạc Nhạc quê quán phòng ở phá bỏ và di rời, bồi không ít tiền, Ngô Quân một biết tin tức này, lập tức liền tới theo đuổi Nhạc Nhạc. Hiện tại chỉ cần Nhạc Nhạc cho hắn tiền, người cũng thấy rồi, hắn muốn nhiều nghe lời có bao nhiêu nghe lời. Nữ hài nói nghe vào Mưa Thu trong tai, làm nàng cảm thấy một trận lo lắng, nàng thật không nghĩ tới, Ngô Quân thế nhưng là cái dạng này người. Mưa nhỏ, người nói, khoảng thời gian trước. Ngô Quân có phải hay không còn thường xuyên cho ngươi phát tin tức? Nữ hài hỏi một tiếng. Mưa Thu yên lặng gật gật đầu. Lúc ấy, hắn chính là xem ngươi tìm cái hảo công tác, muốn cho ngươi giúp hắn cũng đi vào Lâm thị, mới đột nhiên cùng ngươi liên hệ, ngươi không biết, trong ban những cái đó nữ sinh, hắn đều hỏi một lần. Này nữ hài đang nói đâu, Ngô Quân liền mở ra phòng môn, hắn ăn mặc một bộ quần áo mới, đi đến. Phó Nhạc Nhạc đánh giá Ngô Quân liếc mắt một cái. Vừa lòng gật gật đầu, hành, cũng không tệ lắm, đúng rồi, người trước kia không phải rất đa tài đa nghệ sao, nếu không cho chúng ta sướng bài hát. Hảo, Nhạc Nhạc ngươi nói cái gì đều hảo, Ngô Quân liên tục gật đầu, một chút cự tuyệt ý tứ đều không có. Mưa Thu nhìn Ngô Quân dáng vẻ này, ánh mắt lộ ra đau lòng. Còn nhớ rõ ở trường học thời điểm, cái này đại nam hài có bao nhiêu ánh mặt trời, hắn thích ôm một phen đàn guitar, ngồi ở đại thụ hạ ghế đá thượng ca hát. Khi đó có thật nhiều nữ sinh đều sẽ vây quanh ở hắn bên người, còn có người chuyên môn cho hắn phác họa, khi đó hắn, ôm một cái bóng rổ, rong ruổi ở trên sân bóng, anh tư tát sảng. Nhưng còn bây giờ thì sao, chính mình rốt cuộc nhìn không tới đã từng cái kia ánh mặt trời thiếu niên. Trương Huyền ngồi ở Mưa Thu bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng, trường học sinh hoạt, chỉ là người cả đời mà thôi, đương ra vườn trường, người mới có thể thấy rõ này muôn hình muôn vẻ thế giới, rốt cuộc trong trường học người. Còn sẽ ôm có tốt đẹp ảo tưởng, chờ bọn họ đối mặt hiện thực khi liền sẽ phát hiện, những cái đó ảo tưởng, liền một đốn cơm no đều không bằng. Mưa Thu cắn môi, gật gật đầu,
nhìn đứng ở kia ca hát Ngô Quân, hốc mắt có chút phiếm hồng. Một đám người ở ghế lô chơi vui vẻ, nhưng không vài người phản ứng Mưa Thu cùng Trương Huyền. Bản thân, các nàng còn cảm thấy Mưa Thu đi Lâm Thị thực tập, hỗn khá tốt, kết quả phát hiện, nàng liền công ty xe đều mượn không tới, này vừa thấy chính là cái bình thường viên chức nhỏ sao, còn có cái kia cái gì họ Trương, đều công tác thời gian dài như vậy, còn xuyên phổ phổ thông thông, cũng không có gì tiền đồ. Ngay cả Phó Nhạc Nhạc, ở biết được Mưa Thu không mượn đến xe sau, cũng không như thế nào đi phản ứng Mưa Thu. Vẫn luôn chơi đến 4 điểm nhiều, mọi người mới lưu luyến rời đi ghế lô, chiều cây TV ngoại đi đến. Vừa đến cửa, liền thấy 5 chiếc Audi A6 chỉnh tề ngừng ở cây TV trước cửa, cái này làm cho Phó Nhạc Nhạc trước mắt sáng ngời. Trương ca, đây là ngươi tìm tới sao? Mưa Thu nhỏ giọng hỏi. Không phải, Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn đem tìm xe sự giao cho Bạch Trì, lấy kia tiểu tử tính cách, khẳng định sẽ không tìm loại này xe. Chương 204 ta cùng nàng không quan hệ. Phó Nhạc Nhạc vẻ mặt vui sướng chạy tiến lên đi, nhìn đến ở kia 5 chiếc Audi A6 phía trước, đứng một người diện mạo giống nhau, nhưng thân xuyên hàng hiệu thanh niên. Bao Lóe ca, người tới rồi. Phó Nhạc Nhạc kinh hỉ chạy đến thanh niên này trước người, chủ động nắm lên đối phương cánh tay, giống cái tiểu nữ sinh giống nhau qua lại lay động. Bị gọi Bao Lóe thanh niên nhìn Phó Nhạc Nhạc, ha hả cười, biết người hôm nay khai trương. Hồ mấy chiếc xe tới cấp ngươi giữ thể diện. 5 chiếc thuần một sắc Audi A6, không thể không nói cho người ta một loại thực hoa lệ cảm giác. Cảm ơn Bao Lóe ca. Phó Nhạc Nhạc trên mặt lộ ra tươi cười, theo sau nhìn mắt phía sau, nếu có điều chỉ nói, thấy không, nếu là thật bằng hữu, không cần ta nói, tự nhiên sẽ giúp ta vội, nhưng thật ra có chút người a, hư tình giả ý, đáp ứng thời điểm nói thật dễ nghe, vừa đến thời điểm mấu chốt liền rớt dây xích, cũng không biết có phải hay không cố ý. Phó Nhạc Nhạc lời này vừa ra, một đám người theo bản năng liền chiều Mưa Thu trên người nhìn lại. Mưa Thu khuôn mặt nhỏ trắng xanh, Trương Huyền còn lại là nhíu nhíu mày, không có hé răng. Nhạc Nhạc, vị này soái ca là ai a? Sao cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút. Một người diện mạo không tồi nữ sinh đi đến Phó Nhạc Nhạc bên người, nhìn Bao Lóe, hai mắt liếc mắt đưa tình, ai có thể nhìn không ra tới, này Bao Lóe tuyệt đối là cái phú nhị đại. Bằng không có thể dễ dàng liền tìm tới 5 chiếc Audi sao? Bao Lóe ca trong nhà là làm công trình, có thượng ngàn vạn tài sản đâu. Phó Nhạc Nhạc hâm mộ nói một tiếng, nhà nàng nhà cũ phá bỏ và di rời sau, tổng cộng bồi 300 nhiều vạn, trong đó gần 200 vạn bị nàng lấy chết tương bức, lấy ra tới khai KTV, muốn lại mua chiếc xe cũng chưa tiền. Qua, thượng ngàn vạn, những cái đó nữ sinh vừa nghe, sôi nổi mắt mạo tinh quang. Một đám phía sau tiếp trước đi lên hóa trang lóe chào hỏi. Ra vườn trường, các nàng hoàn toàn minh bạch tiền rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, cái gì chó má lý tưởng, đều không bằng tiền tới thật sự, nếu có thể bàng thượng cái này người giàu có, kia cũng thật chính là cả đời đều không cần phấn đấu a. Bao Lóe đứng ở kia, thực hưởng thụ mọi người truyền đạt loại này sùng bái ánh mắt. Bao Lóe ca, người trên tay này khối biểu, đến mấy vạn đồng tiền đi. Này cũng quá đẹp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy mấy vạn khối biểu đâu. Người xem Bao Lóe ca quần áo, đều là hàng hiệu A, không có một kiện là 2.000 đồng tiền dưới, giày chính là mới nhất bản ai, 3.000 nhiều đâu. Bao né qua đại gia thổi phồng hạ có chút lâng lâng, hắn hướng Phó Nhạc Nhạc vung tay lên, Nhạc Nhạc, thích nào chiếc xe, cho ta nói, ta làm chủ tặng cho ngươi một chiếc. Bao Lóe lời này vừa ra, đưa tới một trận tiếng kinh hô. Qua, Bao Lóe ca, ngươi cũng quá hảo đi. Quả thực là hào vô nhân tính a. Nhạc Nhạc, người còn chờ cái gì đâu, gặp được loại này nữ nhân, mau gả cho a. Phó Nhạc Nhạc hơi hơi mỉm cười, chỉ hướng một bên, Bao Lóe ca, kia chiếc có thể chứ? Theo Phó Nhạc Nhạc ngón tay phương hướng nhìn lại, mọi người ánh mắt tỏa định ở một chiếc màu trắng Maserati tổng tài thượng. Cùng này chiếc Maserati so sánh với những cái đó Audi A6 đều ảm đạm thất sắc. Bao Lóe trong mắt xuất hiện một tia xấu hổ. Theo sau nói, dựa, tiểu tử này đem xe đình lại đây cũng không cho ta nói một tiếng. Bao Lóe ca, người biết này xe là ai a? Đây chính là Maserati tổng tài, tiếp cận 200 vạn đâu. Người bình thường nhưng khai không dậy nổi. Một người nữ sinh đầy mặt kích động. Đương nhiên biết, Bao Lóe trên mặt xuất hiện một mặt ngạo nghễ, đây là ta một cái anh em, ta cho hắn nói Nhạc Nhạc hôm nay khai trương sự, làm hắn đem xe đình lại đây. Bao Lóe ca, người cũng quá có mặt đi. Chính là, đây mới là một người nam nhân nên có bộ dáng a.
lại là từng đợt thổi phồng tiếng vang lên, Bao Lóe lộ ra vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, phá lệ hưởng thụ. Bao Lóe ca, thật là làm phiền ngươi lo lắng. Phó Nhạc Nhạc hướng Bao Lóe nói chuyện khi kia ôn nhu bộ dáng, là phía trước người khác cũng chưa gặp qua. Bao Lóe mãn không thèm để ý vẫy vẫy tay, vẻ mặt thâm tình nhìn Phó Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, chỉ cần có thể làm ngươi vui vẻ, làm cái gì, ta đều nguyện ý. Hắn này thâm tình thông báo, tức khắc đưa tới những cái đó nữ sinh kinh hô. Nhạc Nhạc, còn chờ cái gì đâu, gặp được loại này hảo nam nhân, liền mau gả cho đi. Chính là, có thể làm Bao Lóe ca người trong lòng, chính là mấy đời mới đã tu luyện phúc khí a. Bị đại gia như vậy vừa nói, Phó Nhạc Nhạc thần sắc có chút ngượng ngùng, rất là ngượng ngùng nhìn Bao Lóe. Nhạc Nhạc, ta, Ngô Quân đột nhiên ra tiếng, hắn đứng ở trong đám người, có vẻ như vậy không có tự tin. Ngươi làm sao vậy? Phó Nhạc Nhạc nhìn mắt Ngô Quân, có chút khinh thường nói. Bao Lóe đồng dạng đánh giá Ngô Quân, đương nhìn đến Ngô Quân kia một thân thêm lên mới 1000 khối quần áo khi, trên mặt toàn là khinh thường, Nhạc Nhạc, này ai a? Một cái truy ta quỷ nghèo. Phó Nhạc Nhạc không để bụng phất phất tay, một chút cũng chưa đem Ngô Quân để ở trong lòng. A, à, quỷ nghèo, Bao Lóe chào phúng một tiếng, nhìn chằm chằm Ngô Quân, tiểu tử, ngươi từ đâu ra dũng khí truy Nhạc Nhạc, chỉ bằng trên người của ngươi này giá rẻ quần áo. Ta, Ngô Quân há miệng, nói không ra lời. Phó Nhạc Nhạc hướng phía trước đi rồi 2 bước, ngạo nghễ nhìn Ngô Quân, họ Ngô, ngươi có bao nhiêu thích ta a? Đặc biệt thích, Nhạc Nhạc, vì ngươi, ta chuyện gì đều nguyện ý đi làm. Hảo a, Phó Nhạc Nhạc gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi cho ta quỳ xuống, cầu ta có khả năng suy xét một chút ngươi, bằng không, ngươi đã có thể thật không cơ hội. Ngô Quân sắc mặt biến đổi, có chút thẹn thùng nhìn Phó Nhạc Nhạc. Bao Lóe đứng ở một bên, giống như chế giễu giống nhau nhìn Ngô Quân, tiểu tử, đây chính là vận khí của ngươi a, Nhạc Nhạc này gian KTV đầu tư 200 vạn, ngươi cả đời này, đều kiếm không tới này gian KTV. Quỳ không quỳ xem ngươi lạc, Phó Nhạc Nhạc đôi tay ôm ngực. Ngô Quân sắc mặt liên tục biến ảo, hắn ánh mắt không ngừng nhìn quét tại đây gian KTV thượng, 10 giây tả hữu, Ngô Quân hít sâu một hơi, thân thể trước khuynh, liền phải chiều trên mặt đất quỳ đi. Không cần, một đạo kinh hô vang lên, mưa thu đi nhanh từ trong đám người đi ra, giữ chặt Ngô Quân cánh tay, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Phó Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc. Ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá mức? Mưa thu xuất hiện, làm Bao Lóe trước mắt sáng ngời, mưa thu kia đáng yêu động lòng người thanh thuần bộ dáng, hoàn toàn không phải Phó Nhạc Nhạc có thể so sánh, hắn liếm liếm môi, trên dưới tỉ mỉ đánh giá mưa thu. Phó Nhạc Nhạc nhìn mưa thu kia phẫn nộ bộ dáng, cười khúc khích, ai nha, ta như thế nào đã quên, ngươi mưa thu cùng Ngô Quân, ở trong trường học còn bị người so sánh trời sinh một đôi đâu, như thế nào, đau lòng ngươi tiểu tình lang. Mưa thu còn chưa nói lời nói, liền thấy Ngô Quân liên tục lắc đầu xua tay. Không 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 không, Nhạc Nhạc, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng nàng không thân a. Ngô Quân nói, một phen ném ra mưa thu bắt lấy chính mình cánh tay tay, ta cảnh cáo ngươi, ly ta xa một chút a, ta cùng ngươi nhưng không gì quan hệ. Ngô Quân này một động tác, làm mưa thu sắc mặt trắng bệch. Chương 205 đây là tiền thế giới. Khanh khách, Phó Nhạc Nhạc phát ra một trận cười khẽ, có một số người, còn rất đem chính mình đương hồi sự đâu. Mưa thu mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Ngô Quân, ngươi. Ngươi như thế nào biến thành như vậy, này không phải ta nhận thức Ngô Quân. Không phải. Ở hôm nay phía trước, mưa thu còn ôm một ít tốt đẹp ảo tưởng, nàng còn nhớ rõ trong trường học cái kia ánh mặt trời đại nam hài, nhưng còn bây giờ thì sao? Hết thảy đều thay đổi. Đương một nữ nhân, nguyện ý vì một cái khác nam nhân đi cố ý trang điểm thời điểm, liền đại biểu nam nhân kia ở nữ nhân trong lòng vị trí. Ngô Quân cau mày, chán ghét nhìn mưa thu, ta nói, ngươi giống như cùng ta rất quen thuộc bộ dáng, ta nhận thức ngươi là ai sao? Loại này chán ghét ánh mắt, xem mưa thu tâm như đao cắt. Ha ha ha, Bao Lóe phát ra một tiếng cười to, tiểu muội muội, ngươi không bằng ngươi này bằng hữu hiện thực a, hiện tại, là tiền tài thời đại, không có tiền, chó má đều không phải. Phó Nhạc Nhạc cũng cười lạnh một tiếng, mưa thu, ngươi sẽ không còn như vậy thiên chân đi. Ngươi cho rằng đây là trường học, ngươi cho rằng này có 4 khối 5 cơm trưa, hiện tại một chén mì đều phải 16 đồng tiền. Nhận rõ hiện thực đi, tiền mới là trên thế giới này thứ quan trọng nhất, nhìn đến không có, này Ngô Quân, ở trường học cỡ nào cao ngạo, hiện tại đâu. Chỉ cần ta cho hắn tiền, làm hắn làm gì đều được.
Phó Nhạc Nhạc từ trong bao lấy ra một xấp tiền mặt, chừng mấy ngàn mau, nàng ném ở Ngô Quân trước mặt, tới, ngoan ngoãn quỳ xuống, nói ngươi yêu ta, này đó đều là của ngươi. Nhạc Nhạc, ta yêu ngươi. Ngô Quân hai đầu gối một loan, lại lần nữa quỳ đi. Không thể quỳ a, Mưa Thu hét lớn một tiếng, lại lần nữa giữ chặt Ngô Quân cánh tay, trong mắt có nước mắt chảy xuống dưới. Ngô Quân này một quỳ, không riêng gì bị mất hắn tôn nghiêm, càng là làm Mưa Thu đối này xã hội tốt đẹp ảo tưởng sợ tan biến. Cút ngay, Ngô Quân một tay đem Mưa Thu đẩy ra, kia sức lực đại làm Mưa Thu liên tục lui về phía sau, nếu không phải Trương Huyền đỡ, Mưa Thu đến trực tiếp té ngã. Ngô Quân quỳ gối Phó Nhạc Nhạc trước mặt, trong mắt toàn là a dua. Ha ha, Phó Nhạc Nhạc cười to vài tiếng, thật là điều nghe lời cậu, hành đi, này đó toàn cho ngươi. Phó Nhạc Nhạc đem trong tay kia mấy ngàn đồng tiền toàn bộ xái hướng không trung, rơi rụng đầy đất, Ngô Quân quỳ trên mặt đất, nhanh chóng đem mỗi một trương đều nhặt lên tới. Trương Huyền nhìn Phó Nhạc Nhạc bộ dáng, khẽ lắc đầu, nữ nhân này, trong lòng đã có chút vặn vẹo. Mưa Thu trơ mắt nhìn đến, Ngô Quân quỳ trên mặt đất, từng trương đem tiền nhặt lên, làm nàng nước mắt không ngừng chảy ra. Tiểu muội muội, khóc cái gì đâu, nhìn xem cái này phế vật, có cái gì đáng giá ngươi khóc. Bao lóe lên Mưa Thu, kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, làm Bao lóe hận không thể lập tức đem cái này mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực, hắn tiến lên vài bước, đi đến Mưa Thu trước mặt, tới, làm ta hảo hảo xem ngươi. Nói, Bao lóe liền duỗi tay chiều Mưa Thu trên mặt sờ soạng. Đừng chạm vào ta, Mưa Thu một cái tát chụp bay Bao lóe duỗi lại đây tay, quát lớn một tiếng. Bị Mưa Thu làm trò nhiều người như vậy mặt quát lớn, Bao lóe trên mặt có chút không nhịn được. Mưa Thu, người như thế nào hóa trang lóe ca nói chuyện đâu? Phó Nhạc Nhạc phát ra quát chói tai, nàng nhìn mắt Mưa Thu, ngươi nhìn xem ngươi này nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, có cái gì tư cách ngạo khí? Làm ngươi tìm mấy chiếc xe tới ngươi đều làm không được, còn mang cái tiểu tử nghèo tới, nói hắn cho ngươi tìm xe, ta xem chính là tới cọ ăn cọ uống đi. Liền hắn như vậy, tìm hai chiếc xe đạp tới còn kém không nhiều lắm. Chính là a Mưa Thu, này đã không phải ở trường học, ngươi thu hồi ngươi kia phân ngạo khí đi, ngươi tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng kẻ có tiền thiếu mỹ nữ sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một người cùng Phó Nhạc Nhạc quan hệ tốt nữ sinh mở miệng, nàng đã sớm xem Mưa Thu khó chịu, ở trường học, nổi bật liền đều bị nàng cấp cướp đi. Mưa Thu nhìn trước mắt những người này, nàng thật sự không nghĩ tới, đại gia tất cả đều thay đổi, trở nên như vậy hiện thực. Trương Huyền thở dài một hơi, trên đời này, đều không phải là mỗi người đều như vậy hiện thực, muốn trách, chỉ có thể quái Mưa Thu vận khí không tốt, một cái đại học đồng học, nguyên bản gia cảnh nghèo khó, vừa vặn gặp phải phá bỏ và di rời, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, khiến cho nàng người chung quanh trở nên hiện thực lên. Mưa Thu, hiện tại lại đây, hóa trang lóe ca nói lời xin lỗi, chuyện gì đều không có, Bao lóe ca muốn vui vẻ, mang người ăn tốt hơn, cho người mua tốt hơn quần áo. Tổng so ngươi xuyên như vậy một thân giá rẻ hóa muốn tốt hơn nhiều. Phó Nhạc Nhạc thực ngạo, nàng nói chuyện thời điểm, có loại cao nhân nhất đẳng cảm giác ở bên trong. Trương Huyền vỗ vỗ Mưa Thu bả vai, được rồi nha đầu, chúng ta đi thôi, đãi này không ý gì. Đi, ai có thể đi, Bao lóe đứng ở Trương Huyền trước người, này đàn bà vừa mới sờ soạng tay của ta, hoặc là cho ta xin lỗi, hoặc là làm ta sờ trở về, bằng không các ngươi dám đi một cái thử xem. Ta khi nào sờ ngươi, ngươi vô sỉ. Mưa Thu trừng mắt Bao lóe, phẫn nộ mở miệng. Như thế nào không có, vừa mới ngươi rõ ràng cố ý sờ soạng tay của ta, mọi người đều thấy được, hiện tại nên ta sờ đã trở lại. Bao lóe chà sát tay, vẻ mặt đáng khinh chiều Mưa Thu trước người chụp tới. Bang, một đạo giòn vang, ở Bao lóe trên mặt vang lên, theo này nói giòn vang, hắn trên mặt xuất hiện một cái đỏ bừng năm ngón tay ấn. Trương Huyền lắc lắc tay. Nhìn Bao lóe, thế nào, ta cũng sờ ngươi, muốn cảm giác không đủ sảng, ta sờ nữa ngươi một lần. Ngươi, Bao lóe một tay bụng mặt, một tay chỉ vào Trương Huyền, ngươi hắn sao dám đánh ta? Tin hay không lão tử tìm người lộng chết ngươi? Không tin, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, ngươi tính toán như thế nào lộng chết ta? Dùng tiền, vẫn là dùng sờ. Lão tử một chiếc điện thoại, dùng tiền tạp chết ngươi tin hay không? Bao lóe lấy ra di động. Liền phải gọi điện thoại đi ra ngoài. Trương Huyền lắc lắc đầu, người có thể hay không dùng tiền tạp chết ta không biết, nhưng ta biết, người muốn còn đứng tại đây, lập tức phải bị tạp chết. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, liền lấy ra di động, đã phát cái giọng nói tin tức đi ra ngoài.
xuống dưới đi. Ở Trương Huyền giọng nói tin tức phát ra đi 10 giây sau, liên tiếp 18 giá phi cơ trực thăng, mang theo một cổ cường đại dòng khí thanh, xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Tại đây 18 giá phi cơ trực thăng xuất hiện đồng thời, những cái đó đi ở trên đường người đi đường, cùng với đường cái thượng dòng xe cộ, đều chậm rãi thả chậm tốc độ, thật sự là bởi vì, này 18 giá phi cơ trực thăng quá chói mắt. Ở mỗi một trận phi cơ trực thăng phía dưới, đều treo một chiếc tạo hình phù hoa, giá trị chế tạo ngẩng cao đỉnh cấp siêu chạy, lúc này đang ở không trung lập hàng dài, chậm rãi chiều bên này tiếp cận. Bugatti Veyron, một chiếc phải 3.000 nhiều vạn, thế nhưng có hai chiếc Bugatti Veyron, trực tiếp phi cơ trực thăng không vận, đây là nhà ai thổ hào A, thật sự quá có tiền đi. McLaren P1, Aston Martin 77, toàn cầu hạn lượng 77 đài đỉnh cấp siêu xe, giá bán 4.700 vạn A. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật xe. Pagani, Khani Takkech NO1, này xe giá cả là 100 triệu. Thiên A, này đó phi cơ trực thăng là treo đầy trời tiền ở phi A. Đường cái thượng, truyền đến từng đợt kinh hô, không thiếu có hiểu xe người, nhận ra này đó siêu xe giá cả. Chương 206 đều ngốc. Rolls Royce Phantom, Bentley mộ thượng, hạn lượng bản, giá bán thượng ngàn vạn. Nhìn trên bầu trời những cái đó siêu xe, bao lóe đám người, đồng thời nuốt khẩu nước bọt. Như vậy không vận nhiều như vậy siêu xe, đâu chỉ là có tiền A, quả thực là không đem tiền đương hồi sự, tùy tiện một chiếc xe, đều để được với bao lóe ra toàn bộ tài sản. Mau xem, hạ xuống rồi. Dừng ở này. Ta dựa, là chúng ta thị thổ hào. Nhà ai như vậy có tiền A? Những cái đó phi cơ trực thăng, treo ở Trương Huyền trên đỉnh đầu không, chậm rãi rớt xuống. Từng chiếc giá bán đều ở ngàn vạn trở lên, thả có tiền đều mua không được đỉnh cấp siêu xe, chậm rãi rơi trên mặt đất, ngừng ở nơi đó, giống như là một hồi xa hoa xe triển giống nhau. Này đó xe, làm bao lóe cùng Phó Nhạc Nhạc đôi mắt đều xem thẳng. Cái gì kêu có tiền, đây là thật sự có tiền A. Chính mình cả đời, có thể mua nổi trong đó một chiếc, kia đều là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Trong đó kia chiếc quý nhất Khani tắc cách cửa xe mở ra, một người diện mạo soái khí, người mặc hoa lệ thanh niên từ trong xe đi ra, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người, vừa mới còn đối với bao lóe mắt đầy sao xẹt nữ sinh, giờ phút này đều nhìn cái kia soái khí thanh niên. Vừa mới còn ngạo khí bao lóe, giờ phút này có loại tự biết xấu hổ cảm giác. So diện mạo, cái này từ trên xe xuống dưới thanh niên hoàn toàn nghiền áp chính mình, so ra thế, đối phương này một chiếc Khani tắc cách, đều là chính mình ra tổng tài sản gấp 10 lần. Bao lóe trà sát tay, giờ khắc này hắn đều đã quên chính mình vừa mới bị người đánh một cái tát sự, chỉ nghĩ nên như thế nào tiến lên, cùng trước mặt thanh niên này lên tiếng kêu gọi, nếu vận khí tốt, có thể đương cái tùy tùng gì, đối phương khe hở ngón tay chảy ra canh, đều đủ chính mình ăn cả đời a. Phó Nhạc vui sướng bên người nàng các nữ sinh, đều nỗ lực bài trừ chính mình xinh đẹp nhất mỉm cười, hy vọng có thể hấp dẫn cái này đã tuổi trẻ, lại soái khí, còn nhiều kim thổ hào lực chú ý. Tới, tới, hắn chiều phía chính mình đi tới. Phó Nhạc Nhạc chờ nữ trong lòng kích động, các nàng suy nghĩ, từ từ câu đầu tiên lời nói, nên như thế nào chào hỏi. Đang lúc các nàng đắm chìm tại đây loại trong ảo tưởng thời điểm. Liền xem cái này niên thiếu nhiều kim thổ hào đi đến mưa thu cùng cái kia đồ nhà quê trước mặt. Xe đình này không hảo đi. Trương Huyền nhíu nhíu mày, đối Bạch Trì nói, này 18 chiếc xe, đem cây TV cửa nói đều cấp ngăn chặn. Bao lóe đám người vừa nghe Trương Huyền nói lời này, lập tức nhíu mày. Phó Nhạc Nhạc càng là mở miệng, quát lớn nói, ta nói, này cây TV cửa là ta địa phương, ta còn chưa nói lời nói đâu, nào có ngươi nói chuyện phân. Quát lớn xong Trương Huyền, Phó Nhạc Nhạc hướng Bạch Trì lộ ra một cái kỳ hảo tươi cười, tiên sinh, nhà này KTV là ta khai, người đình này liền hảo, người này ta không quen biết, ngươi không cần để ý đến hắn. Không quen biết, Bạch Trì mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi hướng Trương Huyền, lão đại, ngươi không phải làm ta tìm mấy chiếc xe tới, nói có người KTV khai trương, căng giữ thể diện sao, có phải hay không đi nhầm. Lão đại, tìm xe, giữ thể diện. Bạch Trì nói. Làm Phó Nhạc Nhạc còn có bao lóe đám người lập tức không hồi quá mức tới. Cái này tuổi trẻ soái khí thổ hào, kêu trước mặt cái này đồ nhà quê kêu lão đại. Này đó xe, là cái này đồ nhà quê làm tìm tới. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là nghĩ sai rồi. Không đi nhầm, bất quá dùng không đến, mọi người đều nói không quen biết, vậy đều tan đi. Trương Huyền phất phất tay. Hành, nghe được lời này,
Bạch Trì hai lời chưa nói, lấy ra một cái bộ đàm, đem xe đều điều đi, mau mau mau, đừng phóng này, này đó sắt vụn đồng nát lão tử nhìn liền phiền lòng, chạy nhanh. Bạch Trì mới vừa nói xong, này đó vừa mới rơi xuống đất siêu xe, lại đều bị điếu lên, chỉ là vài giây, liền biến mất ở mọi người trước mắt, giống như chưa từng có xuất hiện giống nhau. Vừa mới ở KTV bên trong, cùng Mưa Thu nói chuyện nữ sinh hung hăng nuốt khẩu nước bọt, đứng ở Mưa Thu phía sau hỏi, Mưa nhỏ, đây đều là ngươi này bằng hữu tìm tới. Ân, Mưa Thu gật gật đầu, công ty xe vô pháp ngoại mượn, Trương ca tư nhân giúp ta mượn, bất quá hiện tại xem ra, cũng dùng không đến. Phó Nhạc vui sướng bao lóe đám người, nhìn người thanh niên này như vậy nghe đồ nhà quê nói, đều có điểm không chân thật cảm giác. Trương Huyền quay đầu lại, nhìn Mưa Thu, tiểu nha đầu, này cũng ở không nổi nữa, chúng ta đi thôi, không phải nói mời ta ăn cơm đâu sao. Hảo, Mưa Thu gật gật đầu. Hôm nay, Phó Nhạc nhạc đám người hành động, cũng là hoàn toàn bị thương nàng tâm, Ngô Quân biểu hiện, càng là làm nàng đối cái này từng có hảo cảm nam nhân hoàn toàn hết hy vọng. Từ chính mình tiểu túi sách móc ra một phen chìa khóa xe, Mưa Thu chiều đỗ ở một bên Maserati tổng tài đi đến. Liền thấy Maserati tổng tài phát ra một tiếng vang nhỏ, cửa xe bị Mưa Thu mở ra, tiểu nha đầu ngồi vào chủ điều khiển. Ở Phó Nhạc nhạc đám người khiếp sợ trong ánh mắt, Maserati phát ra một tiếng nổ vang, xử đến Trương Huyền trước mặt dừng lại, Mưa Thu giơ lái xe cửa sổ, Trương ca, chúng ta đi thôi. Trương Huyền quay đầu, hướng bao lóe cười, anh em. Xem ra ngươi vô pháp dùng tiền tạp chết ta, còn có này chiếc xe, giống như không phải ngươi kia huynh đệ a. Trương Huyền nói xong, cũng mặc kệ bao lóe đám người cái gì phản ứng, kéo ra cửa xe, ngồi xuống. Maserati tổng tài lại lần nữa phát ra một tiếng nổ vang, nghênh ngang mà đi. Này động cơ tiếng gầm rú, nghe vào mọi người trong tai, như là cười nhạo. Bao lóe trên mặt một trận thanh hồng, phá lệ khó coi, liền ở vừa mới. Hắn còn thổi phồng này chiếc 200 vạn siêu xe là chính mình bằng hữu, cho chính mình mặt mũi mới đình này, kết quả đâu, người chính chủ liền ở chính mình trước mặt. Phó Nhạc Nhạc có chút dại ra nhìn Maserati xử xa, thật lâu hồi bất quá kính tới, đương nàng lại xem KTV cửa đỗ này 5 chiếc Audi A6 khi, cảm giác giống như là một đống rác rưởi, vừa mới đã trải qua 18 chiếc siêu xe đánh sâu vào, này Audi A6, cũng liền như vậy hồi sự. Nguyên bản khí phái khai trương nghi thức. Làm đến phi thường bình đạm, ngay cả Phó Nhạc Nhạc cái này chủ nhân, đều hứng thú toàn vô. Vừa mới chính mình trong miệng luôn miệng nói cái gì, thế giới này là tiền tài thế giới, nhưng kết quả là đâu, nhân ra mở ra 100 vạn siêu xe, tùy tiện tìm tới giữ thể diện xe, thêm lên giá trị số 100 triệu, đều là toàn cầu hạn lượng bản, lấy phi cơ trực thăng không vận lại đây. Chính mình điểm này tài sản, đặt ở nhân ra trước mặt, liền thí đều không tính là. Mưa Thu lái xe rời đi không có bao lâu, di động của nàng liền điên cuồng vang lên. Mưa Thu nhìn mắt điện báo người, đưa điện thoại di động tùy tay một phóng, không hề đi quản. Trương Huyền nhìn mắt, di động điện báo người, viết Ngô Quân hai chữ. Liên tục mấy cái điện thoại, Mưa Thu căn bản không tiếp, ngay sau đó, nàng lại thu được đến từ Ngô Quân tin tức. Mưa nhỏ, người không phải muốn ăn kia ra su kem sao? Ta mang người đi được không? Mưa nhỏ. Người như thế nào không để ý tới ta, hai ta nói tốt, muốn cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu. Mưa nhỏ, người ở đâu, ta đi tìm người được không? Này từng điều tin tức, trực tiếp đạn ở trên màn hình di động, Mưa Thu chẳng sợ không nghĩ xem đều không được. Ở một cái đèn xanh đèn đỏ khẩu, Mưa Thu dừng lại xe, hoàn toàn đem Ngô Quân liên hệ phương thức xóa bỏ. Trương ca, ta có phải hay không rất ngốc? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ai mới vừa vào xã hội. Đều là ngốc. Chương 207 tàu tử thỉnh ăn cơm. Sự tình hôm nay, đối với Mưa Thu tới nói, đánh sâu vào thật sự là quá lớn, chính mình những cái đó bằng hữu thái độ, làm Mưa Thu thực sự không nghĩ tới, bao gồm Ngô Quân, nàng chưa từng có nhìn ra, Ngô Quân là như thế này một người. Được rồi, phía trước kia giao lộ đem ta buông đi. Trương Huyền duỗi tay chỉ một chút. Mưa Thu kinh ngạc một tiếng, Trương ca, không phải ăn cơm chiều đi sao? Hôm nay liền không được đi, Trương Huyền vẫy vẫy tay, ta hẹn bằng hữu, chúng ta hôm nào, ta thỉnh ngươi. Mưa Thu chu miệng, hôm nào có thể, nhưng ngươi mời ta không được, đều nói là ta thỉnh ngươi, đừng quên, ta lần trước chính là có 25 vạn trích phần trăm đâu, hiện tại cũng là cái tiểu phú bà. Hành, vậy ngươi mời ta, đến lúc đó nhưng đừng thịt đau nga. Trương Huyền nói giỡn một tiếng, ở một cái giao lộ,
làm Mưa Thu dừng xe, hắn mở cửa xe đi rồi đi xuống. Cùng Mưa Thu nói thanh lái xe chú ý sau khi an toàn, Trương Huyền lảo đảo lắc lư chiều bệnh viện đi đến, hắn đêm nay là không ước cái gì bằng hữu, chỉ là xem Mưa Thu kia khổ sở bộ dáng, tiểu nha đầu khẳng định đến chính mình một người lẳng lặng suy nghĩ một chút. Chờ Trương Huyền trở lại bệnh viện thời điểm, thấy Lâm Thanh Hạm đang ngồi ở trên giường bệnh hưởng thụ Milan trù nghệ. Trương Huyền có thể nhìn ra tới, Lâm Thanh Hạm hiện tại khí sắc hiển nhiên hảo rất nhiều, làn da thượng đỏ ửng cũng phai nhạt không ít, nhiều nhất lại cả đêm, làn da thượng thương liền hoàn toàn khôi phục. Trương Huyền, người này một buổi chiều đã chạy đi đâu, Thanh Hạm các loại cùng ta nhắc mãi ngươi, ta nói hai người tốt xấu cũng kết hôn thời gian dài như vậy, muốn hay không làm đến cùng tình yêu cuồng nhiệt giống nhau a? Milan vừa thấy Trương Huyền, liền bắt đầu oán giận. Một cái độc thân cậu cuồng ăn cậu lương cảm giác, chính là phi thường không dễ chịu. Trương Huyền ha hả cười, cấp Lâm Thỉnh Hạm đổ ly nước ấm, lão bà, hiện tại cảm giác thế nào? Trương Huyền chính mình đang nói ra lão bà hai chữ thời điểm, đều cảm giác một trận ngọt ngào. Lâm Thỉnh Hạm gật gật đầu, khá hơn nhiều, trên người cũng không ngứa, phía trước còn cảm giác làn da thượng thỉnh thoảng sẽ truyền đến đau đớn, hiện tại cũng không có gì cảm giác, trừ bỏ nhan sắc hồng một chút, cùng ngày thường không có gì khác biệt. Vậy là tốt rồi, Trương Huyền gật gật đầu, ta từ từ lại ngao một bộ dược. Buổi tối bôi xong ngủ một giấc, ngày mai là có thể xuất viện. Thật vậy chăng, vừa nghe có thể xuất viện, Lâm Thanh Hạm trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, đúng rồi lão công, ngày hôm qua người kia, là ngươi bằng hữu sao? Ngươi như thế nào không cùng ta để qua a? Lâm Thanh Hạm này vấn đề mới vừa hỏi xong, chính mình liền có chút hụt hẫng, nàng phản ứng lại đây, chính mình phía trước, liền lời nói đều không cùng Trương Huyền nhiều lời vài câu, hắn lại nào có cơ hội cho chính mình giới thiệu hắn bằng hữu? Ngươi nói trắng ra chị a, kia tiểu tử một ngày không làm việc đàng hoàng, cùng ngươi để hắn làm gì? Trương Huyền mãn không thèm để ý nói. Không được, Lâm Thanh Hạm quay hàm một cổ, hết sức đáng yêu, ngươi bằng hữu, ta khẳng định muốn nhận thức, như vậy đi lão công, chờ ta ngày mai xuất viện, ta thỉnh ngươi các bằng hữu ăn bữa cơm được không? Ta còn không có cùng bọn họ gặp qua đâu. Trương Huyền cười nói, hành a, ngươi muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, này giúp hóa khẳng định đặc biệt vui vẻ. Lâm Thanh Hạm mắt to mị thành trăng non cong trạng, vậy nói tốt lạc, ngày mai ta làm ông chủ, ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền đi ngao dược, thuận tiện làm mã hội trưởng cấp làm hạ xuất viện thủ tục, ngày mai là có thể rời đi bệnh viện. Ngao hảo dược sau, Trương Huyền lại tìm cái lấy cớ, làm Milan giúp Lâm Thanh Hạm đem dược đắp thượng. Đi đến ngoài phòng bệnh, Trương Huyền cấp Bạch Trì gọi điện thoại. Nói hạ Lâm Thanh Hạm ngày mai muốn thỉnh đại gia ăn cơm sự. Ngoà tào, tẩu tử mời chúng ta ăn cơm. Bạch Trì ở trong điện thoại hét lớn một tiếng. Trương Huyền trước tiên liền đem điện thoại lấy xa xa mà, Bạch Trì thanh âm kia thật sự là quá chói tai. Ta nói tiểu tử ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Trương Huyền vẻ mặt vô ngữ. Đương nhiên là kích động a lão đại, tẩu tử mời chúng ta ăn cơm a. Không được, ta phải đem việc này thông chi đi xuống, tin tưởng ta. Những người đó phản ứng chỉ khả năng so với ta còn đại. Bạch Trì ở trong điện thoại tin tưởng tràn đầy nói. Bạch Trì ngồi ở Tân Khải khách sạn Tổng thống phòng xếp nội, loạng choạng ly chung rượu vang đỏ, khởi xướng nhiều người liên tuyến trò chuyện. Đương hắn nhàn nhạt nói ra đại tẩu ngày mai mời khách ăn cơm thời điểm, cơ hồ cùng hắn trò chuyện mỗi người, đều phát ra như hắn lúc trước giống nhau thanh âm. Đêm đó, một tòa ở vào châu Âu cổ xưa cung điện nội, một người lưu trữ màu đỏ tóc. Ăn mặc đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nam nhân, đứng ở một mặt hoàn toàn từ độ cao thủy tinh sở chế tạo mà thành trước gương mặt, thượng trăm người hầu đứng ở hắn phía sau, vài tên châu Âu xã hội thượng lưu đỉnh cấp thiết kế sư đứng ở một bên. Đại nhân, này đã là ngài thí thứ 73 kiện quần áo, vẫn là không hài lòng sao? Một người tuổi già lão giả thật cẩn thận hỏi. Nếu có châu Âu quý tộc đứng ở này, nhất định sẽ cả kinh há to miệng, cái này xưng hô tóc đỏ thanh niên vì đại nhân lão giả. Chính là một người hầu tước a. Không hài lòng, tương đương không hài lòng. Tóc đỏ thanh niên không kiên nhẫn túm rớt trên người quần áo, dùng lưu loát hoa hạ ngữ hô, ngày mai ta tẩu tử mời chúng ta ăn cơm, người khiến cho ta xuyên như vậy không được thể sao. Hiện tại, lập tức, đi thiết kế ra ta vừa lòng kiểu dáng. Ở lưu vực rộng lớn vùng biển quốc tế thượng, một con thuyền dương mặt quỷ kỳ chiến hạm chính lang thang không có mục tiêu phiêu đãng. Một người dáng người cường tráng bạch nhân đứng ở bong tàu thượng, hắn hầu gái nhóm vì hắn mang tới từng cái giá trị chế tạo sang quý trang phục. Bạch nhân tráng hán chọn lựa kỹ càng hơn 2 giờ,
mới tuyển ra một kiện vừa lòng quần áo, gật gật đầu, không tồi, liền cái này. Hải thần đại nhân, ngài như vậy tỉ mỉ chuẩn bị, là muốn đi gặp nước nào nguyên thủ sao? Bạch nhân tráng hán phó thủ, thật cẩn thận hỏi. Nguyên thủ, bạch nhân tráng hán hỏi lại một tiếng, nước nào nguyên thủ, có thể làm ta coi trọng như vậy? Đó là, phó thủ vẻ mặt khó hiểu. Bạch nhân tráng hán đứng ở cột buồm trước, nhìn ra xa phương xa, ngày mai, ta tẩu tử mời chúng ta ăn cơm. Ở bạch nhân tráng hán này con chiến hạm phía sau, rậm rạp, đi theo vô số con chiến hạm, mỗi một con thuyền đều bị tề lửa đạn, bom tàu thượng chiến cơ tùy thời có thể cất cánh. Ở Ấn Quốc biên giới, có như vậy một tòa tuyết sơn, nghe đồn có thần bí người tuyết lui tới. Tuyết sơn hạ, có một tòa cung điện, khi trường bị ở tại người chung quanh nhóm sở tế bái. Màn đêm buông xuống, tuyết sơn chung, một năm nhẹ xinh đẹp phương Tây nữ nhân đi ra, nàng đầy đầu tóc đen lưu đến vòng eo, thân xuyên tím đen sắc váy dài, tại đây tuyết trắng xóa tuyết sơn chung, tại đây sáng ngời dưới ánh trăng, như nữ thần mặt trăng Artemis dáng thế thanh khiết. Đại nhân, ngày mai là giáo đồ tế bái ngày, ngài phải rời khỏi sao? Một người đồng dạng xinh đẹp nữ nhân đi theo nàng phía sau. Đương nhiên, bạch trì kia tiểu tử nói, ngày mai đại tẩu thỉnh đại gia ăn cơm. Lúc này, còn nằm ở Ngân Châu Bệnh viện phòng bệnh Lâm Thanh Hạm cũng không biết, nàng một cái mời khách ăn cơm quyết định, làm những cái đó dưới mặt đất thế giới rậm một rậm chân đều sẽ chấn tam chấn đại nhân vật, đều cảm giác khẩn trương lên. Chương 208 đứng đầu nhân vật. Một đêm lặng yên mà qua, sáng sớm hôm sau, Trương Huyền từ phòng bệnh bò dậy, cấp Lâm Thỉnh Hạm kiểm tra rồi một chút, nàng làn da bỏng trên cơ bản đã khỏi hẳn, ngày đó trong cơ thể hút vào độc khí hai ngày này cũng tất cả đều lọc ra tới. Ân, Mỹ Mỹ, Trương Huyền nhìn chính mình trước mặt, đã thay một thân rộng thùng thình vận động trang Lâm Thanh Hạm, tự đáy lòng ca ngợi nói. Mỹ cái gì a, vài thiên không tắm rửa đều, nhanh lên về nhà, ta phải tắm rửa, trên người xú đã chết. Lâm Thanh Hạm người đáng yêu cái mũi nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ nói. Trương Huyền cười ha ha hai tiếng, hắn nhưng không cảm thấy nữ nhân trên người có cái gì mùi lạ, ngược lại còn có loại tươi mát mùi thơm của cơ thể phát ra. Về nhà trên đường, Trương Huyền lái xe, Lâm Thanh Hạm ngồi ở ghế phụ, không ngừng phiên di động. Lão bà, nhìn cái gì đâu? Trương Huyền tò mò hỏi. Tìm khách sạn a, Lâm Thanh Hạm ngón tay thon dài hoa ở trên màn hình di động, lão công. Ngươi nói thỉnh ngươi bằng hữu ăn chút cái gì a? Tùy tiện ăn chút là được. Trương Huyền không để bụng nói, hắn cùng những cái đó huynh đệ tỉ muội, khó khăn khi, một cái bánh mì phân ăn, vỏ cây lại không phải không nhai quá, huy hoàng khi, sơn chân hải vị, đỉnh cấp trứng cá muối đều ăn phát nị, đối ăn cái gì, đã sớm không thèm để ý. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, kia không được, đây là lần đầu tiên cùng ngươi bằng hữu ăn cơm, ta như thế nào cũng đến tận hảo lễ nghĩa của người chủ địa phương. Lâm Thanh Hạm cuối cùng tuyển ở Tân Khải khách sạn, định rồi lớn nhất cái kia ghế lô. Cùng lúc đó, Ngân Châu sân bay. Bạch Trì đứng ở tòa nhà đợi chuyến bay trước, lặng lặng chờ đợi, hắn không có đi xem chuyến bay thời gian, hắn biết, này đó hóa sẽ không ngồi dân dụng chuyến bay tới. Liên tiếp số giá tư nhân phi cơ, ở Ngân Châu sân bay rớt xuống, trong đó một trận có được Anh Quốc Hoàng thất tiêu chí, còn lại mấy giá, tuy rằng không có gì đánh dấu, nhưng quang xem kia phi cơ kích cỡ. Đều là giá trị chế tạo xa xỉ. Kia ấn có Anh Quốc Hoàng thất tiêu chí tư nhân phi cơ đại môn mở ra, một người tóc lửa đỏ, tướng mạo anh tuấn thanh niên nam nhân đi xuống tới, hắn thân xuyên một thân màu đỏ sậm trường bào nơ thượng ấn Anh Quốc Hoàng thất đặc có tiêu chí, mới vừa xuống phi cơ, tóc đỏ thanh niên liền dùng sức hít một hơi, cảm khái nói, có lão đại ở địa phương, không khí đều so địa phương khác muốn tươi mát. Được rồi đi, người cái vua nịnh nọt. Một người bạch nhân tráng hán bước nhanh đi tới, tráng hán đầu bóng loáng, muốn ta nói, này có lão đại địa phương, thế giới đều tràn ngập sắc thái. Dựa, tóc đỏ thanh niên dựng ngón giữa, hải thần, ngươi còn muốn hay không điểm mặt, người này vỗ mông ngựa không thể so ta kém. Được rồi, lão đại lại không ở, hai người nói cho ai nghe đâu. Cách đó không xa, một người tóc dài khoác đến vòng eo phương Tây Mỹ nữ chậm rãi đã đi tới, nàng ăn mặc một cái màu tím đen váy dài. Đường gió nhẹ phất quá, gợi lên làn váy, nàng dường như họa trung mỹ nhân nhi giống nhau, hấp dẫn người lực chú ý. Nữ nhân xuất hiện, làm chung quanh rất nhiều người ánh mắt đều tập trung lại đây, nữ nhân này, thật sự là quá xinh đẹp, kia một mạt toái phát thấp thoáng ở nàng trên trán, giống như thương minh chiều hôm, bao phủ ánh nắng chiều. Cao gầy dáng người, tròn xoe cái mông, trên người mỗi một chỗ, đều hoàn mỹ không tì vết. Nha,
Nguyệt thần, đã lâu không gặp ngươi xuyên như vậy long trọng. Tóc đỏ thanh niên kinh ngạc nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Khanh khách, nữ nhân che miệng khẽ cười một tiếng, ngươi còn không giống nhau, đêm này áo choàng đều lấy ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi muốn kế thừa ngươi lão tử vị trí đâu. Ta nói cho ngươi a, ta này quần áo chính là tối hôm qua tân thiết kế, không phải trước kia cái loại này lão kiểu dáng, ngươi không thấy cổ tay áo đều đổi thành hình tam giác sao? Tóc đỏ thanh niên giơ giơ lên cánh tay. Được rồi, đừng tú ngươi những cái đó cổ quái trang phục. Hải thần vẻ mặt khinh thường, còn có ai không tới? Ngày hôm qua cái kia ngu ngốc toàn thông chi tới rồi, bọn họ phỏng chừng lập tức là có thể tới rồi. Nguyệt thần đứng ở kia, mắt đẹp nhìn về phía phương xa không trung. Thực mau, lại là mấy giá tư nhân phi cơ xuất hiện ở không trung. Phi cơ còn không có rơi xuống đất, liền thấy một đạo trắng tinh thân ảnh, từ trên không phiêu nhiên mà xuống, một dải lụa trắng ở không trung vũ động, mơ hồ có thể thấy rõ, đây là một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, nàng dường như thánh khiết nữ thần buông xuống giống nhau. Nguyệt thần tận trời không chu chu môi, vẫn là bệnh cũ, sửa không xong. Không trung kia đạo thân ảnh, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Có người ở phi. Phi cái giám A, người có điểm thường thức được chưa? Vậy ngươi cho ta giải thích một chút, nàng vì sao ở trên trời bay, ngươi nhìn đến dù để nhảy. Giải thích mau giải thích, hiểu người tự nhiên hiểu. Có hai cái đang muốn đăng ký người, nhìn đến không trung kia đạo thân ảnh, lâm vào thảo luận. Hải thần tấm tắc hai tiếng, nhìn xem, nhân gia này công nghệ cao chơi, phi hành phục nháo đến cùng váy giải giống nhau, thật là đẹp mắt. Bang! Nguyệt thần một cái tát chụp đến hải thần đầu chọc thượng, người ý tứ, là ta so nàng kém lạc. Hải thần vội vàng thay một mặt cười nịnh, đều đẹp, đều đẹp. Theo một mặt lụa trắng bay xuống, không trung kia đạo nhân ảnh, cũng chậm rãi rơi xuống đất, nàng cả người trắng tinh, thân cao có 1m7, chân dẫm màu trắng đoản ủng, một thân màu trắng váy dài, cánh tay uốn lượn lụa trắng, cùng đứng ở kia Nguyệt thần, hình thành tiên minh đối lập, nàng đồng dạng mỹ diễm, ánh mắt sáng ngời, miệng anh đào nhỏ. Là tiêu tiêu chuẩn chuẩn hoa hạ mỹ nữ. Tương lai, người này khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, gì thời điểm cho ta kia trên thuyền cũng trang hai phi hành khí bái. Hải thần cười ha hả nhìn đã đến mỹ nữ. Ngươi nằm mơ đâu, đây là khoa học kỹ thuật, không phải ngươi trong ảo tưởng ma pháp. Tương lai trợn trắng mắt, ánh mắt tập trung đến Nguyệt thần trên người, oa, lão yêu bà, đem ngươi lễ phục đều xuyên ra tới. Nói ai lão yêu bà đâu, Nguyệt thần nộ mục trừng hướng tương lai. Liền nói người đâu, đều hơn 40 tuổi, còn không phải lão yêu bà. Tương lai hướng Nguyệt thần làm cái mặt quỷ, vừa mới còn thánh khiết bộ dáng tức khắc biến mất vô tung, hóa thân thành một con nghịch ngợm tinh linh. Hai cái dáng người cùng dung nhan đều có thể nói hoàn mỹ nữ nhân đấu võ mồm, đối người quan sát tới nói cũng là một loại hưởng thụ. Hải thần cùng tóc đỏ thanh niên cũng không khuyên can, cười ha hả đứng ở một bên, này hai người chạm vào một khối, không đấu võ mồm mới kỳ quái đâu. Ô ô ô, lại xảo đi lên. Một người tướng mạo bình thường phương Tây trung niên nam nhân bước nhanh đi tới, đây là xảo đến nào, lão yêu bà là vài phút trước mắng. Trung niên nam nhân giống như rất có kinh nghiệm giống nhau. Đại khái 3 phút đi, hải thần suy nghĩ một chút trả lời, theo sau nhìn về phía trung niên nam nhân, đúng rồi phí lôi tư, người lão tử lần trước nói cho ta hạm đội đầu tư 300 triệu, gì thời điểm đến chướng đâu. Nhưng đừng chống chế a. Dựa. Phí lôi tư khoa tay múa chân ngón giữa, 300 triệu lười đến cùng ngươi chống chế, chi phiếu đã sớm viết hảo, chính ngươi không đi lấy. Hải thần bĩu môi, còn phải ta chính mình đi lấy, không thành ý. Được rồi, người đều đến đông đủ, đại gia đi thôi, cái kia ngu ngốc ta phỏng chừng vẫn luôn chờ đâu. Tóc đỏ thanh niên nói một tiếng, hôm nay tẩu tử thỉnh ăn cơm, đều thu liễm một chút a.